Đại hào môn chương 1081 uy hiếp Và hả, chừng nào thì bắt đầu, đái huynh cũng trở nên như vậy hội nói đùa Tiến tính tu sĩ tiếng cười to, bỗng nhiên tại hội trường thượng trấn vang lên Người này tuy nhiên chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, làm việc nhưng lại thập phần trương dương Nhiễm nhiên cùng mang trưởng quầy vị này hậu kỳ đại tu sĩ bình khởi bình tọa Đối với ở đây mấy vị khác hậu kỳ đại tu sĩ cũng cũng không có tổn lấy bao nhiêu kính sợ chi tâm. Mang trưởng quầy vừa cười vừa nói, cũng không phải mang nào đó nói giỡn, mang nào đó chỉ là tại khảo thí cái này chiếc thượng của tàu cao tốc rốt cuộc có nhiều hơn tiềm năng. Đẳng cấp cao linh thạch không thông thường, đồ dùng khách quan tốt trung giai linh thạch, cũng đồng dạng có thể khu động cái này chiếc tàu cao tốc, độn nhanh chóng tuy nhiên chậm hơn, cũng xa so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ độn nhanh chóng phải nhanh hơn vài phần. Nguyên Anh sơ kỳ đồng đạo muốn thoải mái đuổi theo cái này tàu cao tốc, độ khó không nhỏ. Đoàn người cũng biết, Thời kỳ thượng cổ, tài nguyên xa so hiện tại muốn phong phú, không chỉ nói phẩm khách quan tốt trung giai linh thạch, coi như là đẳng cấp cao linh thạch cũng không thập phần hiếm thấy. Audio điện tử võ tấn bền. Điểm này, đang ngồi mọi người ngược lại phần lớn đồng ý. Giới diện đại chiến về sau, cả thoi ma giới tài nguyên mới bắt đầu từ từ cần cỗi đích. Nghe nói vài ngàn năm trước, tu chân giới xa so hiện tại càng thêm hưng thịnh. Và nói vậy đến cái này tàu cao tốc còn thật sự có chút ý tứ rồi. tiến tính tu sĩ rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú ngữ khí. mang trưởng quầy mỉm cười nói cái này tự nhiên. tưởng tiến hiền đệ như vậy xuất thân danh môn tòa hạ đệ tử phần đông như vậy một con thuyền tàu cao tốc là phi thường thực dụng đích quan trọng hơn trước mắt có thể phát huy không tưởng được đại tác dụng. đốn một chút mang trưởng quầy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trầm giọng nói ra nghe nói bắc minh biển cả ở chỗ sâu trong cấm địa gần đây liên tiếp xuất hiện dị thường không gian chấn động đã có đồn đãi nói giới diện đại chiến sắp một lần nữa mở ra quả thật như thế đối với chúng ta thoi ma giới đúng vậy một hồi đại hạo kiếp lập tức liền có tu sĩ không cho là đúng nói đái huynh đây bất quá là đồn đãi mà thôi gì đủ vì tín thực sự có tu sĩ hỏi ngược lại như vậy đồ tốt đại trưởng quỹ sao không chính mình lưu lại tứ hải cư môn nhân đệ tử cũng không tại số ít ha mang trưởng quầy hình cầu trên mặt lập tức lại hiện lên mỉm cười, nói ra, chư vị chớ quên, tại hạ chỉ là một người làm ăn. Tìm được tốt bảo bối, trước hết nhất nghĩ đến đúng là bán đi, lợi nhuận càng nhiều là linh thạch, hắc hắc. Người làm ăn bản tính như thế, rốt cuộc sửa không được liễu tương đương. Lập tức cười vang, bất quá rốt cuộc có bao nhiêu người tin mang trưởng quầy lần này lý do thoái thác. Cái kia sẽ rất khó nói, hắn là người làm ăn đúng vậy, nhưng muốn nói thật hội đem tốt bảo bối đều lấy ra bán đi quả thực chính là vô nghĩa mang trưởng quầy vừa rồi cũng không nói bọn hắn ở đằng kia phong vô tộc di chỉ tìm được rồi ba chiếc tàu cao tốc ngoài miệng nói dưới mắt cái này chiếc tàu cao tốc là bảo tồn hoàn hảo nhất đích ai biết là thật là giả nói không chừng đây mới là nhất loại kém một con thuyền nếu thật là đem tốt bảo bối đều bán đi rồi mang trưởng quầy dựa vào cái gì tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cao như thế sâu cảnh giới nhưng chuyện như vậy ai cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Muốn xuất ra đến bảo bối là đồ tốt, dùng chung, sẽ có người cạnh tranh, cùng mang trưởng quầy làm người như thế nào, cũng không bao nhiêu quan hệ. Mang trưởng quầy nói tiếp, còn một điều, cũng là mang nào đó quyết định bán đi cái này chiếc tàu cao tốc nguyên nhân. Thì phải là mang nào đó bản thân cũng không tinh thông phong độn thuật, đối với phong vũ tộc thiên phú thần thông cũng không có gì nghiên cứu. Cái này tàu cao tốc bên trong, chữ khắc vào đồ vật lấy không ít thượng cổ ký hiệu mang nào đó cùng mấy vị hảo hữu nhiều lần nghiên cứu chúng ta phỏng đoán cái này cực khả năng chính là phong vô tộc đem ra sử dụng cái này chiếc tàu cao tốc chính thức pháp môn đáng tiếc mang nào đó thật sự không rõ nhưng thiên hạ to lớn năng nhân bối suất mang nào đó làm không rõ ràng lại không có nghĩa là lấy đạo hữu khác cũng làm không rõ ràng bất kể là ai chụp được cái này chiếc tàu cao tốc cũng không quản cuối cùng nhất giá sau cùng như thế nào mang nào đó đều phụ tặng một phần theo di chỉ nơi khai quật ra tới phong vũ tộc công pháp bí quyết. bất quá mang nào đó có chuyện trước đây phần này công pháp bí quyết cũng là đã ngoài của ký hiệu viết mà thành thập thành trung mang nào đó còn nhận thức không được đầy đủ một thành muốn thỉnh lấy được đạo hiếu tự hành nghiên cứu liễu tương đương nguyên gốc thẳng tựa ở trong ghế chậm rãi uống trà tiêu phàm chậm rãi ngồi thẳng người trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc tặng kèm phong vũ tộc công pháp bí quyết. Đây chính là hắn lúc trước theo không nghĩ tới qua đích. Cứ việc lúc trước hắn đối với cái này chiếc tàu cao tốc cũng rất cảm thấy hứng thú, lại vẫn là có ý định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình định ra quy tắc, không phức tạp, không làm cho người chú mục, không có ý định lẫn vào đi vào, nhưng phong vũ tộc công pháp bí quyết đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước. Tiêu Phàm hiện tại mạnh nhất độn thuật, dĩ nhiên là là truyền thừa tự ngân rực lôi bằng phong độn thuật. Ngân rực lôi bằng là trời sinh phong lôi thuộc tính thánh linh. Phong độn thuật chi cao minh, tự nhiên không giống tiểu khả. Nhưng mà tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật, lại không phải được từ, chân truyền, mà gần kề chỉ là tại luyện hóa ngân dược lôi bằng tàn phá nội đan lúc tùy cơ hội lĩnh ngộ một bộ phận. Tiêu phàm mình cũng cảm thấy, không được hệ thống. Bất luận cái gì đồng dạng công pháp, tại tiêu phàm xem ra, đều phải thành hệ thống mới có thể chân tránh đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vụn vật lĩnh ngộ đến đích, luôn có chỗ khiếm khuyết, Gió này vô tộc nếu là thời kỳ thượng cổ tinh thông phong độn thuật chủng tộc, công pháp của bọn hắn bí quyết, tự nhiên rất đáng được nghiên cứu. Về phần chống lại cổ ký hiệu giải thích, thật đúng là không có nhiều người có thể theo kịp Tiêu Phàm. Tại thủy tổ trong tàng bảo các lấy được vài kiện bảo vật, đều đều là thời kỳ thượng cổ còn sót lại dị bảo, trên của hắn chữ khắc vào đồ vật ký hiệu, đều là thượng cổ truyền thừa. Xem ra có tất yếu phá cái lệ liễu tương đương. Về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội cái kia tiến tính tu sĩ? tiêu phàm cũng không phải như thế nào quan tâm. Hắn cũng không còn ý định tại đều xà trưởng thành chờ mong xuống dưới. Và vị đạo hữu đối với cái này chiếc thượng của tàu cao tốc còn có cái gì nghi vấn sao? Không có có nghi vấn gì lời nói, mang nào đó muốn quay phim rồi. Và hả, tốt, đái huynh quay phim A, tiễn nào đó đối với cái này tàu cao tốc rất cảm thấy hứng thú. Mang trưởng quầy gật gật đầu, lập tức hương mặt một túc, hai mắt nhìn quét hội trường một vòng, Cao giọng nói ra, thời kỳ thượng cổ, Phong Vũ tộc còn sót lại cực phẩm tàu cao tốc một con thuyền, bổ sung Phong Vũ tộc tu luyện công pháp bí quyết một bộ, khởi đập giá linh thạch 200 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. Hiện tại quay phim, và mà một tiếng, tiểu Mộc trùy gõ xuống dưới. Với tư cách như thế quy mô giao dịch hội áp trục bảo vật một trong, 200 vạn linh thạch khởi đập giá không coi là nhiều cao. Dù sao thượng cổ tàu cao tốc bảo vật như vậy, Đối với Nguyên Anh tu sĩ lực hấp dẫn cũng không quá lớn, 200 vạn linh thạch cũng đủ mua xuống một đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú toàn bộ tài liệu còn có còn thừa. Mà biến hóa yêu thú tài liệu lại đối với Nguyên Anh tu sĩ tinh tiến bản thân tu vi rất có tác dụng. Cái này tàu cao tốc mua lại, lại cũng không có thể nhanh hơn Nguyên Anh tu sĩ bản thân độn nhanh chóng, chỉ có thể giao cho môn hạ đệ tử sử dụng. Thực tế quan trọng hơn chính là, thứ này quả thực chính là cái thôn phệ linh thạch quái vật, muốn đạt tới cực tốc rõ ràng cần 5-6 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, nếu như sử dụng trung giai linh thạch lời mà nói, lại càng không biết cần bao nhiêu khỏa liếu tương đương. Không phải chân tránh tài đại khí thô tiền nhiều như nước lại môn hạ đệ tử phần đông nguyên anh tu sĩ, không sẽ vì cái này tàu cao tốc ra tay. Và trăm vạn, và trăm mười vạn, cơ hồ là mang trưởng quầy mộc trùy rơi xuống đi đồng thời, một đông một tây đồng thời vang lên hai cái báo giá thanh âm. Phía bên phải cái kia báo giá thanh âm, xuất từ tiến tính tu sĩ chi khẩu, mà bên trái cái kia 210 vạn báo giá thanh âm, tắc chính là xuất từ phi thiên các họ cốc tu sĩ chi khẩu. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Cái này tiến tính tu sĩ quả nhiên buồn xỉn, ngay một khỏa linh thạch đều không muốn nhiều ra, tự đẩy lấy khởi đập giá đến đích. Ngược lại họ cốc tu sĩ tựa hồ tài đại khí thô tiền nhiều như nước mới mở miệng tự bỏ thêm thập vạn linh thạch. Và hắc, xem ra cốc huynh cũng vừa ý cái này tàu cao tốc rồi, cái kia tiến nào đó sẽ thấy tăng điểm, 210 năm vạn. Tiến tính tu sĩ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, liền là bỏ thêm 5 vạn linh thạch. Họ cốc tu sĩ trầm mặc thoáng một tí, mới nhẹ nói nói, tiến huynh, người cũng biết, cái này tàu cao tốc đối với tại hạ rất trọng yếu. Hắn là phi thiên các trưởng quầy, nếu là có thể phá giải cái này tàu cao tốc bí mật, chỗ tốt cũng không cần nói. Và huynh cái này lời nói được, tiến nào đó đều thiếu chút nữa ngượng ngùng, cái này tàu cao tốc đối với tiến nào đó cũng đồng dạng trọng yếu a hát, cốc huynh sao không lại để cho huynh đệ nhường lối. Dù sao các người phi thiên các cái dạng gì phi hành pháp bảo không có a hát. Họ cốc tu sĩ vậy mà thật sự trần chờ tựa hồ xác thực không muốn đắc tội cái này tính tiến đích. Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường lại ngoài dự đoán mọi người lâm vào trong yên lặng. Họ cốc tu sĩ không muốn ra giá, tu sĩ khác đồng dạng không có người nguyện ý ra giá. Cũng là không hoàn toàn đúng bởi vì sợ đắc tội tiến tính tu sĩ, cũng bởi vì cái này tàu cao tốc đối với bọn họ mà nói tương đối tương đối gân gà. Mang trưởng quầy mập mạp mặt tròn thược, dáng tươi cười trở nên có vài phần cứng ngắc. Tại đấu giá áp trục bảo vật thời điểm, xuất hiện tẻ ngắt, thật đúng là phi thường hiếm thấy. Nhất là hắn đường đường hậu kỳ đại tu sĩ tự mình chủ trì đấu giá, cũng tao ngộ tẻ ngắt, lại càng tốt thật mất mặt. Và 120 vạn liền vào lúc này một cái hơi khàn giọng thanh âm, tại 462 số ghế lô vang lên. Đúng vậy tiêu phàm, kịp thời cho mang trưởng quầy giải vây. Và, tiến tính tu sĩ hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, hai mắt sạch bong điện thiểm, hướng tiêu phàm chỗ ghế lô bắn thẳng đến mà đến. Vậy mà thực sự có người dám không để cho hắn mặt mũi, nhất định là từ bên ngoài đến tu sĩ. Và 125 vạn, tiến tính tu sĩ cười lạnh, báo ra mới giá cả và 130 vạn. Tiêu phàm không chút do dự, nhàn nhạt đem giá cả bỏ thêm đi lên. Tiến tính tu sĩ giận tím mặt, cười lạnh liên tục, hắc hắc, đều xa thành thật đúng là tàng long ngọa hổ a hát. Vị đạo hiếu này họ gì đại danh, từ chỗ nào mà đến? Và đạo hiếu, mang trưởng quầy hai hàng lông mày nhân lại, có chút không vui mà quát. Cái này tính tiến làm việc không khỏi vô cùng ương ngạnh, vậy mà đang tại hắn vị này tứ hải cư đại trưởng quỹ mặt, uy hiếp khách nhân khác đây cũng không phải là không để cho tiêu phàm mặt mũi, là trực tiếp đánh hắn mang trưởng quầy mặt liễu tương đương. Hắn tính tình dù cho, cũng quả quyết cho không dưới loại này cách giải quyết. Tiến tính tu sĩ, khuôn mặt cũng nghiêm túc. Hơi khoảnh, theo 462 số trong dạp truyền ra tiêu phàm bình tĩnh thanh âm, tiến đạo hiếu, giao dịch hội quy củ giống như không phải như thế a à. Tất cả mọi người là khách nhân, nhìn chúng thứ này, chỉ để ý đấu giá, người trả giá cao đắc. Tại hạ từ đâu mà đến, rất trọng yếu sao. Và hắc, rất tốt, các hạ quả nhiên là khí thịnh đắc vô cùng. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong giạp, tiễn nào đó tựu cha không được lai lịch của ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, tại đây đều xà thành, tiễn nào đó cha không được bí mật, thật đúng là không phải rất nhiều. Tiến tính tu sĩ lập tức tự thẹn quá hóa giận rồi, trực tiếp miệng giao uy hiếp nói như vậy. Tiêu phàm không nói gì thêm, bất quá ở đây nguyên anh tu sĩ, mỗi người cũng nghe được một chút cười khẽ thanh âm, thập phần bình tĩnh thoải mái, rất rõ ràng đối với tiến tính tu sĩ cái này uy hiếp không thèm quan tâm. Tiến tính tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ khó coi. chương 1082 đắc tội. Và trăm vạn. Sau một khắc, tiến tính tu sĩ một hơi tự báo ra 300 vạn giá cao. Hội trường lập tức vang lên một hồi xôn sao thanh âm. Cái này tính tiến ra hỏa thật đúng là tùy hứng. Bình thường mà nói, tu vi đến nguyên anh trung kỳ cao như vậy sâu cảnh giới, nói như thế nào tính tình đều nên vậy không hề như vậy náo nhiệt đều sống mấy trăm tuổi cái gì cổ quái chưa thấy qua về phần động một chút lại giận tím mặt sao không thể nghi ngờ tiến tính tu sĩ được coi là là trường hợp đặc biệt liếu tương đương có lẽ nhiều năm qua hoành hành ngang ngược sớm đã thành thói quen của hắn ngay mang trưởng quầy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều cho hắn mặt mũi một thân ương ngạnh có thể nghĩ liếu tương đương và bách linh năm vạn tiến tính tu sĩ lời còn chưa dứt, tiêu phàm bình tĩnh thanh âm lại đang hội trường vang lên. Nhiều người khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Xem ra tiến tính tu sĩ thật đúng là đụng phải cứng rắn, ngạch gốc dạ liễu tương đương. Tiêu phàm thanh âm càng bình tĩnh, mỗi lần tăng giá càng ít, tự chứng minh hắn chút nào đều không có đem tiến tính tu sĩ để vào mắt. Vô luận ngươi là nổi giận cũng tốt, phiền muộn cũng tốt, ta liền cho ta giá, đối với cái này tàu cao tốc tình thế bắt buộc. Người họ tiến có cao hay không hứng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Không ít người đều có thể hiểu được tiêu phàm cái này diễn xuất. Thân là nguyên anh tu sĩ, ở nơi nào đều là xưng tôn xưng tổ nhân vật, dưới chứng thuộc hạ môn nhân đệ tử một đống lớn, đa số đều dưỡng thành làm theo ý mình cứng rắn, ngạnh tính tình. Người tiến người nào đó khó lường, chẳng lẽ ta chính là ngồi không? Đương nhiên càng nhiều là người tác chính là tinh thông trung dung chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không lung tung đắc tội với người, nhất là đắc tội cùng giai cao thủ và hư tốt rất tốt khơi khoảnh tiến tính tu sĩ mới cười lạnh vài tiếng hắn chỗ ghế lô bỗng nhiên liền lâm vào trong yên lặng nếu không phát ra nửa điểm thanh âm mọi người bình thức tính khí mà chờ dây lát trong dạp tuyệt không động tính. lúc này mới vững tin tiến tính tu sĩ thật sự quyết định buông tha cho cái này chiếc tàu cao tốc đấu giá bất quá một ít quen thuộc tiến tính tu sĩ đều xà thành đồng đạo lại âm thầm vì 462 số ghế lô chủ nhân lo lắng. Tiễn nào đó buông tha cho chỉ là đấu giá, tuyệt đối không phải buông tha cho cái này chiếc tàu cao tốc. Chính như cùng tồn tại nói, tại đều xa thành, hắn điều tra không được sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Tứ hải cư trợ giao dịch loại này đẳng cấp trận pháp cấm chế, đối với cao thủ chân chính mà nói, cũng không thể tạo thành hữu hiệu che đậy. Cái này nơi khác đến tu sĩ, làm không rõ ràng lắm tình huống, đang tại cái này rất nhiều người mặt, Cắt tiễn người nào đó tầng một ra mặt. Cơn tức này, tiễn nào đó xác định vững chắc núi không trôi. Đợi giao dịch hội tản về sau, nhưng có trò hay để nhìn. Đáng tiếc chính là, đại đa số người sợ là không có như vậy may mắn được thấy. Và có vị nào đạo hiếu có thể ra so 305 vạn giá tiền cao hơn sao? Còn gì nữa không, mang trưởng quầy dơ lên cao tiểu mộc trùy, lớn tiếng hỏi. Ngược lại quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, và thành giao một hỏi liên tiếp ba lượt, không còn có người ra giá. Mang trưởng quầy một chùy hòa âm, và hỉ 462 số ghế lô lê đạo hiếu, lấy được cái này chiếc thượng cổ phong vũ tộc còn sót lại cực phẩm tàu cao tốc cùng phong vũ tộc tu luyện công pháp một bộ. Lúc này liền có chấp sự nhân viên mang theo tàu cao tốc cùng bộ kia tu luyện công pháp, đi trước 462 số ghế lô, cùng tiêu phàm giao hàng. Tiêu phàm không nói hai lời. Giao hàng 305 vạn linh thạch, đem tàu cao tốc cùng công pháp thu xuống dưới. Vì bảo đảm có đầy đủ linh thạch đập đến thiên hay tiên tử cần thiết tài liệu, tiêu phàm bán ra một ít động vật biển tài liệu cùng ngàn năm linh dược. Gom góp hơn một ngàn vạn linh thạch tùy thân mang theo, tự nhiên là tài đại khí thô tiền nhiều như nước liếu tương đương. Đợi chấp sự đệ tử vừa đi ra ngoài, tiêu phàm lập tức đem tàu cao tốc thu hồi, cầm lấy cái kia tấm hơi có vẻ không trọn vẹn ngọc giản. Thần niệm nhìn quét đi qua. Thời kỳ thượng cổ, ngọc giản cùng thẻ tre cùng tồn tại, càng về sau, ngọc núi chúc thẻ tre mới cơ bản toàn bộ thay thế ngọc giản. Quả nhiên không xuất ra tiêu phàm sở liệu, ngọc giản ở phía trong thượng cổ ký hiệu rất quen mặt, đa số ký hiệu tiêu phàm đều có thể lập tức liền đọc hiểu minh bạch trong đó hàm nghĩa, tiêu phàm không khỏi đại hỉ, lập tức cẩn thận nghiên cứu bắt đầu đứng dậy, phút chốc, khóe miệng liền lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Gió này vô tộc không hổ là phong vô tinh linh dòng chính dòng dõi, đối với phong độn thuật lĩnh ngộ, xác thực không thể tầm thường so sánh. Đây đúng là một thiên có quan hệ phong độn thuật công pháp, chỉ có điều lại để cho tiêu phàm tiếc núi chính là, cái này thiên phong độn thuật tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, ghi lại phần sau bộ phận đối với phong độn thuật vận dụng. Nửa phần trước phân hẳn là phong độn thuật tu luyện. Nếu như như vậy một thiên công pháp rơi tại cái khác trong tay người, tự nhiên là không hề có tác dụng, cơ bản tương đương với phế vật. Nhưng mang trưởng quầy thanh minh trước đây, hắn cũng không hiểu mà vượt cổ ký hiệu, ngọc này giản ở phía trong rốt cuộc ghi lại những thứ gì nội dung, hắn một mực không biết, chỉ là nửa thiên công pháp, vậy cũng trách không được hắn. Bất quá, đối với tiêu phàm mà nói, cái này nếu không phải quá lớn vấn đề. Đối với phong độn thuật tu luyện, hắn sớm đã tại ngân dược lôi bằng trong trong nội đan lĩnh ngộ đến không ít, hiện tại có cái này nửa thiên công pháp, hảo hảo nghiên cứu một phen, đối với phong độn thuật vận dụng chi hay, tất nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hắn chỗ kỳ diệu, hội nâng cao một bước. Hơn nữa tiêu phàm tin tưởng, đem cái này nửa thiên công pháp thông hiểu đạo lý về sau, đối với tàu cao tốc nghiên cứu vận dụng, nên vậy cũng có trợ giúp rất lớn. Tương đương với bình thường nguyên anh tu sĩ độn nhanh chóng tàu cao tốc, với hắn mà nói, tự nhiên không có có tác dụng gì liếu tương đương. Nhưng đối với tại một cái đại tông môn mà nói, nếu như có thể nhiều hơn chế tạo loại này tàu cao tốc, cũng tuyệt đối là dùng chung tốt bảo vật một khi phát sinh khẩn cấp tình huống, môn hạ đệ tử mặc kệ tu vi cao thấp, cũng có thể leo lên tàu cao tốc, lui tránh viễn độn, cơ hội chạy trốn muốn hơn rất nhiều. Cắt cử một đám đệ tử viễn phó nơi khác chấp hành nào đó nhiệm vụ, loại này tàu cao tốc cũng phi thường dùng chung. Có thể cho các đệ tử bảo trì sung túc pháp lực, vừa đến mục chính là, liền lập tức có thể tác chiến. Đợi thiên hay tiên tử nơi đây sự tình rồi, hắn đương nhiên còn muốn trở lại Kim Châu Thành đi đích như là đã tiếp nhận rồi Hồng Thiên Thanh phu nhân mời, đã trở thành trưởng lão, tiêu phàm liền tự động tự giác gánh chịu khởi trong bang trưởng lão trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Về phần tương lai, hắn phải ly khai đi tìm Tân Lâm cùng Thiên Thiên bọn người, vậy cũng phải có một bàn giao mới được, tuyệt đối không thể có thể đi không từ giã. Chút bất chi bất giác, tiêu phàm tự chìm vào ngọc giản ghi lại công pháp bên trong, cái này một nghiên cứu chính là tính ra canh giờ. Giao dịch hội cuối cùng một lớp áp trục bảo vật, rốt cuộc đấu giá xong, kế tiếp hãy tiến vào tự do trao đổi khâu. Hơn một ngàn tên nguyên anh tu sĩ tề tụ nơi đây, cái này tự do trao đổi thời gian, cũng sẽ không quá ngắn. Tứ hải cư chấp sự nhân viên an bài ba gã nguyên anh tu sĩ đồng thời lên đài, biểu hiện ra chính mình muốn trao đổi vật phẩm. Trong đó còn thật sự có hai dạng đồ vật lại để cho tiêu phàm thập phần tâm động, bất quá cuối cùng là một nhẫn nại xuống, không có ra tay. Vì một con thuyền thượng của tàu cao tốc, đã muốn đắc tội tiến tính tu sĩ như vậy tay anh chị đầu sỏ, có lẽ hay là điệu thấp tốt hơn, không cần phải quá trương dương liễu tương đương. Tự do giao dịch tốc độ, so đấu giá phải nhanh, một ngày sau đó, tiêu phàm rốt cuộc đổi đến khác nhau thiên hay tiên tử cần thiết trọng yếu tài liệu, hai ngày đi qua, giao dịch hội chấm dứt, tham dự hội nghị người ảo ảo rời đi hội trường, đều tự tán đi. Tiêu phàm dựng lên độn quang, bất tử bất tật về phía lấy thành bay về phía nam độn mà đi. Hắn thuê ở động phủ cũng không tại cái phương hướng này. Đơn giản là vừa ra tứ hải cư, tiêu phàm cảm giác được một cổ thần niệm chi lực đã muốn dính tại trên người mình. Này cổ thần niệm chi lực có chút quen thuộc, đúng vậy cái kia tiến tính tu sĩ. Xem ra hắn cũng không khoác lác, giao dịch hội chưa xong, cũng đã đã điều tra xong 462 số trong dạp rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiêu phàm vừa ra khỏi cửa, lập tức đã bị hắn theo dõi. Một giá cực kỳ xa hoa thú xe tại tầng trời thấp trung không nhanh không chậm đi theo, ngay tại tiêu phàm sau lưng chưa đầy hơn trăm trượng chỗ, như thế hiển nhiên, tiến tính tu sĩ ngày thường làm việc chi hung hăng càn quấy, có thể thấy được lốm đốm. Đều xà thành như vậy siêu cấp lớn thành, thành trung sơn sông hồ nước khắp nơi có thể thấy được. Khác trung đi qua, một đạo xanh um tươi tốt dãy núi, ra hiện tại tiêu phàm trước mắt. Dãy núi bên trong, một cổ cấm chế khí tức phóng lên trời. Loại này cấm chế, tựa hồ là tự nhiên hình thành đích, cũng không có tiến hành bố trí. Lại để cho chỗ ngồi này xanh um tươi tốt dãy núi biến thành một chỗ cấm địa, người ở hãn đến. Chính là bởi vì chỗ này dãy núi có loại này đặc thù cấm chế, vì vậy tại đây thường xuyên bị các tu sĩ dùng để coi như quyết đấu chỗ, thậm chí so trong thành những kia chuyên môn thiết trí sân thi đấu còn càng thêm bị người hoan nghênh. Dù sao tại sân thi đấu quyết đấu, có rất nhiều hạn chế, ở chỗ này chém giết, lại có rất ít người can thiệp, Sống hay chết, tất cả bằng bổn sự. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào một số nhỏ từ bên ngoài đến tu sĩ cùng trong thành cấp thấp tu sĩ mà nói, tưởng tiến tính tu sĩ thân phận như vậy địa vị cực cao tay anh chị đầu sỏ, nếu như không hiểu thấu trong thành bị người giết rơi, cái kia tuyệt đối không thể có thể gió êm sóng lặng, chỉ sợ lập tức sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Phàm làm không biết, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, hướng dãy núi ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Và lúc này còn muốn chạy nằm mơ đi thôi. Phía sau truyền đến hử lạnh một tiếng, xa hoa thú xe cũng lập tức ra tốc, theo đuổi không bỏ. Tiến tính tu sĩ sớm đã thả ra thần niệm chi lực, điều tra đắc rõ ràng, tiêu phàm bất quá là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tiến tính tu sĩ phiền muộn ngoài, tự cũng trong nội tâm đại định, không chút do dự liền cùng truy xuống. Đảo muốn nhìn người này từ bên ngoài đến nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, rốt cuộc có chút ít năng lực gì, dám cùng tiến lão đại đối nghịch. Người này quả nhiên là mới đến, đối với đều xà thành địa hình đều không rõ lắm, rõ ràng trực tiếp chui vào chỗ này tuyệt địa. Xem chừng là ý thức được tình hình không đúng, bỗng nhiên ra tốc, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Hai người một đuổi một chạy, sau một lát, liền đã thẳng vào dãy núi ở chỗ sâu trong. Mắt thấy phía trước hai ngọn núi giúp đỡ, hai tòa thạch bích càng thu càng chật vật, một mực đi theo tiêu phàm sau lưng thú xe bỗng nhiên ra tốc, mãnh liệt đuổi theo và hắc, còn hướng chạy đi đâu, ở chỗ này chấm dứt ra, tiến tính tu sĩ cười lạnh liên tục, quát. Và ở phía trong quả thật không tệ, cái kia ở chỗ này a à. Vượt quá tiến tính tu sĩ dự kiến chính là, tiêu phàm vậy mà lập tức liền đè lại độn quang, ở giữa không trung rừng thân, xoay người lại, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn, gợn sóng không sợ hãi nói. Nhìn về phía trên, hắn căn bản vốn cũng không phải là lầm đánh lầm sông chạy đến nơi đây đến đích, mà là sớm chỉ biết chỗ này dãy núi, quyết đấu, đại danh, cố ý lựa chọn ở chỗ này cùng tiến tính tu sĩ chấm dứt ân hoán. Tiến tính tu sĩ trước là nao nao, lập tức liền lạnh cười ra tiếng. Thiếu chút nữa bị cái này tiểu bối lừa dối ở. Dùng hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ khổng lồ thần niệm chi lực, tại đây bất quá tự nhiên cấm chế, phạm vi hơn 10 dặm trong, cũng tất cả đều tại hắn thần niệm chi lực bao phủ phía dưới. Trừ hắn ra cùng tiêu phàm, cùng với vì hắn lái xe hai gã môn hạ đệ tử, tại đây không có có người khác. Chẳng lẽ cái này chính là Nguyên Anh sơ kỳ tiểu bối, thật đúng là cho rằng có thể là đối thủ của mình không được. Và bối, người váng đầu A. chương 1083 không hợp cùng lô. Tiêu phàm nhìn qua hùng hổ tiến tính tu sĩ, nhàn nhạt nói ra, tiến đạo hiếu, nếu như người hiện tại rời đi, ta có thể đương làm chuyện này không có phát sinh qua. Và nói cái gì, Tiễn tính tu sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, tưởng rằng nghe lầm. Hắn là thành danh đã lâu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên còn chưa nói tới là nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới, tại đều xa thành đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này tiểu bối không có danh tiếng gì, bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng dám đối với hắn miệng ra uy hiếp nói như vậy. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Và lập lại lần nữa. Hơi khoảnh, tiến tính tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy sát khí, một vòng xanh biếc nhan sắc, tại trên mặt hắn sẽ cực kỳ nhanh chợt lóe lên. Nhìn thấy cái này bôi màu xanh biếc, tiêu phàm cơ bản có thể kết luận, người này là dùng một thuộc tính công pháp làm chủ xây công pháp đích, vốn là tu luyện một thuộc tính công pháp người, tương đối mà nói, tính tình tương đối bình thản, làm người cũng tương đối điệu thấp. Cái này tiến tính tu sĩ rõ ràng cho thấy cái ngoại tộc. Người gây sự, ngang ngược càn rỡ, không có chút nào khiêm nhượng chi tâm. Bất quá tiêu phàm làm mất đi trên người hắn ẩn ẩn cảm ứng được một tia tinh viêm chi lực khí tức. Ngũ hành sinh khắc, mộc sanh hỏa, hỏa mộc thuộc tính linh căn đồng thời ra hiện tại một người trên người, không coi là nhiều không hợp thói thường. Nhưng đồng thời tu luyện mộc thuộc tính công pháp cùng hỏa thuộc tính công pháp người, lại cực kỳ hiếm thấy. Dù sao mộc thuộc tính công pháp cùng hỏa thuộc tính công pháp kém khá xa, nhiều khi thậm chí chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đồng thời tu luyện cái này hai chủng công pháp, thật sự rất khó phối hợp. Nhưng không biết cái này tinh viêm chi lực phải trang xuất từ việc của người nào đó đại uy lực hỏa thuộc tính pháp bảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại một trọi một dưới tình hình, tiêu phàm cũng sẽ không đối với cái này người có gì sợ hãi. Về phần tiến tính tu sĩ loại này lấy mạnh hiếp yếu tâm tính. Tiêu phàm hiện tại nói liên tục cũng không muốn nói liễu tương đương. Đối với mấy cái này người, bất luận cái gì đạo lý đều là bất kể dùng đích có một loại biện pháp, dấu lớn, triệt để đánh phục hắn. Vậy thì ngay cái giám cũng không dám phóng một cái liễu tương đương. Tiến tính tu sĩ rõ ràng cũng không muốn cùng tiêu phàm giảng đạo lý, âm lãnh mà theo dõi hắn. Lạnh lùng nói ra, tiểu bối, bổn tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một quả mạng sống cơ hội. Ngươi ngoan ngoán đem cái kia thượng cổ tàu cao tốc giao ra đây, lại tự đoạn một tay, ta liền cho thả ngươi một con đường sống. Nếu không, bổn tọa nhất định phải cho ngươi hối hận tại sao phải sinh đến trên đời này đến. Tiêu phàm tự nở nụ cười, rất bình tĩnh nói, tiễn đạo hiếu, ác như vậy lời nói ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, ta xem ngươi có lẽ hay là xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến đây đi. Để ở hạ kiến thức kiến thức. Và rất tốt, tiểu bối, ngươi miệng còn thực cứng, vậy thì đừng hối hận. Tiến tính tu sĩ một tiếng gầm lên, hai tay mở ra, ống tay áo tung bay, mãnh liệt đi phía trước run lên một hồi vòi rồng bỗng nhiên tịch đi lên. Chỉ thấy vòi rồng nơi đi qua, vốn là khắp nơi trên đất màu xanh hoa cỏ sơn cốc cảnh sắc phải biến đổi, từng khỏa che trời đại thụ theo dưới mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, một lát trong lúc đó. liền hiện đầy cả cái sơn cốc, tiễn tính tu sĩ cùng cái kia lượng hào hoa thú xe cùng với hai gã theo người, bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Và trận, tiêu phàm trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này tiến tính tu sĩ tánh khí táo bạo, nguyên lai tưởng rằng tu luyện chính là cực kỳ phách đạo tính công kích công pháp. Không nghĩ tới vừa ra tay nhưng lại ảo trận, thật đúng là vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu. Hắc lân vẫn còn trong lúc ngủ say, cùng lưng sắt con bọ ngựa đồng dạng. Cùng đợi tiến dai, nếu không nghe lời, chỉ cần thực mắt ánh sáng vừa ra. Ảo trận lập phá, bất quá dùng tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ, tung tính toán không có Hắc lân thực mắt ánh sáng. Bực này trình độ ảo trận, cũng chút nào không nói chơi. Thân thể nhoáng một cái, cũng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một loạt hoành động tới cự mộc, lập tức đâm vào không nơi, hóa thành điểm một chút mảnh nhỏ, tan biến tại vô hình. Sau một khắc, Tiêu Phàm tại cách đó không xa hiện thân ra, nhìn qua vừa vừa biến mất cự mộc, hai hàng lông mày có chút giơ lên. Đây không phải bình thường ảo trận, có rất mạnh lực công kích. Vào bối, cho rằng hiểu được điểm phong độn thuật ra lông, có thể tại ta trận pháp bên trong chạy ra tìm đường sống sao? nghĩ đến thật đẹp a à. Trong hư không, tiến tính tu sĩ hử lạnh một tiếng. Lại một loạt cự mộc, lăng không di động hiện ra, đồng loạt về phía tiêu phàm ném mạnh đi qua. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lập lè, thiên nhãn thần thông vận chuyển, trong mắt hắn, hàng này cực lớn đầu gỗ, đều chẳng qua là ảo ảnh mà thôi. Nhưng toàn bộ là hư ảnh, cũng vẫn có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Ảo trận chi đạo, có ba hư một thực, năm hư một thực, bảy hư một thực thậm chí cửu hư một thực, nhưng mà tất cả đều là hư, lại như thế nào tấn công bịch đả thương người. Đã hàng này cự mộc đều đều là hư, tiêu phàm tự cũng không cần né tránh, ống tay áo run lên, một cổ cùng gió thổi ra, tất cả cự mộc đều hóa thành hư vô. liền tại lúc này, tiêu phàm dưới chân siết chặt, có chút một cúi đầu, lại chỉ thấy dưới chân chẳng biết lúc nào dài ra mấy cái dây leo, chăm chú triển trụ hắn mắt cá chân. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra bốn sắp xếp cự mộc, theo bốn phương tám hướng hướng tiêu phàm ném mạnh mà đến. Lúc này đây, vậy mà tất cả cự mộc đều là thực đích. Và, thanh quang lập lòe, long lân giáp di động hiện ra, đem thân thể của hắn chăm chú cái bọc trong đó. Tiêu phàm thân thể nhẹ nhàng run lên, 72 miếng màu xanh long lân bắn ra, đảo mắt hóa thành 72 chuôi hai thước trường đoạn kiếm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Chỉ nghe, sát sát, không ngừng bên tai, tại phong rệ vô cùng long lân dưới thân kiếm, tất cả cử mục giải quyết dễ dàng, từ đó một mổ vì hai. Quấn quanh tại tiêu phàm trên mắt cá chân dây leo cũng bị lợi hại đoạn kiếm chém làm vài khúc. Thanh quang lại lóe lên, 72 chuôi đoạn kiếm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Và phẩm pháp bảo, trong hư không vang lên tiến tính tu sĩ cảm thấy kinh ngạc thanh âm. Người này không hổ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng coi như đắc kiến thức rộng rãi, liếc tự nhận ra long lân giáp là cực phẩm pháp bảo và bối, trách không được như thế liều lĩnh. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào chính là một kiện cực phẩm pháp bảo, tựu thật có thể tại bổn tỏa thủ hạ chạy trốn sao? Hắc hắc, tựu cho ngươi tốt tốt biết một chút về bổn tỏa thủ đoạn. Và mà một tiếng, lại là bốn sắp xếp cử mộc tại trong hư không di động hiện ra, song song hướng tiêu phàm đánh tới. Tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, nhóm này cử mộc hư thật tình hình, như trước có lẽ hay là thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà cùng phía trước vài phê cự mộc bất đồng, những ngày cự mộc chính giữa cất dấu điểm một chút bóng đen, mấy ngày liền ánh mắt thông cũng thấy không rõ lắm, không biết những hắc ảnh này rốt cuộc là vật gì. Lúc này đây, cự mộc đến cực nhanh, cơ hồ đảo mắt tức đến. Tiêu Phàm thủ đoạn một phen, màu đỏ sấm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, Tiêu Phàm hai tay cầm đao, khẽ quát một tiếng, thật dài ngọn lửa đao phong lưới kiếm phía trên, liệt diễm bốc hơi, trong khoảnh khắc liệt diễm vừa thu lại, cả bả đao biến thành màu lam nhạt. Và Linh chém. Một đao bổ ra. Một vòng màu xanh ra trời quang diễm, lấy mắt thường chứng kiến tốc độ, hướng bốn phía như gợn sóng cuồn cuộn đẩy đi. Quang diễm nơi đi qua, bất kể là đại thụ có lẽ hay là cọng cỏ non, đều bị đốt cháy hầu như không còn, trong khoảnh khắc lộ ra mặt đất đất vàng cùng núi đá, hơn nữa những này đất vàng núi đá đã ở lập tức biến thành màu nâu đen. Dùng tiêu phàm hiện tại công lực, viêm linh chém, toàn lực phát ra, uy năng to lớn, mới đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Không chỉ nói ảo trận biến thành che trời đại thụ, coi như là chân thật như đệm màu xanh hoa cỏ, cũng là chống đỡ lập diệt, ngay nửa phần dãy ruộng đường sống đều không có, nháy mắt bị đốt thành một mảnh đất trống. Và, làm sắc quang diễm rất nhanh liền đánh chúng không chung cái kia từng dãy hư thật giao nhau cửa mộc. Dị biến ngay một khắc này phát sinh, bất kể là hư có lẽ hay là thực đích, tất cả cửa mộc tại lập tức bị làm sắc quang diễm nhen nhóm, Hóa thành khắp thiên hỏa vũ, hướng Tiêu Phàm nghiêng rơi vãi mà xuống. Vốn là mát lạnh tiểu trong sơn cốc, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng. Thậm chí bốn phía hư không đều bị cái này kỳ nóng nhiệt độ cao cháy sạch không ngừng vặn vẹo biến hình. Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt một chút. Tốt tinh thuần ly hỏa chi lực. Mặc kệ cái này khắp thiên hỏa vũ rốt cuộc là do bảo vật biến ảo mà thành, có lẽ hay là do thân mình công pháp thúc sử đi ra, ẩn chứa tinh viêm chi lực không chút nào giả, dường như không tại hỏa diễm đao phía dưới. Tung tính toán là đồng dạng tinh thông ly hỏa thần thông tiêu phàm, cũng không dám chính diện ứng đối. Đảo mắt khắp thiên hỏa vũ liền đem tiêu phàm bao phủ hắn xuống. Cách đó không xa, tiến tính tu sĩ hiện thân ra, khóe miệng hiện lên một tia ngạo nghễ dáng tươi cười. Đem ly hỏa thần thông giấu ở một cuộc tính huyễn trong trận, đây là hắn sáng tạo độc đáo. Nhiều năm trước tới nay, nương tựa theo cái này làm cho người không tưởng được tuyệt kỹ, không biết có bao nhiêu cùng giai tu sĩ bại dưới tay hắn. Hôm nay cái này từ bên ngoài đến tiểu bối liều lĩnh vô cùng, cho rằng dựa vào một kiện cực phẩm pháp bảo có thể hoành hành không sợ, quả nhiên là không biết sống chết. Đợi cho đem người này đốt thành cho bụi, cái kia kiện thượng của tàu cao tốc cùng người này tùy thân mang theo mặt khác bảo bối, đương nhiên đã thành chính mình vật trong bàn tay. Liền vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đối mặt khắp thiên hỏa vũ, tiêu phàm bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, miệng hơi mở, một đoàn xanh đầm đìa sáng dọi xì ra. Và là cái gì? Tiến tính tu sĩ thấy không hiểu thấu. Trong nháy, cái kia đoàn xanh đầm đìa sáng dọi liền hóa thành một cổ mãnh liệt bành trướng lũ lụt, hướng về khắp thiên hỏa vũ đón đánh trên xuống. Và thuộc tính thần thông. Dù là tiến tính tu sĩ kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đem một thuộc tính thần thông cùng hỏa thuộc tính thần thông dung hợp cùng một chỗ, đã muốn lại để cho vô số cùng giai tu sĩ không tưởng được, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình chúng chiêu. Ai ngờ trước mắt cái này từ bên ngoài đến tiểu bối, vậy mà đồng thời tu luyện hỏa thuộc tính thần thông cùng thủy thuộc tính thần thông, hơn nữa giống như cũng còn rất lợi hại bộ dạng. Điều này sao có thể? Hoàn toàn phá vỡ thưởng thức. Đều nói không hợp bất đồng lô, những lời này chẳng lẽ cũng sai rồi không được. Một kiện thủy thuộc tính bảo vật, Ý nghĩ này theo tiến tính tu sĩ trong đầu chợt lóe lên, lập tức một mực chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Đây là giải thích duy nhất. Nếu không nghe lời, tiến tính tu sĩ đánh chết cũng không tin, một người rõ ràng có thể đồng thời tu luyện thủy hỏa hai chủng thuộc tính thần thông. Hắn sống mấy trăm năm, tất cả giai tu sĩ bái kiến vô số, tự chưa bao giờ thấy qua ai trên người đồng thời có đủ hỏa linh căn cùng thủy linh căn cái này hai chủng hoàn toàn sự khác biệt linh căn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiễn tính tu sĩ vô cùng khiếp sợ tâm tình khôn ngoan lược bình phục chút ít, lập tức lại nhếch miệng, lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Chính là một kiện bình thường thủy thuộc tính bảo vật, đã nghĩ chống cự chính mình ly hỏa thần thông. Cái này khắp thiên hỏa vũ, đúng vậy ngay tiêu phàm chính mình tinh viêm chi lực đều hấp thu đi vào, làm một thể liễu tương đương. Tuy nhiên vẫn không thể xưng là tam vị chân hỏa, tối thiểu cũng tuyệt không phải bình thường thủy thuộc tính bảo vật có thể ngăn cản được đích. Sau một khắc, cái này từ bên ngoài đến tiểu bối sẽ bị đốt thành cho bụi liễu tương đương. Nhưng mà, ngay sau đó phát sinh hết thảy, lại để cho tiến tính tu sĩ lại một lần nữa chừng lớn hai mắt, thậm chí ngay con mắt tử đều cơ hồ chừng đi ra. chương 1084 tinh luyện kiếm trận. Và ZZ hít khà zzz hí Z không ngừng, mảng lớn mảng lớn hơi nước bốc hơi mà dậy. Đây không phải bình thường hơi nước, mà là nóng bỏng hơi nước khắp thiên hỏa vũ bị thủy mạc ngạnh xanh xanh ngăn cản ở giữa không trung bên trong rốt cuộc không rơi xuống nổi hơn nữa lấy mắt thường chứng kiến tốc độ bay nhanh dập tắt trong nháy mắt khắp thiên hỏa vũ liền hoàn toàn bị ly thủy long châu phun ra lũ lụt dội tắt liếu tương đương giữa không trung chỉ còn lại có từng sợi khói xanh và làm sao có thể tiễn tính tu sĩ vừa sợ vừa giận gầm hét lên tiêu phàm cử động giơ tay lên xanh đầm đìa thủy mạc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi và bối, người lừa gạt hoa chiêu gì? Tiêu Phàm bình tĩnh mà nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói ra, tiến đạo hữu, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều thi triển đi ra a. À. Chỉ hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ cũng không có thời gian. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Chỉ thấy bốn phía trong hư không, bỗng nhiên hiển hiện khởi 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, xinh đẹp dưới ánh mặt trời, trên lưỡi kiếm thanh nóng lánh, kiếm khí bức người. Cái này 24 chuôi màu xanh đoản kiếm vừa hiện thân, liền là hợp thành một cái phức tạp kiếm trận, chậm rãi hướng trung ương tiến tính tu sĩ cắt mà đến. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai 24 miếng màu xanh long lân lại đang chỗ cũ hiển hiện, đảo mắt hóa thành 24 chuôi màu xanh đoàn kiếm, hợp thành cái khác đồng dạng phức tạp kiếm trận, kích động. Và trận, và là kiếm xây, tiến tính tu sĩ chấn động, kêu lên. Kiếm xây thủy chung là tu chân giới lớn nhất một cái lưu phái, bất kể là chính đạo tông môn có lẽ hay là tà ma ngoại đạo, kiếm xây nhân số đều là nhiều nhất đích. Kiếm xây để cho nhất người sợ hãi đích, tự nhiên chính là một cái kiếm trận. Bình thường kiếm trận do nhiều người tạo thành, trước mắt cái này tiểu bối. Rõ ràng một người bày ra loại này khổng lồ kiếm trận, quả thực làm cho người khó có thể tin. Đồng thời điều khiển 48 thanh phi kiếm, tiến tính tu sĩ tự nhận cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được, nhưng muốn điều khiển những này phi kiếm bố thành phức tạp kiếm trận. Nhưng lại tuyệt đối không thể. Chẳng phải là nói, Trước mắt cái này tiểu bối thần niệm chi lực, so với hắn còn cường đại hơn. Chẳng lẽ người này ẩn nấp chính mình chân thật tu vi, kỳ thực chính là thâm tàng bất lộ hậu kỳ đại cao thủ. Long Lân kiếm trận vốn là có 108 thanh phi kiếm, bố trí thành ở phía trong ba tầng ngoài siêu cấp kiếm trận, hoàn hoàn đan sen, một khi phát động, liền là qua lại đền đáp lại, thế công một lớp đón lấy một lớp. Sinh sôi không ngừng, tiêu phàm hai tháng này tại luyện hóa Long Lân giáp trong quá trình, một lần nữa cải tổ kiếm trận. Đem mỗi một tầng kiếm trận phi kiếm số lượng cắt giảm đến 24 chuôi, tầng 3 kiếm trận, tổng cộng vận dụng 72 thanh phi kiếm. Đây là bởi vì đồng thời điều khiển 108 thanh phi kiếm tạo thành tầng 3 hoàn hoàn đan sen kiếm trận, tung tính toán dùng tiêu phàm thần niệm mạnh, cũng cảm thấy cố hết sức. Kiên trì không được bao lâu, thần niệm chi lực sẽ xuất hiện tiêu hao. Tại sinh tử chém giết thời điểm, thần niệm chi lực tiêu hao. Đó là cực kỳ nguy hiểm đích cái này ý nghĩa phản ứng của người tốc độ hội sâu sắc giảm xuống, đối với quanh thân hết thảy đều trở nên rất không mẫn cảm, thập phần chỉ đột. Cao thủ tranh chấp, sinh tử kém chỉ ở một đường trong lúc đó. Hơn nữa kiếm trận quá khổng lồ, điều khiển bắt đầu đứng dậy rất không dễ dàng, tốc độ thật chậm, lỗ thủng là hơn. Gặp được cao thủ chân chính, liền rất khó có hiệu quả. Đem phi kiếm số lượng giảm bớt đến 72 chuôi. Cả tòa kiếm trận uy lực tuy giảm bớt rất nhiều, nhưng điều khiển bắt đầu đứng dậy rõ ràng thuận tiện nhiều hơn, phản ứng nhanh nhẹn nhiều lắm, thực tế quan trọng hơn chính là Tiêu Phàm chính mình sẽ không xuất hiện thần niệm tiêu hao. Tại chủ trì kiếm trận đồng thời, còn có dư lực chiếu cố quanh người tình huống, không đến bị địch nhân đánh lén. Ngoại trừ bộ này 72 thanh phi kiếm kiếm trận, Tiêu Phàm thậm chí còn cài đặt một bộ tinh giản bản nho nhỏ kiếm trận, do 36 thanh phi kiếm tạo thành, mỗi tầng 12 thanh phi kiếm, tổng cộng tầng 3. Đó là chân chính tuần hoàn đền đáp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, kiếm trận một khi khởi động, bị khốn trụ địch nhân không chết cũng phải lột lấp ra. Bộ này nho nhỏ kiếm trận, chuẩn bị dùng để đối phó những kia tương đối khó giải quyết, nhưng lại không thể cho hắn chạy trốn, phải tốc chiến tốc thắng địch nhân. 108 thanh phi kiếm tạo thành siêu cấp kiếm trận, uy lực to lớn là không cần phải nói rồi, tiêu phàm phỏng chừng, chính mình nếu như tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, nương tựa theo cực kỳ cường đại thần niệm chi lực có lẽ tự có thể chân tránh đem long lân kiếm trận uy lực phát huy ra đến, dưới mắt có lẽ hay là sử dụng cái này phiên bản đơn giản hóa kiếm trận càng thêm điều khiển như ý chút ít. Làm cho là như thế, cái này 48 thanh phi kiếm vừa lộ mặt, cũng cũng đủ tiến tính tu sĩ, kinh hỉ nảy ra, liễu tương đương. Và bối, chưa có cản rỡ, kiếm trận thì sao? Mắt thấy 24 thanh phi kiếm cuồn cuộn đánh tới, tiễn tính tu sĩ thẹn quá hóa giận, giống giận lên tiếng. Và, một tiếng gầm lên, Tiễn Tính tu sĩ ống tay áo run lên, bốn phía lập tức hiện ra từng dãy cự mộc, gào thét lên hướng 24 thanh phi kiếm đón đánh mà đi. Cùng lúc đó, Tiễn Tính tu sĩ cổ tay phải một phen, một gốc cây hết sức nhỏ ấu yếu cây nhỏ mầm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, Tiễn Tính tu sĩ tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm, từng đạo tinh thuần pháp lực rót vào cây giống bên trong, chỉ thấy cái kia cây nhỏ cây non liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng sinh trưởng bắt đầu đứng dậy. Trong nháy mắt, từng dãy cự mộc cùng với long lân phi kiếm đụng vào nhau. Và suy, không ngừng, ôm hết phẩm chất cự mộc giống như giấy giống nhau, tại phi kiếm cắt hạ, không có chút nào chống cự chỉ có thể, đảo mắt hóa thành vô số hết sức nhỏ cây gỗ, tứ tán phi dương. Tiến tính tu sĩ trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun tại mảnh khảnh tiểu trên cây. Vốn là xanh ngắt cây nhỏ bỗng nhiên huyết sắc lượn lờ, tán cây run lên, vô số dây leo theo màu nâu đen dưới mặt đất chui ra, hóa thành một mảnh dài hẹp cực lớn xúc tua, hướng 24 thanh phi kiếm quấn đi vòng qua. Đồng thời cây nhỏ cũng lại một lần nữa nhanh hơn sinh trưởng tốc độ, đảo mắt hóa thành một gốc cây ôm hết thô đại thụ, vừa thô vừa to rể cây vào bị liệt hỏa bị bỏng qua mặt đất, hướng dưới mặt đất điên cuồng lan tràn mà đi. Tiến tính tu sĩ thân hình lại biến mất vô tung, chỉ ở thân cây trung bộ, hiển lộ ra một mặt người, đúng vậy tiến tính tu sĩ bộ dáng phi kiếm cắt mà đến tốc độ cũng không quá nhanh, dây leo hóa thành cực lớn xúc tua, chuẩn xác không sai đem 24 thanh phi kiếm đều chảo trong tay, lập tức lại hóa thành xanh biếc cây mây, gắt gao đem phi kiếm quấn quanh. Trên phi kiếm, từng đợt thanh quang đại phóng, suy suy, không ngừng, cuốn lấy phi kiếm cây mây đảo mắt bị cắt thành một chút cũng không có tính ra mảnh vụn. Nhưng những này xanh biếc cây mây, thực sự kỳ lạ, bị cắt đứt một đoạn, lập tức lại dài ra một đoạn đến, gắt gao cuốn lấy phi kiếm, tuyệt không cho hắn thoát thân. Đợt thứ hai 24 thanh phi kiếm lại cuồn cuộn đánh tới. Giờ phút này cái kia mảnh khảnh cây nhỏ mầm đã muốn hóa vì một gốc che trời đại thụ, cho đã mắt xanh ngắt, cực lớn tán cây phía trên, nhiều đóa kiểu diễm hồng hoa đua nở, nhìn về phía trên diễm lệ vô cùng. Mắt thấy đợt thứ hai phi kiếm đánh tới, thân cây trung ương tiến tính tu sĩ mặt người hai hàng lông mày nhéo một cái, chỉ thấy tán cây phía trên nở rộ cái kia nhiều đóa hoa hồng bỗng nhiên bay lên, đảo mắt hóa thành đầy trời hỏa vũ, hướng 24 thanh phi kiếm đón đánh mà đi, bốn phía độ ấm lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Đợt thứ hai phi kiếm thoáng qua liền lâm vào trong biển lửa, trên thân kiếm thanh quang đại phóng, một cổ băng hàn cảm giác mát phóng thích ra, trước mặt đánh tới hỏa vũ ảo ảo chôn vùi. Tiến tính tu sĩ mặt người lộ ra vẻ đắc ý. Cái này kiếm trận tuy uy lực cường đại, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, chỉ đối kháng được. Và hữu cũng còn có chút thủ đoạn, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái cực kỳ dù bận vẫn ung dung, nhấc tay nhẹ nhàng một chiêu. Chỉ thấy đại thụ bốn phía trong hư không, đợt thứ ba hai mười bốn thanh phi kiếm lại di động hiện ra, vầng sáng nhấp nháy, ung um tùm hàn khí đập vào mặt. Và sao? Và vui đùa a à? Tiến tính tu sĩ quả thực muốn đem con mắt tử đô chừng đi ra. Cái này nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, rõ ràng có thể đồng thời điều khiển 72 lưỡi phi kiếm. Đây cũng quá nghịch thiên, và hữu khoan đã. Tiến tính tu sĩ kêu to lên. Và hữu chẳng lẽ là vị nào hậu kỳ đại tu sĩ dịch dung giả dạng, cố ý đến cùng tiểu đệ hay nói dỡn sao? Và thứ cho tiểu đệ có mắt không tròng, không có nhận ra. Đồng thời điều khiển 72 lưỡi phi kiếm, đã muốn vượt ra khỏi tiến tính tu sĩ cực hạn, nếu như điều khiển những này phi kiếm hướng cùng một cái phương hướng chém giết, đảo cũng có thể làm được, nhưng tạo thành như thế ba tầng trong ba tầng ngoài phức tạp kiếm trận, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, tuần hoàn như ý, vậy thì tuyệt đối làm không được. Tuy nhiên tiến tính tu sĩ tại đồng bậc Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ bên trong chưa nói tới thần niệm chi lực cường đại, thậm chí còn ở vào trung đẳng chết xuống dưới tiêu chuẩn. Nhưng tiêu phàm rõ ràng chỉ có Nguyên Anh Sơ kỳ tu vi, thần niệm chi lực có thể nào so với hắn còn cường đại hơn. Trừ phi là vị nào hậu kỳ đại tu sĩ cố ý giả dạng. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải vung lên, thực chung hai chỉ cũng chỉ như kích, trực tiếp hướng tiến tính tu sĩ chỉ đi. Đợt thứ ba hai thanh phi kiếm tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, hướng tiến tính tu sĩ đánh tới. Tiến tính tu sĩ quát to một tiếng, cái kia khỏa xanh ngắt đại thụ mãnh liệt run lên, thu thần thông, đảo mắt hóa vì một gốc tinh xảo cây giống, chính tại trong hư không cùng phía trước hai top 48 lưỡi phi kiếm triển đấu dây leo cùng hỏa vũ, cũng lập tức biến mất vô tung. Tiến tính tu sĩ một phát bắt được cây giống, thân thể nhoáng một cái, tự tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng và độn thuật, Tiêu Phàm tự nở nụ cười. Cái này tiến tính tu sĩ thật đúng là hiểu được không ít thượng vàng hạ cám xinh đẹp. Bất quá tại Tiêu Phàm trước mắt, muốn dùng thổ độn thuật thoát thân, không khỏi quá ngây thơ rồi chút ít. Sau một khắc, tiến tính tu sĩ lại là một tiếng hoảng sợ thét lên, từ nơi không xa dưới mặt đất mãnh liệt chui ra, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc, muốn nhiều trật vật thì có nhiều trật vật. Tại tiến tính tu sĩ bên trái hai trượng nơi, toát ra một cái đầu nhìn như đất vàng vướng mắc hạt lại trường liếc trong mắt cái mũi, thậm chí còn trường lấy miệng. Và là vật gì? Và ngẫu Tiến tính tu sĩ thét lên không thôi. Thổ độn thuật, hắn cũng chỉ là kiêm tu mà thôi, như thế nào sẽ là thổ ma ngẫu đối thủ? Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút sơ lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể nhận ra thổ ma ngẫu, người này kiến thức cũng coi như uyên bác liễu tương đương. Rốt cuộc không hổ là đều xà thành nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi. 72 thanh phi kiếm hội tụ đến cùng một chỗ, ở phía trong ba tầng ngoài, tạo thành một cái nguyên vẹn kiếm trận, đem tiến tính tu sĩ một mực vây hãm ở chính giữa, có tài khống chế, nhưng này cổ bức người hàn khí, lại sâu nhập tiến tính tu sĩ trong xương tủy, cả người đều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Và hiểu chậm đã, chậm đã động thủ. Và hội, đây hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trong lúc nhất thời, tiến tính tu sĩ mặt như màu đất, run giọng kêu lên nhìn về phía tiêu phàm thần sắc, lại là sợ hãi lại là phiền muộn. Đó là một quái vật gì a -Hát? Nguyên Anh sơ kỳ thì có như thế nghịch thiên tu vi, rõ ràng còn tùy thân mang theo Nguyên Anh cấp ma ngẫu làm giúp đỡ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? chương 1085 con tin. Tiến tính tu sĩ trong miệng kêu to hiểu lầm, hai mắt lại nhanh như chấp loạn chuyển, ống tay áo nhẹ động chuẩn bị tế ra một kiện bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Cái này đương lúc, diệt sát tiêu phàm đó là không cần nghĩ liếu tương đương người này rất biến thái tiến tính tu sĩ đã không có như vậy hùng tâm tráng trí nhưng trốn chạy để khỏi chết đào mệnh là nhất định phải trốn đích cũng không thể đem nhà mình tánh mạng ký thác vào đối phương nhân từ phía trên chỉ có điều hắn điểm ấy tâm tư tự nhiên cũng chạy không thoát tiêu phàm ánh mắt bảo vệ tánh mạng pháp bảo chưa phát động tiến tính tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt từ đầu đến chân lập tức đều bị giam cầm đắc kiên hơn kim thiết, rốt cuộc rời không nhúc nhích được mảy may, không chỉ nói khởi động pháp bảo, ngay một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Tiến tính tu sĩ quá sợ hãi, mở to hai mắt nhìn kỹ lại, thấy mình toàn thân đều bị một đầu sấp xỉ trong suốt dây thường chăm chú trói lại, cái này dây thường rất rõ ràng có chứa cấm chế nào đó chi lực, lập tức liền đem hắn chế trụ, ngay nửa phần dãy ruộ đường sống đều không có. Cái này đầu điền long tác, xác thực trải qua tiêu phàm cải tiến tiêu phàm trực tiếp đem định thân phù dung nhập đến điền long tác bên trong, ngũ hành cấm chế chi lực tiến thêm một bước tăng cường. Ngay tiến tính tu sĩ như vậy Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, vội vàng không kịp chuẩn bị bị chế trụ, cũng là giấy rụa không được, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Quả thật, vô luận là điền long tác có lẽ hay là định thân phù, đều khó có khả năng thời gian dài vây khốn một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chỉ cần lược quần quại, có thể đem cái này cấm chế phá giải. Nhưng mà cao thủ tranh chấp, sai một ly thường thường đi một ngàn dặm. Giờ khắc này trì hoãn, chính là âm dương cách. Đây là cái gì quỷ gì đó. Tiến tính tu sĩ phong hồn đại bốc lên, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trước mặt bóng người lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên liền đến trước mặt của hắn. Ngay sau đó, tiến tính tu sĩ chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Lập tức trong tay buông lỏng, lập tức tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Xem ra cái này từ bên ngoài đến tiểu bối không có ý định phóng hắn một con đường sống nhưng sau một lát, tiến tính tu sĩ lại mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm vậy mà không có giết hắn, hắn còn sống. Chỉ là, hắn lần này thật sự không có thể động, chẳng những tay chân bị giam cầm, chính là toàn thân pháp lực cũng bị giam cầm đến xít sao đích, nửa phần đều đều không nhúc nhích được. Nháy mắt gian, hắn toàn thân 36 nơi đại huyệt liền bị tiêu phàm phong bế. Mặc cho hắn vốn là thông thiên, cái kia cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Tiêu Phàm trong tay lại vuốt vuốt một mảnh tàn cũ ngọc phù, nhiều hứng thú mà cẩn thận đánh giá, dương mắt nhìn Tiến Tính Tu Sĩ xuống, hỏi tiễn Đạo Hiếu, đây là cái gì bùa? Cái này tàn phá ngọc phù, đúng vậy theo Tiến Tính Tu Sĩ trong tay mang tới đích, quan trọng hơn trước mắt, Tiến Tính Tu Sĩ một mực đem cái này cũng nát ngọc phù nắm trong tay, không hề nghi ngờ, đây là hắn tốt nhất bảo vệ tánh mạng thần thông. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm nghiên cứu không xuất ra cái như thế về sau. Tiến tính tu sĩ đầu óc phi tốc vận chuyển, một chút trần chờ liền lập tức đáp, lê đạo hiếu. Đây là một đạo khôi lỗi phù, thượng cổ bùa, nhiều năm trước, tại hà tại giao dịch hội thượng theo một gã đường xa mà đến phương Tây tu sĩ trong tay trao đổi đến đích, nghe nói cũng là xuất từ nào đó thượng cổ di trì. Chỉ. chỉ ở một lát trong lúc đó, tiến tính tu sĩ liền quyết định ăn ngay nói thật, tại đây quan trọng hơn trước mắt, ngàn vạn không thể chọc giận tiêu phàm, nếu không tính khó giữ được tánh mạng và là thượng cổ bùa, khó trách là ngọc phù, cái này khôi lỗi phù, rốt cuộc có gì hiệu dụng đâu này. Tiêu phàm tựa hồ đối với lần này phi thường cảm thấy hứng thú. Lần nữa truy vấn, tiến tính tu sĩ vội vàng nói, cái này khôi lỗi phù nghe nói có thể thay cướp, đây là một đạo thay cướp khôi lỗi phù. Bất quá, tại hạ từ tìm được cái này khôi lỗi phù về sau, liền từ không chính thức sử dụng qua, cũng không biết là thật hay giả. Lê Đạo Hữu Nhược là ưa thích, đạo này Ngọc Phù sẽ đưa cho đạo hữu rồi, quyền đương làm là tại hạ cho đạo hữu bồi tội. Và tội, hắc hắc, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn càng như vậy mây trôi nước chảy, tiến tính tu sĩ càng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, một lòng thẳng tắp trầm xuống. Hắn hôm nay thân gia tánh mạng thật sự niết tại đây từ bên ngoài đến tiểu bối trên tay liếu tương đương. Đối với tiến tính tu sĩ lời mà nói, tiêu phàm ngược lại tin tám phần bởi vì hắn tại đây ngọc phù bên trong, cảm nhận được cùng thay cướp xá lợi không sai biệt lắm khí tức. Từ tiến vào thoi ma giới, chính thức bước trên tu chân chi đồ hậu, tiêu phàm liền một mực đều ở lưu ý áp dụng thay cướp vật. Chỉ tiếc loại này bảo vật, vô luận ở nơi nào, đều là cực độ quý giá mấy cái gì đó, không có bất kỳ người nguyện ý tương chi lấy ra đấu giá hoặc là trao đổi. Thử muốn có có thể thay cướp bảo vật, trên cơ bản chẳng khác nào nhiều ra một đầu tánh mạng, lại có ai hội đem như vậy trí bảo đổi cho người khác năm đó tiến tính tu sĩ có thể theo một gã phương tây tu sĩ trong tay đổi đến cái này thay cướp khôi lỗi phù thật không biết là hạng cơ duyên xảo hợp hoặc là cái kia phương tây tu sĩ thật sự quẫn bách đắc rất rồi ngay thay cướp khôi lỗi phù đều không đến hắn không thể không lấy ra cùng tiến tính tu sĩ trao đổi thậm chí thứ này hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là trao đổi đến đích trực tiếp chính là đoạt đến đích dùng tiến tính tu sĩ như thế đức hạnh chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm ra được hơn nữa nhất định là hết sức vui vẻ. Và đạo hiếu, nói thực ra, đối với người hôm nay sở tác sở vi, tại hạ quả thật có điểm tức giận. Tiêu phàm vuốt vuốt một hồi thay cướp ngọc phù, thủ đoạn một phen, không chút khách khí tự thu nhập rồi chính mình chữ vật vòng tay ở bên trong, nhìn qua tiến tính tu sĩ, lạnh nhạt nói ra. Và là, tại hạ biết rõ, lê đạo hiếu nên vậy tức giận, đổi lại là ta, cũng giống như vậy đích, hắc hắc, hắc hắc. Lê Đạo Hiếu, đều nói oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay xác thực là tại hạ làm được không nên, đắc tội đạo hiếu, tại hạ cho đạo hiếu bồi tội liếu tương đương. Thỉnh đạo hiếu xem tại lưỡi mác môn mỏng trên mặt, tha thứ tại hạ cái này một lần, như thế nào. Mặc kệ đạo hiếu có gì yêu cầu, cứ việc nói đi ra, chỉ cần tại hạ có thể đích, tuyệt đối nghiêm túc. Tiến tính tu sĩ luôn miệng nói, chỉ tiếc thân thể cứng ngắc không thể động, nếu không cái kia eo cũng đã sớm ngoặt khom đi xuống và thương môn, ừm, ta biết rõ đạo hiếu là lưỡi mác môn trưởng lão, hơn nữa là lưỡi mác môn tiến môn chủ thân đệ đệ. Nếu không, tiến đạo hiếu tại đây đều xa thành, cũng không trở thành như thế đại danh đỉnh đỉnh. Ngay tứ hải cư mang đại trưởng quỹ đều cho người ba phần mặt mũi. Tiêu phàm nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ đối với tiến tính tu sĩ tình hình thập phần hiểu rõ. Đều xa thành cách đại tế quốc gần như thế, thậm chí còn trong thành thì có hạo thiên tông thế lực, tiêu phàm đã phải ở chỗ này đợi mấy tháng, tự nhiên cực kỳ cẩn thận, đối với đều xa thành chủ nhà mấy cái đại tông môn, đều tận khả năng làm càng nhiều càng thâm nhập hiểu rõ, nếu không không nghĩ qua là sẽ đắc tội không nên đắc tội người. Cái này tính tiến thân phận hiển quý, tính tình trương dương, làm việc ngang ngược càn rỡ. Tự nhiên đúng vậy tiêu phàm phải hiểu đối tượng một trong. Cái này đương làm khẩu, tiến tính tu sĩ tự nhiên bất chấp đi so đo tiêu phàm trong giọng nói mỉa mai ý. Cấp cấp nói ra, hắc hắc, đều là các đạo hữu nâng đỡ cái khác không dám nói. Nhưng có một chút, tại hạ ngược lại dám vỗ ngực, thì phải là tại hạ rất yêu kết giao bằng hiếu, nhất là anh hùng rất cao minh hảo hán tử. Lê Đạo Hiếu như vậy đắc, tại hạ bội phục không thôi, thiệt tình thành ý muốn cùng Đạo Hiếu kết giao, không biết Đạo Hiếu có thể phần thưởng tại hạ một người chút tình mọn. Mắt thấy tiêu phàm ngữ khí buông lỏng, không có lập tức ý tứ giết hắn, tiễn tính tu sĩ lập tức khua môi múa mép. Nói được ba hoa chích trè, Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay bắn ra, một khỏa đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ đan dược, suy, mà một tiếng xuất vào tiến tính tu sĩ trong miệng, tiến tính tu sĩ chính há mồm nói được hăng say, bất ngờ không đề phòng, một ngụm đem dược hoàn nuốt xuống, lập tức mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi gần chết thần sắc. Và là cái gì, ngươi cho ta ăn cái gì đó? Hơi khoảnh, tiến tính tu sĩ khàn cả giọng mà kêu to lên, sắc mặt sớm đã trở nên tái nhợt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu phàm nhàn nhạt, nói ra, tiến đạo hữu an tâm một chút chớ vội, người đã nói như vậy liễu tương đương. Tại hạ cũng là nguyện ý tha cho ngươi một lần, cái này khỏa đoạn trường hoàn dược lực phát tác thời gian là tại 7 ngày sau đó, nếu như tiến đạo hữu thực sự thành ý, đến lúc đó tại hạ tự nhiên sẽ cho đạo hữu giải dược. Thấy tiêu phàm nói được chắc chắn, thất kinh tiến tính tu sĩ lúc này mới dần dần định ra thần trí, cái chán mồ hôi gợn sóng mà xuống. Gấp nói gấp, đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt đối thiệt tình thành ý thiệt tình thành ý. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, rất tốt, ta còn muốn tại đều xà thành đợi một thời gian ngắn, đối với trước kia động phủ không phải như vậy thỏa mãn. Nghe nói tiến đạo hữu có một nơi biệt viện, xây dựng tại người ở thưa thất chỗ, thập phần yên lặng. Lại không biết tiến đạo hữu phải trang hoan nghênh tại hạ đi người biệt viện làm vài ngày khách. Và đương nhiên đương nhiên, hoan nghênh hoan nghênh, vạn phần hoan nghênh. Đạo hữu chịu đến hàn xá làm khách, chính là tiến nào đó vinh hạnh. Tiến tính tu sĩ thoảng qua sướng sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Người này tuy nhiên ương ngạnh, đầu óc xoay chuyển không chậm, lập tức tự ý thức được, tiêu phàm đây là muốn bắt cóc hắn làm con tin. Vô luận như thế nào, tại đều xa thành, hắn lưỡi mác môn trưởng lão thân phận có lẽ hay là rất có tác dụng đích. Tiêu phàm đã còn muốn tại đều xa thành đợi một thời gian ngắn, cứ như vậy đưa hắn một đao giết, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng dù sao hắn tại tứ hải cư cùng tiến tính tu sĩ kết thù kết đoán tình hình, đoàn người đều tận mắt nhìn thấy. Tiến tính tu sĩ có thể tra được tung tích của hắn, lưới mác môn tự nhiên càng có thể tra hắn cái tra ra manh mối. Phiền toái như vậy, có lẽ hay là không cần phải đơn giản chọc thân tốt. Nhưng cứ như vậy phóng tiến tính tu sĩ rời đi, nhưng cũng là tuyệt đối không được đích. Đối với cái này người danh dự, quyết không có thể làm rất cao phỏng trừng. Biện pháp duy nhất chính là trong đoạn thời gian này, lại để cho tính tiến cho hắn cùng thiên hay tiên tử làm cái bùa hộ mệnh. Chỉ cần cái này tính tiến không chết, bình yên vô sự mà trở lại nhà mình phủ đệ, tụ sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Về phần rời đi đều xa thành thời điểm, nên xử trí như thế nào người này mà lại đến lúc đó nói sau. Đối với tiến tính tu sĩ mà nói, tuy nhiên rất không tình nguyện bị người bắt cóc, dù sao tiền đồ chưa biết. Tóm lại sống khá giả bị tiêu phàm lúc này một đao kết quả tánh mạng. Cái kia liền thật sự mọi sự đều bỏ. Và tốt, đạo hữu quả nhiên là người thông minh. Tiêu Phàm tựu nở nụ cười, có chút vuốt cằm, khen ngợi một câu. Câu này dưới cao nhìn xuống khích lệ, đem tiến tính tu sĩ đến mức. Quả thực khinh người quá đáng. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, ảo trận tán đi, tiến tính tu sĩ hai gã đệ tử kinh ngạc phát hiện, sư tôn rõ ràng cùng cái kia từ bên ngoài đến nguyên anh tu sĩ sóng vai đã đi tới, sư phụ thay đổi thái độ bình thường. Đối với cái này từ bên ngoài đến tu sĩ khách khí, thậm chí mời hắn cùng nhau lên thú xe, song song phản hồi trong biệt viện. Sau đó, tiến tính tu sĩ liền đối với bên ngoài tuyên bố muốn bế quan tu luyện mấy tháng lâu, trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không cho quấy rầy hắn, cho dù trời sập xuống cũng không được. Tu sĩ bế quan tu luyện chính là thái độ bình thường, tiến tính tu sĩ quyết định này không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Về phần tiến trưởng lão trong mật thất, bỗng nhiên nhiều hơn hai người, vậy thì càng thêm không người biết được liễu tương đương. Trường 1086 thiên tôn lĩnh lại là mấy tháng đi qua. Thời tiết dần dần nguội. Sớm đã hoang vu, ít ai lui tới vô cực núi thiên tôn lĩnh thượng, bỗng nhiên đến một vị khách nhân. Áo trắng bồng bềnh, thần sắc nghiêm nghị. Đúng vậy tiêu phàm. Tiêu phàm một người thượng thiên tôn lĩnh. Không phải phi độn đi lên, mà là từng bước một nhặt cấp trên xuống thấp thoáng tại trong cỏ hoang bạch ngọc bậc thang, rộng chừng mấy trượng, tuy nhiên đã bị đường núi hai bên mọc thành bụi cỏ hoang che giấu hơn phân nửa, như trước có thể chứng kiến ngày xưa huy hoàng. Thiên tôn lĩnh thế núi dốc đứng, cao vút trong mây. Như vậy bạch ngọc bậc thang, sợ không có mấy vạn cấp nhiều. Tiêu phàm từng bước một trên lên đi, cảm thụ được tại đây thâm hậu nội tình cùng ngày xưa uy nghiêm. Tuy nhiên tất cả môn phái đều ở cố gắng trừ khử ngày xưa vô cực môn dấu vết, nhưng đều xà thành truyền lưu lấy quá nhiều có quan hệ vô cực môn truyền thuyết. Đứng đắn lịch sử sách cổ đã bị toàn bộ tiêu hủy, bất quá tại một ít sách tạp lục bên trong, vẫn có thể tìm được có quan hệ vô cực môn một ít ghi lại. Tại đều xà thành mấy tháng này thời gian, tiêu phàm hết sức siêu tập những này giã sử, đối với ngày xưa vô cực môn huy hoàng lại càng có cái đại khái ấn tượng. Tung xem như hiện tại, vô cực môn không có lạc thiên năm về sau, thiên tôn lĩnh vẫn đang có lẽ hay là không người dám chuyển vào đi cứ việc nơi này là cả đều xà thành linh khí nồng nặc nhất chỗ nguyên nhân rất nhiều nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu tự nhiên có lẽ hay là lưỡi mát môn cái này mấy cái đại tông môn đối với ngày xưa vô cực môn thực lực ấn tượng quá sâu ai cũng không muốn người thứ nhất chuyển vào đi về phần mặt khác trung tiểu tông môn tuy không có như vậy băn khoăn lại hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có như vậy tư cách mấy vạn cấp bậc thang từng bậc từng bậc trên lên đi dùng tiêu phẩm chi năng cũng suốt đi một thiên. Suốt cục, trèo lên thiên tôn lĩnh đỉnh. Một tòa cử đại quảng trường, hiện lên hiện tại tiêu phàm trước mắt. Cái này tuy nhiên không phải tiêu phàm bái kiến nhất đồ sộ quảng trường, cũng tuyệt đối là tu kiến tại đỉnh núi cao lớn nhất quảng trường. Năm đó ở trời xanh núi đỉnh, chấn nhạc thần điện trước kia nhìn thấy chính là cái kia quảng trường, cùng trước mắt quảng trường so sánh với, là chân chính gặp dân chơi thứ thiệt. Bạch ngọc đầu thạch suốt đủ tề địa vây quanh tại mặt đất, một mực về phía trước lan tràn, khoảng chừng hơn vạn trường rộng lớn. Tiêu phàm thô sơ giản lược phỏng trừng, tại trên quảng trường này tụ tập cái đo đếm trăm vạn người, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ có điều, ngàn năm chưa từng có người quản lý, cái này cực lớn trên quảng trường cũng khắp nơi cỏ dại mọc thành bụi. Liếc nhìn lại, thậm chí có điểm cùng loại thảo nguyên biên giới sa mạc gành. Quảng trường cuối cùng là một tòa cực kỳ to lớn cung điện loại này tu kiến tại đỉnh núi cao cung điện thức kiến trúc, tiêu phàm trước kia bái kiến nhất đồ sộ tự nhiên cũng là chấn nhạc thần điện, nhưng cùng thiên tôn lĩnh thượng chỗ ngồi này vô cực đại điện hoàn toàn không thể so sánh. Tại vô cực trước đại điện, chấn nhạc thần điện quả thực chính là một đống xếp gỗ dựng món đồ chơi. Chỗ ngồi này vô cực điện, đem năm đó chính đạo đệ nhất tông môn hùng phong triển lộ không bỏ sót. Nhưng là, hiện tại cũng đã không trọn vẹn. Cửa điện đã hủy, ngã lệch một bên, đại điện mở rộng bên trong đen xì đích, tựa như một đầu miệng há lớn chuẩn bị nhắm người mà phệ quái thú. Tiêu phàm trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Đây là vô cực môn tổng đàn tránh điện, năm đó lịch đại trưởng giáo tổ sư ở chỗ này triệu tập tông môn đại hội thậm chí triệu tập cả tu chân giới chính đạo đại hội, tung tính toán tàn phá. Cũng không nên có loại này yêu dị khí thức lộ ra ngoài. Tại đây chẳng lẽ còn đã trải qua mặt khác biến cố. Đại điện ban ngày phía trên bảng hiệu, cũng đã không thấy bóng dáng. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, đem bảng hiệu chỗ vị trí thấy nhất thanh nhị sở. Rất chỉnh tề. Nhìn ra được, cái này bảng hiệu không phải mình đến rơi xuống, cũng không phải bị người đánh rất xuống đến đích. Mà là bị người cả lấy đi liễu tương đương. Tiêu phàm thần niệm chi lực giải ra, đem chọn cái thiên tôn lĩnh đỉnh núi tình hình đều đều bao phủ hắn xuống. Tại đây im ắng đích, không ai, thậm chí ngay một đầu giã thú khí tức đều không có vốn là tiêu phàm là ý định thông qua rưỡi quang vinh đến đả thông quan tiết, theo lưỡi mác môn khống chế trên địa bàn thông qua, đến đây thiên tôn lĩnh, chiêm ngưỡng, đích. Có tiến tính tu sĩ, trợ giúp, tự nhiên cũng không cần phải lại đi vòng vèo liếu tương đương. Tiến tính tu sĩ là lưỡi mác môn trưởng lão, tại lưỡi mác môn địa vị, có thể so sánh rưỡi quang vinh một gã ngoại sự đệ tử muốn cao hơn nhiều liễu tương đương. Cầm tiến tính tu sĩ tín vật, tiêu phàm tại lưỡi mác môn tổng đàn thông suốt, nói sau hắn cũng không phải sẽ đối lưỡi mác môn bất lợi, chỉ là mượn đường, mà thôi, trên đường đi không có gặp được nửa phần ngăn trở. Ngày xưa chính đạo đệ nhất tông tổng đàn, hôm nay đã muốn trở thành tử tuyệt chi địa. Tiêu phàm mở rộng bước chân, hướng vô cực đại điện đi đến. Vạn trượng xa, nếu như cưới gió mà đi, dùng tiêu phàm bây giờ đối với phong độn thuật lĩnh ngộ, tự nhiên là trước mắt là tới. Nhưng như vậy từng bước một đi qua, thời gian quả thực không ngắn tiêu phàm kiên trì đi bộ. Có lẽ hắn là từ ngàn năm nay, duy một về tới đây vô cực truyền nhân. Tuy nhiên lưu trên địa cầu vô cực truyền thừa, chỉ là vô cực môn một cái rất nhỏ chi nhánh, công pháp không trọn vẹn không được đầy đủ. Nhưng mà tiêu phàm nghiêm túc là cái này vô cực chi nhánh trưởng giáo chân nhân. Huống chi, vô cực môn chấn giáo tam bảo bên trong hai kiện bảo vật, đỉnh càn khôn cùng huyền vũ giáp, đều ở trong tay của hắn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn hôm nay mới được là vô cực môn chính tông truyền thừa chính thức trưởng giáo. Tung tính toán vô cực môn không có xuống dốc, cường thịnh như trước, tiêu phàm có được, đỉnh càn khôn, hơn nữa tiến vào qua thủy tổ tàng bảo các, hắn chính là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Chỉ tiếc, hiện tại vô cực môn, coi như là chi nhánh truyền thừa, cũng giải rác không có mấy liễu tương đương. Tiêu phàm dưới mắt trong lòng cảm khái, tự không cần nói. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm rốt cục đi tới vô cực cửa, cửa đại điện. Theo quảng trường đến đại điện cửa điện, còn có vài chục cấp bậc thang. Tiêu phàm ngửa đầu nhìn lại, nhấc chân chuẩn bị đi trên đệ nhất cấp bậc thang, lại mãnh liệt thu trở về, dưới chân độn quang cùng một chỗ, bỗng nhiên gian tựu thối lui đến hơn trăm trượng bên ngoài, thanh quang lập lòe, long lân giáp sớm đã đưa hắn toàn thân đều bao vây lại, 72 tấm màu xanh long lân bắn ra, chui vào bốn phía trong hư không không thấy bóng dáng, trong khoảnh khắc liền bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng tư thế. Vừa rồi ngay tại hắn nhấc chân chuẩn bị leo lên bậc thang thời điểm, huyền vũ giáp bỗng nhiên có kịch liệt phản ứng, cái này phản ứng đột nhiên xuất hiện, lại kịch liệt phi thường. Cùng lúc đó, tiêu phàm trong nội tâm cũng cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bỗng nhiên thối lui đến trăm trượng bên ngoài, vẻ này nguy hiểm khí tức mới dần dần tán đi. Tiêu phàm sắc mặt trở nên trầm trọng dị thường, thủ đoạn một phen, màu trắng huyền vũ giáp di động hiện tại trong tay của hắn. Cái này đương lúc, huyền vũ giáp lại trở nên im ắng đích, không có nửa điểm phản ứng. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Loại tình hình này, hắn trước kia thật đúng là chưa bao giờ đụng phải qua. Trầm ngâm hơi khoảnh, dưới chân độn quang cùng một chỗ, tiêu phàm chạm ở giữa không trung bên trong. Từ không trung dưới lên quan sát, chỉ thấy vô cực đại điện về sau, là ngay cả miên không dứt đền lầu các, đem trọn tòa, ngồi thiên tôn lĩnh ngọn núi chính đều bao trùm hắn hạ, ngày xưa huy hoàng, thu hết vào mắt. Nhưng tiêu phàm dưới mắt chú ý lại không còn là những này. Thân ở trên hư không, cả thiên tôn lĩnh ngọn núi chính đều lộ ra một cổ như có như không sát khí. Và sát trận, tiêu phàm quả thực không dám tin. Thậm chí có người tại thiên tôn lĩnh ngọn núi chính, tại vô cực môn ngày xưa tổng đàn, bày ra như vậy độc tuyệt thất sát trận. Cái này, thất sát trận, bố đắc thập phần che giấu, dùng tiêu phàm như thế tinh thâm trận pháp tạo nghệ, nếu như không là vì huyền vũ giáp kịp thời phản ứng, cũng đã thiếu chút nữa lâm vào trong đó. Tung xem như hiện tại, tiêu phàm đứng ở giữa không trung nhìn xuống, cũng có lẽ hay là chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được cái này, thất sát trận, tồn tại, nếu như hắn không có bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới, không có đem thiên nhân tương tu luyện tới đệ tứ trọng, hắn là cảm ứng không đến dị thường đích tiêu phàm quay chung quanh thiên tôn lĩnh ngọn núi chính, chậm rãi chuyển nổi lên vòng tròn luẩn quẩn, động tác không dám quá nhanh, cũng không dám nhờ thân cận quá, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Và sát trận, chi hung hiểm, không ai so tiêu phàm biết được đắc rõ ràng hơn. Vô cực môn không có như vậy trận pháp. Nhưng ở vô cực thuật tàng, bên trong đối với cái này mấy cái độc tuyệt đại sát trận đều có kỹ càng ghi lại. Bình thường như vậy sát trận, bố trí cực kỳ hao phí tinh thần, bởi vì sát thương quá nặng, thường thường hội cắt giảm bảy trận người dương thọ cùng phúc báo, nếu như không là có thêm không đội trời chung thù hận, người bình thường là tuyệt sẽ không tùy tiện bố trí loại độc chất này tuyệt sát trận đích. Lại càng không cần phải nói, trước mắt cái này thất sát trận bao trùm phạm vi là như thế rộng, vậy mà đem chọn cái vô cực môn tổng đàn đều bao phủ trong đó. Tiêu phàm tự nhận, dùng hắn dưới mắt tu vi tạo nghệ, bố không xuất ra lớn như vậy trận. Không phải hắn không hiểu, mà thì không cách nào hoàn thành chỉ sợ cái này sát trận chưa bố xong, thiên địa phản kích chi lực cũng đã đem hắn chấn giết chết. Cái này không là một người có thể hoàn thành độc tuyệt đại trận, tuyệt đối là một đám người hoàn thành đích. Nếu không, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi thiên địa phản kích chi lực. Nói thí dụ như hắn, đem thiên nhân tương, tu luyện tới sâu nhất đệ lục trọng, phỏng chừng cũng có lẽ hay là ngăn cản không nổi. Trừ phi là vài vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đồng loạt ra tay, hơn nữa càng nhiều là nguyên anh trung kỳ sơ kỳ tu sĩ cùng đi gánh chịu này thiên địa phản kích chi lực, mới có thể đem cái này thất sát trận nguyên vẹn bố trí xuống. Chỉ là, rốt cuộc là người nào, muốn tại thiên tôn lĩnh thượng bố trí xuống lớn như vậy sát trận đâu này? Tiêu phàm suy nghĩ một chút, thủ đoạn run lên, hắc ma đao di động hiện ra, hướng về dưới chân vô cực đại điện bọc hậu một tòa chạm ngọc kích bắn đi. Suy, mà một tiếng, chạm ngọc lên tiếng mà toái, bị hắc ma đao một kích cắt vỉ đoạn, hắc ma đao đi vòng do một vòng, về tới tiêu phàm trong tay. Thất sát trận không có bất kỳ phản ứng. Tiêu phàm ngón tay bắn ra, một đám hạo nhiên chính khí cũng hướng về đồng nhất tòa ngồi chạm ngọc vào tới. Liên vào lúc này, tiêu phàm trong cơ thể huyền vũ giáp gấp gáp mà lay động, thập phần, hoảng loạn, về phía tiêu phàm đưa ra cảnh cáo. Sau một khắc, tiêu phàm liền cảm giác được cả tòa, thất sát trận, đều nổi lên phản ứng, một cổ vô hình hung sát khí, hướng về kia sợi hạo nhiên chính khí mãnh liệt phốc mà đến, hùng hổ, giữ tợn lộ ra. Cái kia sợi hạo nhiên chính khí lược quằn quại, liền bị hung sát khí nuốt hết mất, ngay nửa phần phản kháng đào tẩu đường sống đều không có. Tiêu phàm phiêu nhiên lui về sau đi, sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Không hề nghi ngờ, cái này, thất sát trận, là nhằm vào vô cực môn mà bố trí đích, đối với hắc ma đao không có có một chút phản ứng, đối với cái kia một đám hạo nhiên chính khí lại phản ứng như thế nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc liền đem hạo nhiên chính khí diệt sát, không lưu tình chút nào. Đây là muốn triệt để chấn áp ở thiên tôn lĩnh sinh cơ, hoàn toàn đoạn tuyệt vô cực môn đông sơn tái khởi bất luận cái gì hy vọng. Không biết rốt cuộc là người nào, đối với vô cực môn thống hận đến tư. Tiêu phàm duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, đây là một siêu cấp lớn tông, hoặc là mấy cái đại tông môn liên thủ nhất trí. Nếu không, tuyệt đối điều không nhúc nhích được nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đồng loạt ra tay. Hơn nữa, môn phái này còn tinh thông trận pháp chi đạo. chương 1087 Đại trưởng Lão Khoảng cách đều xà thành tính ra trăm vạn dặm bên ngoài một nơi. Trong mật thất, Nguyệt Quang Thạch lóng lánh lấy lờ mở sáng bóng. Gian phòng này mật thất rất lớn. Mật thất chính trung ương, dùng một loại không biết tên màu đen tài liệu, bài bố ra một tên kỳ quái trận thế. Nếu như tiêu phàm ở chỗ này, có thể nhìn ra được, cái này kỳ quái trận thế, ngoại hình vậy mà cùng thiên tôn lĩnh thượng vô cực môn tổng đàn đền lầu các bố cục không sai biệt lắm cái này hoàn toàn từ đầu luôn luôn chính là một hơi còn lại bản thất sát trận thất sát trận trận thế bố cục thiên biến vạn hóa cuối cùng nhất bố trí thành loại nào hình dạng muốn do bảy trận chi địa địa hình mà định ra cái này hơi còn lại bản thất sát trận cùng thiên tôn lĩnh vô cực môn tổng đàn thất sát trận bố cục giống nhau trên cơ bản có thể khẳng định không phải trùng hợp mà là một cái mô hình Tại đây thất sát trận là thiên tôn lĩnh vô cực môn tổng đàn cái kia chính thức thất sát trận mô hình. Ở này hơi có lại thất sát trong trận, một gã tóc trắng áo choàng nữ tử, chính khoanh chân mà ngồi, cúi đầu nhắm mắt, trước mặt bầy đặt một cái đen nhánh mai rùa cùng hai mảnh trúc quẻ. Nàng bảo chỉ cái tư thế này vẫn không nhúc nhích đã muốn thời gian rất lâu liễu tương đương. Thất sát ngoài trận, mật thất hơi nghiêng, đứng vững ba bốn cái bóng người. Mấy vị này ở ngoài đứng xem cũng là im lặng đích, ai cũng không mở miệng quấy giày. Dù cho tóc trắng nữ tử đã muốn như vậy tính tỏa hai canh giờ, cũng không có ai phát ra nửa điểm tiếng vang. Phảng phất cái này trong mật thất cũng không phải người sống, mà là vài tôn tượng đất. Lại không biết đi qua bao lâu, cái kia tóc trắng áo choàng nữ tử mới chậm rãi đứng dậy, bóng trắng lóe lên, bỗng nhiên đã đến thất sát trận bên ngoài. Nhìn kỹ lại, cái này người nữ tử tuy nhiên tóc trắng áo choàng, sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phơn phớt. Làn ra kiều nộn, tựa như hơn 20 mỹ nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tóc của nàng, nói nàng năm hơn trăm tuổi cũng không kỳ lạ quý hiếm, nếu như xem mặt mũi của nàng. Lại nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, như thế kỳ lạ thần sắc, lại ra hiện tại cùng là một người trên người. Im lặng đứng ở mật thất hơi nghiêng vài tên nam tử, lúc này mới ôm quyền hành lễ. Và trưởng lão, nếu như bên ngoài gian, mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều muốn chấn động, ngay con mắt tử đô hội trừng ra tới bởi vì này vài tên nam tử vậy mà tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong đó có hạo ngày môn môn chủ huệ thiên hào chỉ là giờ phút này vị này tại bên ngoài uy phong bắt diệt, không ai bị nổi huệ đại môn chủ lại kính cùng ghế chót chạm đang lúc mọi người về sau chỉ có thể kèm ở ký đuôi mang trên mặt kính cẩn thần sắc cái kia tóc trắng đại trưởng lão ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt quét qua khẽ gật đầu coi như là bắt chuyện qua liễu tương đương mấy vị đại tu sĩ ai cũng lơ đánh, tựa hồ đại trưởng lão làm như thế phái, chính là thập phần đương nhiên. Và trưởng lão vì sao bỗng nhiên đi vào nơi đây xem bói? Chẳng lẽ đều xà thành bên kia phế tích phía trên, có cái gì dị động không được? Trước một vị hậu kỳ đại tu sĩ hơi kinh ngạc hỏi. Người này mặt vuông tai lớn, tuổi chừng 40, dưới hàm ba tròm dâu dài, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, nhìn qua có thể biết ngay. Đúng vậy cái loại này thường ngày bàn tay quyền cao, sát phạt quyết đoán, một lời quyết chi đại nhân vật. Trên thực tế, ngoại trừ những kia không dễ dàng bên ngoài lộ diện, tập trung tinh thần chứng nhận đạo trường sinh khổ tu chi sĩ. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đích, ai mà không nhất phái tôn sư. Và, đại trưởng lão nhìn hắn liếc, nhẹ nhàng vuốt cằm. Vài tên hậu kỳ đại tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, tính ra trăm vạn giảm bên ngoài đều xà thành, cao vút trong mây vô cực núi trên đỉnh núi cái kia tấm phế tích, kỳ thật cũng chính là một truyền thuyết mà thôi. Năm đó tổ sư đám bọn họ bí mật tại đó bố trí xuống thất tuyệt đại trận thời điểm, bọn hắn chưa xuất thế. Từ mấy trăm năm trước, cuối cùng một gã vô cực môn bàng chi đệ tử lầm sông thiên tôn lĩnh thất sát trận, bị trận pháp xoắn thành thịt nát về sau. Này tòa hao phí vô số tâm huyết, vô số tài liệu chân quý cùng vô số linh thạch tỉ mỉ bố trí xuống tuyệt thế đại sát trận, cũng đã rốt cuộc không có khởi qua bất cứ tác dụng gì, thế cho nên đoàn người cơ hồ đều quên hết còn có như vậy một sự việc. Và trưởng lão, hẳn là niên đại quá mức đã lâu, pháp trận có chút không nhạy rồi. Theo lý một ngàn năm đi qua, vô cực môn có nên không lại có cái gì cặn bã còn lại còn sót lại liếu tương đương. Hơi khoảnh, mặt vuông tai lớn uy nghiêm nam tử nói ra, ngữ khí hơi có chút không cho là đúng. Và A-Hát, đại trưởng lão, Năm đó bị pháp trận thắt cổ cái kia tên vô cực môn bàng chi đệ tử, cũng không quá đáng là chính là kim đan hậu kỳ tu vi. Đã nhiều năm như vậy, không còn có cùng vô cực môn tương quan tin tức. Cái này thất sát trận kỳ thật có thể đóng cửa, hao phí linh thạch thật sự có chút kinh người. Một danh khác khuôn mặt gầy gò, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng gì đó áo lam tu sĩ loát hoa dâm tròm dâu nói ra. Và tôn lĩnh là cả đều xà thành linh khí nồng nặc nhất chỗ, Tiến môn chủ một mực thậm chí nghĩ đem sơn môn rời đến thiên tôn lĩnh đi lên. E ngại việc này mà thôi. Tóc trắng đại trưởng lão Uyển chuyển xong đồng rơi vào áo làm tu sĩ bên cạnh một người trên mặt, lạnh nhạt hỏi tiến môn chủ thực có ý đó. Vị này tiến môn chủ ước chừng 50 tuổi cao thấp, tướng mạo cùng tiêu phàm, cướp làm con tin, cái vị kia tiến trưởng lão cực kỳ tương tự, trên người ẩn ẩn lộ ra hậu kỳ đại tu sĩ linh lực chấn động nhìn quanh trong lúc đó, nghiêm nghị có uy nhưng ở đại trưởng lão thanh tịnh như nước đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới lại hơi có chút không được tự nhiên vội vàng khẽ rũ xuống đầu ôm quyền nói ra đại trưởng lão cái kia thiên tôn lĩnh địa mạch linh khí quả nhiên là tốt tóc trắng đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt nói ra thiên tôn lĩnh địa mạch linh khí quả thật không tệ nhưng lúc trước vô cực môn hạng cường thịnh tiễn môn chủ nên vậy so với ta đợi càng thêm tinh tường hôm nay lại là bực nào bộ dáng còn dùng ta nhiều lời sao Chỗ đó chẳng những là đại triệu quốc linh mạch tốt nhất chỗ, thậm chí có thể nói là cả Nam Châu đại lục địa mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vô cực môn cũng không phối tiêu thụ bực này tuyệt hảo địa mạch, cuối cùng nhất nháo cái cả nhà bị diệt. Trước xe chi che, tiễn môn chủ chẳng lẽ một chút cũng không tỉnh ngủ sao? Tiễn môn chủ vẻ sợ hãi mà kinh, bề bộn thức nói ra, đại trưởng lão nói cực đúng, đúng tiễn nào đó lòng tham. Thân là hậu kỳ đại tu sĩ, Tiễn môn chủ đối với vị này đại trưởng lão tựa hồ có chút sợ hãi, tại đại trưởng lão trước mặt, cung kính ních, không dám có chút thất lễ. Có thể làm cho một vị hậu kỳ đại tu sĩ cẩn thận như vậy chú ý, xem ra vị này đại trưởng lão tuyệt không phải bình thường cùng giai đại tu sĩ. "Và trưởng lão, là người phương nào tự tiện xông vào Thiên Tôn lĩnh phế tích, quẻ tượng trong có nhắc nhở sao?" Cầm đầu cái kia tên uy nghiêm nam tử, đem chủ đề chuyển trở về. Tuy nhiên hắn rất hoài nghi là thất sát trận lâu năm không nhạy, truyền quay lại sai lầm tin tức, nhưng thấy đại trưởng lão như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, có lẽ hay là nhịn không được hỏi một câu. Và đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Bốn người cùng một chỗ nhìn qua nàng, chậm đợi bên dưới. Và giống như biểu hiện, người này là chính tông nhất vô cực truyền thừa, tuy nhiên tu vi không cao, lại dẫn phát rồi cả tòa thất sát trận mãnh liệt phản ứng. Tựa hồ lần này trên thân người còn mang theo việc của người nào đó bảo vật, lại để cho đại trận cực kỳ mẫn cảm. Và vì không cao, đại khái là dạng gì tiêu chuẩn. Mọi người vừa nghe, lập tức sắc mặt đều ngưng trọng lên, uy nghiêm nam tử hỏi. Đại trưởng lão không trả lời, ngay, trầm ngâm hơi khoảnh, mới chậm rãi nói ra, người này hết sức cẩn thận, không có tiến vào pháp trong trận, ở ngoại vi chạy thăm dò, cụ thể tu vi cảnh giới, không tốt phán đoán, nên vậy tại trong kim đan hậu kỳ khoảng chừng gì đó, không biết vượt qua nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Bốn gã hậu kỳ đại tu sĩ lại ai đều không có lộ ra phất lờ thần sắc, sự khác biệt nguyên một đám nhíu mày. Bất quá nhìn kỹ lại, uy nghiêm nam tử hòa tiến môn chủ là chân chính thần sắc mặt ngưng trọng, áo lam tu sĩ cùng huệ thiên hào nhưng có chút lưu tại mặt ngoài liếu tương đương. Và anh sơ kỳ, thật muốn là như vậy lời nói, cái kia đã nói lên, vô cực môn bàng chi đệ tử, cũng chưa xong toàn bộ diệt sạch, còn có cá lọt lưới." Uy Nghiêm nam tử trầm giọng nói ra. Áo lam tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra thì tính sao? Cho dù có cá lọt lưới, cũng không coi là cái gì. Một cái bàng chi đệ tử, kế thừa không trọn vẹn không được đầy đủ công pháp, có thể ngưng kết nguyên anh, đã muốn phi thường may mắn rồi, tế đắc cái gì sự tình. Chẳng lẽ hắn lực lượng một người, còn có thể cùng chúng ta toàn bộ tông chống lại không được? Uy nghiêm nam tử nói ra, lời tuy như thế, có lẽ hay là cẩn thận tốt hơn. Sư đệ chớ quên, năm đó tổ sư tòa hóa trước kia, đã từng khuyên bảo qua, ngàn năm về sau, vô cực môn đem sẽ xuất hiện một gã ngút trời kỳ tài, trọng trấn vô cực môn uy danh. Đúng hạn gian suy tính, vô cùng có khả năng ứng lúc này trên thân người. Đại trưởng lão khởi quẻ, quẻ tượng cũng là như thế biểu hiện đích. Áo lam tu sĩ nhẹ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng đối với uy nghiêm nam tử lời này có chút không cho là đúng chỉ là không tốt phản bác và mà lại vô cực môn truyền thừa công pháp tuy đã muốn không trọn vẹn không được đầy đủ nhưng nghe nói tại thiên hay cung bí trong điện còn bảo tồn lấy vô cực môn năm đó trưởng giáo tổ sư long tượng chân nhân tự viết bản vạn nhất công pháp này bí tịch rơi vào cái kia bàng chi đệ tử trong tay thì có thể gây thành đại phiền toái và hiền đệ các ngươi đuổi giết cái kia yêu nữ một mực đều không có kết quả sao uy nghiêm nam tử chuyển hướng hơi nghiêng huệ thiên hào hỏi huệ thiên hào bề bổn tức có chút khom người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói ra lao đại chấp pháp xin hỏi thật sự là hổ thẹn được ngay bị cái kia yêu nữ chạy thoát rồi bất quá cái kia yêu nữ bản thân bị trọng thương khó có thể vì hoạn uy nghiêm nam tử hừ lạnh một tiếng nói ra khó có thể vì hoạn nàng có phải là vì hoạn ta không quan tâm ta muốn chính là các nàng thiên hay cung bí trong điện long tượng chân nhân tự viết bản không bắt được cái này yêu nữ bí điện ai đều không thể mở ra đạo lý kia huệ hiền đệ so với ta rõ ràng hơn a à. và cái huệ thiên hào trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm cũng không dám phản bác vị này trong miệng hắn đại chấp pháp cũng may uy nghiêm nam tử cũng không nhanh chầm chằm không tha lập tức lại chuyển hướng tóc trắng nữ tử nói ra đại trưởng lão quẻ tượng có từng biểu hiện người này hôm nay phương vị tóc trắng nữ tử nhẹ gật đầu nói ra quẻ tượng biểu hiện người này vẫn còn đông bắc phương hướng, nên vậy như trước ở lại đều xa thành. Và tốt, tiễn hiền đệ, người lập tức chạy về đều xa thành đi, hảo hảo tra thoáng một tí, nếu có thể tìm ra người này đến, đúng vậy một cái công lớn. Uy nghiêm nam tử lập tức chuyển hướng tiễn môn chủ, thuận miệng phân phó nói, mang theo rõ ràng thể mệnh lệnh ngữ khí. Tiễn môn chủ không chút phật lòng, có chút khẽ khom người, nói ra tốt, ta đợi tí nữa tựu chạy trở về chỉ cần người này còn ở lại đều xa thành luôn có thể đem hắn tìm ra đích lại không biết đại trưởng lão có thể lại đem người này tình hình nói được kỹ càng chút ít và có thể tóc trắng nữ tử không chút do dự nói và người chẳng những cực kỳ cẩn thận cũng tinh thông thuật bói toán lại kỹ càng tình hình ta cũng vậy không rõ ràng lắm tiễn môn chủ trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ chỉ cần dựa vào như vậy một cái mơ hồ quẻ tượng muốn tại đều xà thành ở bên trong đem người này tìm ra, cái kia thật đúng là giống như mò kim đáy biển giống nhau. chương 1088 che đậy, đều xà thành hơi nghiêng, lưỡi mác môn tiến trưởng lão biệt viện. Đề phòng xâm nghiêm mật thất dưới đất, thiên hay tiên tử uyển chuyển thân hình ra hiện tại tiêu phàm ngồi xuống động phủ cửa ra vào. Mấy tháng này, nàng đều trốn ở tiến tính tu sĩ mật thất dưới đất. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc luyện chế ra một những thứ gì chính là hình thức bảo vật, Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, cũng nên lên đường đi Khanh Vân Châu Liễu tương đương. Lại mang xuống, trong cơ thể nàng cái kia cổ quỷ dị thần hồn lực lượng đem càng thêm xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, dây dưa tận xương. Thực tới lúc đó hậu, chỉ sợ bắt được bí trong điện ngọc phù, cũng vô sự vô bổ liễu tương đương. Tiêu phàm không hề động. Hắn khoanh chân ngồi ở gỗ đàn hương án vài trước kia, hai hàng lông mày vận thành một cái chữ xuyên choan, gắt gao nhìn thẳng trước mắt một đống nhìn về phía trên lộn xộn thi thảo, trong mắt lục mang lóng lánh, cho thấy đắc trong đầu của hắn rất không bình tĩnh, đang tại thập phần khẩn trương mà tiến hành suy tư. Thiên hay tiên tử không có quấy rầy hắn, cứ như vậy lẳng lặng yên đứng. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua, tiêu phàm mới run lên ống tay áo, đem án vài thượng thi thảo thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào thiên hay tiên tử, nói ra không thể đi khanh vân châu và cái gì? Thiên hay tiên tử nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh như trước. Tiêu phàm đơn giản mà đáp, không tại sao, quẻ tượng chính là chỗ này sao biểu hiện đích. Chúng ta phải tiếp tục hướng Bắc, phương Bắc vì cát, Tây Nam vì hung. Và, thiên hay tiên tử một câu đều không có nhiều lời, trực tiếp gật đầu. Trước đây nàng mặc dù không có bái kiến tiêu phàm thuật bói toán, lại đối với cái này không chút nghi ngờ. Tinh thông hạo nhiên chính khí vô cực môn đệ tử truyền, cái này thuật bói toán là không thể nghi ngờ đích thiên hay cung lịch đại tổ sư đều khen ngợi qua vô cực môn mệnh lý tương pháp thuật bói toán vô cực môn năm đó sở dĩ trở thành nam châu đại lục chính đạo đệ nhất tông cùng cái này có cực kỳ mật thiết liên quan bọn hắn vì đi trước khanh vân châu chuẩn bị hơn nửa năm hôm nay tiêu phàm câu nói đầu tiên thay đổi hành trình thiên hay tiên tử cũng hiểu được đương nhiên không có gì không đúng lập tức hai người lặng yên rời đi tiến trưởng lão biệt việt trực tiếp ra khỏi thành, hướng phương Bắc mà đi. Về phần tiến trưởng lão, còn tiếp tục tại trong mật thất bế quan tu luyện, tối thiểu nhất còn phải lại qua hơn nửa năm, tiến trưởng lão mới có thể khải quan ra. Bất quá cho dù tới lúc đó hậu, tiến trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Tự bà tai sự tình, ai cũng không muốn làm đích. Tiêu phàm hai người rời đi đều xa thành hai ngày sau đó, lưỡi mắc môn tiến môn chủ mới vội vã đuổi đến trở về. Sau đó ban xuống lưỡi mắc lệnh, toàn thành đại tác, phải tìm một gã vô cực môn bên cạnh tông đệ tử. Lúc này liền có người hướng hắn bẩm báo, trước đó không lâu có một tên từ bên ngoài đến tu sĩ, cầm trong tay lấy tiến trưởng lão tín vật, xuyên qua tổng đàn hơi nghiêng, lên thiên tôn lính. Tiến môn chủ kinh hãi, vội hỏi, rốt cuộc quả nhiên. Thật sự những năm gần đây này, nghĩ lên thiên tôn lính tìm kiếm đạo lý hoài cổ người càng ngày càng ít liếu tương đương huống chi có lẽ hay là nắm lấy đệ đệ của hắn tín vật xuyên qua lưỡi mác môn tổng đàn hơi nghiêng đi lên đích. Thì càng gia tăng hiếm thấy, tính toán tính toán thời gian, cùng đại trưởng lão bói toán lúc suy tính thời gian hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ lại người này chính là đại trưởng lão trong miệng nói chính là cái kia vô cực môn bên cạnh tông truyền nhân. Lập tức tiến môn chủ không dám chậm chế, vội vàng tự mình đi tiến trưởng lão biệt viện, lại được cho biết. Đệ đệ của hắn những ngày này một mực đều đang bế quan tu luyện, không khách khí khách và có lần này lý cái này bẩm báo ra hỏa rõ ràng đầu óc không mở khiếu, đần gay gắt. Gia chủ thân ca ca, lưỡi mác môn nhất môn chi chủ, có thể là khách lạ sao? Tiễn môn chủ thiếu chút nữa một cái tát làm mất hắn miệng đầy hàm răng. Quả nhiên là cái ngu xuẩn gì đó. Tiễn môn chủ trực tiếp vào mật thất, ngoài mật thất bố trí tốt hết thảy phòng hộ thủ đoạn tại vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, đều đều thùng rỗng kêu to trọn vẹn một canh giờ đi qua, tiễn môn chủ mới sắc mặt tái nhợt mà ra mật thất dưới đất, tại phía sau của hắn, tắc chính là đi theo vẻ mặt vẻ xấu hổ tiễn trưởng lão. Ngay sau đó, tiễn môn chủ lập tức chạy về tổng đàn, liên tiếp hạ tính ra đạo mệnh lệnh. Chỉ có điều lúc này đã muộn, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử sớm đã không trong thành, cũng cha không được bọn hắn rốt cuộc đi nơi nào. Trong thành tất cả truyền tống đại điện đều truyền về tin tức, ngày gần đây cũng không có tiến môn chủ chỗ miêu tả cái kia dạng hai người theo truyền tống trận rời đi đều xa thành. Tiễn môn chủ đem chọn cái đều xà thành đô quấy giày đắc gà bay chó chạy thời điểm, tính ra trăm vạn dặm bên ngoài cái kia tòa cự đại mật thất dưới đất, thất sát trận hơi nghiêng, khoanh chân ngồi xuống tóc trắng đại trưởng lão, bỗng nhiên gian mở hai mắt ra, đen kịt con người bình tĩnh chăm chú vào tay trái trong tay màu đen mai rùa phía trên, tay phải ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa ngón áp út rất nhanh bắt đầu chuyển động. Đại trưởng lão trên cánh tay làn da cũng rất kiều nộn, giống như cứng lại dương chi giống nhau. Sau một lát, đại trưởng lão kiều nộn trên gương mặt, cho sắc thoảng qua biến ảo, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đi phương bắc rồi. Nhìn ra được, đại trưởng lão đối với cái này có chút khó hiểu. Rõ ràng quẻ tượng biểu hiện, người này cùng Huệ Thiên Hào nâng lên cái kia tên Kim Châu thành tuổi trẻ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tựa hồ là một người, cùng thiên hay tiên tử đợi cùng một chỗ. Nếu như thế theo lý bọn hắn nên vậy đi trước Khanh Vân Châu Thiên Hay Cung Tổng Đàn, tiến vào Thiên Hay Cung trong mật thất đi tìm bọn hắn nhu cầu cấp bách mấy cái gì đó. Như thế nào ngược lại hướng Bắc đi? Chẳng lẽ mình xem bói ra sai lầm? Thật cũng không là hoàn toàn không có khả năng, đúng là vẫn còn cách đắc quá xa rồi, tính ra trăm vạn dặm xa, xem bói có được quẻ tượng có lẽ hay là quá mơ hồ chút ít. Đại trưởng lão lập tức lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức, không hề đem việc này để ở trong lòng chống đỡ tử bất quá là một gã vừa mới tiến dai không lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù hơn nữa một gã bản thân bị trọng thương thiên hay cung cung chủ, cũng không đương làm đại sự. Chính là hai người, có lẽ có thể cho nhân tạo thành một chút phiền toái, chẳng lẽ còn thật có thể lật được nổi cái gì sóng cồn. Nửa tháng sau, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử ra hiện tại cũng xả thành chính phương bắc một tòa đại thành. Tại đây đã là triệu quốc phía bắc biên tùy thành thị, cách đều xà thành thập phần xa xôi, cách tây nam bộ Khanh Vân Châu lại càng cách xa nhau một hai trăm ngàn dặm xa. Tiêu phàm không có ở tòa thành thị này dừng lại, tốn hao rất nhiều linh thạch, trực tiếp khởi động trong thành một tòa truyền tống trận, đem hai người truyền đưa đến càng thêm xa xôi phương Bắc. Một tháng về sau, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử ra hiện tại Bắc Minh chi địa nguyên linh thành. Tại đây đã muốn không còn là Nam Châu đại lục trung bộ vắng đông bắc khu vực, mà là chân chân chính chính Bắc Minh chi địa. Cách trong truyền thuyết Bắc Minh biển cả, đã muốn không tính quá xa xôi. Nguyên Linh thành lại càng hưng thịnh quốc đô thành, Nguyên Linh dạy tổng đàn chỗ mà. Mà Nguyên Linh dạy, tại cả Nam Châu đại lục tu chân giới đều được coi là là đại danh đỉnh đỉnh, chính là được công nhận thập đại tà đạo tông môn một trong. Nguyên Linh dạy giáo chúng, phần lớn tinh thông vu linh chi thuật. Tu chân giới cái gọi là chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn, hoặc là nói tà đạo tông môn giới hạn, cũng không phải thật sự thập phần nghiêm khắc. Nguyên Linh dạy bị đưa về tà đạo tông môn chủ yếu còn là vì vu thuật quá mức thần bí, hơn nữa một ít vu thuật pháp môn tu luyện cũng quá mức huyết tinh. Nhưng Nguyên Linh dạy cùng những thứ khác ma đạo tông môn, cũng không có quá nhiều vãng lai, với tư cách Bắc Minh chi địa lớn nhất giáo phái một trong, Nguyên Linh dạy bảo trì chính mình độ cao độc lập tính. Tung xem như được xưng Nam Châu đại lục ma đạo đệ nhất tông môn ma, Nguyên Tông cũng không thể hiệu lệnh Nguyên Linh dạy. Nhiều lần chính ma đại chiến, chỉ cần chính đạo tông môn không chủ động hướng Nguyên Linh dạy khống chế khu vực phát động công kích, Nguyên Linh dạy cũng sẽ không dễ dàng trộn đều đi vào. Vì vậy Nguyên Linh dạy thống lĩnh cái này khối quảng đại khu vực, ít đã bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, bảo trì khó được phồn vinh thịnh cảnh. Với tư cách linh tộc đô thành, Nguyên Linh Thành lại càng cực kỳ phồn hoa, tựa hồ không tại đều xả dưới thành. Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên tử tại Nguyên Linh Thành không có đã bị bất luận cái gì kiểm tra. Bởi vì trên thân người lộ ra cái kia cổ vu linh khí tức, làm cho người ta tự nhiên mà vậy mà đưa bọn chúng xem thành là người của linh tộc. Tiêu phàm không cần phải nói, hắn tùy thân mang theo nguyên anh cảnh giới thổ ma ngẫu, thoảng qua thả ra một tia khí tức, cũng đủ để đem hạo nhiên chính khí che giấu đi liếu tương đương. Về phần thiên hay tiên tử, càng thêm không cần tiêu phàm lo lắng. Thiên hay cung truyền thừa, bàng môn tả đạo, chi thuật, nhiều vô số kể. Dì huống thiên hay cung nguyên vốn cũng không bị coi là chính đạo tông môn, mà là quy vì cái loại này đặc lập độc hành môn phái, ở vào khoảng giữa chính tả trong lúc đó. Thú vị chính là, tại hắn lưỡng cái này tổ hợp bên trong, hiện tại ngược lại tiêu phàm chiếm cứ chủ động, là hắn đang quyết định lấy tiến lên lộ tuyến, thiên hay tiên tử không nói một lời, là theo chân hắn đi, tiêu phàm nói đi nơi nào tựu đi nơi nào. Cái này cùng tu chân giới thưởng thức trái ngược. Tại tu chân giới, bình thường mà nói, ai tu vi cao người đó định đoạt. Tiêu phàm chạy đến nguyên linh thành, không vì cái gì khác đích, tự vì triệt để che đậy mình và thiên hay tiên tử khí tức. Từ tại thiên tôn lĩnh đỉnh thấy tận mắt thức qua cái kia khổng lồ thất sát trận về sau, tiêu phàm liền ý thức được, mặc kệ mình và thiên hay tiên tử như hà dịch cho giả dạng, kỳ thật đều không an toàn. Thôi ma giới thuật sư, tiêu chuẩn độ cao, tuyệt đối vượt ra khỏi hắn trước kia đoán trước. Vô cực môn thuật pháp tuy đứng đầu, lãnh tụ bầy luân, làm gì được hắn hiện tại tu vi có lẽ hay là quá thấp, đối với thiên nhân tương, lĩnh ngộ chỉ dừng lại ở đệ tứ trọng, mặc dù đối với đệ ngũ trọng nội dung đã muốn xem rõ con đường, nếu muốn chính thức đột phá, còn kém điểm hỏa hậu. Nếu có một gã tu vi tại phía xa hắn phía trên thuật sư tự mình xem bói, không nói đối với hành tung của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, tổng cũng có thể rõ thám biết một hai. Tiêu phàm tin tưởng, nguyên linh thành hộ thành đại trận, nhất định có thể triệt để che đậy đối phương thuật sư đối với bọn họ xem bói điều tra. Nguyên linh dạy vu linh thuật, đại danh đỉnh đỉnh, hắn thần bí chỗ, không chút nào tại xem bói thuật phía dưới đỉnh cấp linh vô cùng đỉnh cấp thuật sư đấu pháp từ trước đều là khó phân cao thấp nguyên linh thành với tư cách linh tộc đô thành hộ thành đại trận nhất định có ngăn cách xem bói thuật điều tra che đậy thiên cơ công hiệu quả nhiên tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử tiến nguyên linh thành không biết bao nhiêu ngàn dặm bên ngoài mật thất dưới đất bên trong tóc trắng đại trưởng lão lại một lần nữa mở mắt ra nghi hoặc mà nhìn trong tay mai rùa liếc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và thấy chẳng lẽ đi nguyên linh dậy địa bàn tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử tại nguyên linh thành chờ đợi vài ngày tiêu phàm chạy vài cửa tiệm phố rốt cuộc tìm được dùng chung vu linh phù loại này vu linh phù không có tác dụng khác đó là có thể đủ che đậy trên người bọn họ thiên cơ chi lực lại để cho xem bói thuật sư rất khó bằng vào xem bói thuật tìm được tung tích của bọn hắn tìm được những này vu linh phù tiêu phàm không nữa một lát trì hoán cùng thiên hay tiên tử cùng một chỗ đi thẳng đến thành nam truyền tống đại điện với tư cách linh tộc đô thành Nguyên linh thành tất cả lớn nhỏ truyền tống trận có trên trăm cái nhiều, liên thông lấy chừng khác nhau tất cả tòa thành thị. Nửa ngày sau, Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên tử thân ảnh biến mất tại truyền tống trận màu ngà sữa màn sáng bên trong. Chương 1089 siêu hồn. Triệu Quốc cố nhiên là Nam Châu đại lục nhất đảng đại quốc, cũng là nhất đảng cường quốc, Khanh Vân Châu dù sao đã muốn ở vào Triệu Quốc biên tùy, lại là cùng Tề Quốc giáp dưới chỗ. Vì vậy Khanh Vân Châu phồn hoa, xa không bằng đều xa thành nhưng tương đối địa phương khác châu thành mà nói, Khanh Vân Thành quy mô có lẽ hay là rất không loại nhỏ tiểu nhân. Thiên hay cung là Khanh Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất đại tông. 30 năm trước là như thế này, 30 năm hậu, như trước vẫn là như vậy. Tuy nhiên đã muốn thay đổi cung chủ, cũng sửa lại quy củ, lại không đổi được sự thật này. 30 năm trước, thiên hay cung cao thủ nhiều như mây, qua nguyên anh tu sĩ thì có 7-8 vị nhiều, cung chủ thiên hay phu nhân càng là hậu kỳ đại tu sĩ, uy trấn triệu quốc Tây Nam Biên Thùy. Hôm nay cung chủ đã sớm thay đổi, nhưng chú đóng ở thiên hay trong nội cung nguyên anh cao thủ cũng không ít. Chỉ có điều, không còn là thuần một sắc nữ tử, nhiều hơn không ít nam xây. Những này nam xây, nhưng không phải là cái gì tà ma ngoại đạo, mà là nghiêm túc chính đạo tu sĩ, chính đạo thập đại tông môn một trong hạo thiên tông môn nhân. Mà ngay cả hiện tại thiên hay cung chủ cũng là hạo thiên tông tần trưởng lão song tu bầu bạn, Thiên Hay Cung đã muốn chính thức cùng Hạo Thiên Tông kết minh, trở thành Hạo Thiên Tông minh hiếu. Tần trưởng lão hòa hảo mấy vị đồng môn sư huynh đệ, đã thành Thiên Hay Cung nữ xây nhập màn chi tân. Tương đối mà nói, hôm nay Thiên Hay Cung, sau Thiên Hay Tiên Tử chủ trì thời điểm càng thêm nóng náo. Bất quá Thiên Hay Cung tại Khanh Vân thành danh dự, đã có thể không có thể tốt như vậy nếu tương đương. Thiên Hay Tiên Tử lo liệu việc nhà thời điểm, Thiên Hay Cung nữ tu cầm giới tinh nghiêm, mặt lạnh lạnh tâm, ăn nói có ý tứ. Cái đó tượng như bây giờ, cả thiên hay cung quả thực thành nam nữ hoan ái, dấu ô nạp cấu chỗ. Khanh vân thành những tông phái khác, trong miệng không nói, sau lưng đã sớm đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Không biết như thế nào cười nhạo. Mà ngay cả thiên hay tiên tử cũng chưa từng nghĩ đến, thiên hay cung sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nàng cũng đã không sai biệt lắm có gần 30 năm chưa từng trở lại khanh vân thành liễu tương đương kết quả vừa về đến tự chứng kiến tình hình như vậy. Thiên hay cung nữ đệ tử, tại trên đường cái công nhiên cùng hạo thiên tông nam xây ra song nhập đúng. Nói cười yên yến, cái kia hạo thiên tông nam xây, thậm chí trước mặt mọi người động thủ động cước, trêu chọc không thôi. Và loài, thiên hay tiên tử khuôn mặt như xương, theo trong cái răng tué ra như vậy hai chữ đến. Và người thật sự là thiên hay cung đệ tử sao? Chứng kiến phía trước cái kia cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp diễm lệ nữ tu, Tiêu Phàm nhịn không được có vài phần hoài nghi. Cùng Thiên Hay Tiên tử đánh cho cái này hồi lâu quan hệ, ngàn dặm đồng hành, sớm thành thói quen nàng cái kia lạnh như băng tính tình, trong khoảng thời gian ngắn. Thật sự có chút trở lại thẫn thờ. Và sai, nàng là ngô sư muội đệ tử, họ thân, lúc trước ngược lại rất được quy củ, không nghĩ tới hiện tại biến thành cái dạng này. Thiên Hay Tiên tử phá lệ nhiều lời mấy chữ. Và sư muội chính là hiện giữ Thiên Hay cung chủ. Có quan hệ thiên hay cung hiện nay tình hình, tự nhiên là tiến thành liền đánh nghe rõ ràng đích. Và nhâm thiên hay cung chủ là ta." Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra. Tiêu phàm mỉm cười, không có lên tiếng. Vị kia cao điệu thân tính nữ tu cùng nàng vị kia càng cao hơn điều bầu bạn hiển nhiên nằm mơ cũng không ngờ rằng, bọn hắn cao điệu, thanh tú ân ái, hành vi, vì chính mình đưa tới phiền toái rất lớn. Hai người trực tiếp tiến vào trong thành một nhà quy mô rất lớn cửa hàng với tư cách thiên hay cung hiện giữ ngoại sự đệ tử, thân tính nữ tu là trong thành phường thị khách quen. Hơn nữa tại không ít cửa hàng trung đô có phần có thân phận hưởng thụ chính là đẳng cấp cao nhất khách quý đãi ngộ. Thân tính nữ tu cùng vị kia cao điệu bầu bạn tựa hồ rất hưởng thụ những này cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị nịnh nọt, không có việc gì tự đi ra đi bộ đi bộ. Bọn hắn thích nhất đi đúng là hòa nhã ký. Hòa nhã ký tuy nhiên chưa nói tới là khanh vân thành lớn nhất cửa hàng, lại cùng thiên hay cung hợp tác nhiều năm. Thiên hay cung có hơn phân nửa tài liệu vật phẩm đều là do Hòa Nhã ký cung cấp đích. Nhớ ngày đó, thân tính nữ tu bất quá là một gã bình thường đệ tử, chỉ có đi theo sư phụ Các sư tỷ sau lưng, mới có tư cách bước vào Hòa Nhã ký, nội đường, nhìn qua rực rỡ muôn màu bảo vật ngẩn người. Ngay mở miệng nói chuyện tư cách đều không có, hôm nay biến hóa nhanh chóng, thành cung chủ thân tín. Chấp trưởng ngoại đường nhiều loại công việc, lập tức nhảy lên trở thành Hòa Nhã ký chỗ ngồi khách quý. Loại cảm giác này không phải bình thường tốt, thân tính nữ tu thường xuyên đến Hòa Nhã ký đến ngồi một chút thì đương nhiên liễu tương đương. Với tư cách Hòa Nhã ký đẳng cấp cao nhất khách quý, thân tính nữ tu đang cùng vui mừng ký, nội đường có một gian chuyên môn khách quý hiệp đàm thất, vì nàng một người chuẩn bị, thậm chí gian phòng này hiệp đàm thất phải do nàng mới có thể mở ra, ngay Hòa Nhã ký quản sự nhân viên đều mở không ra. Thân tính nữ tu cùng bạn lữ của nàng ngồi ở phòng khách quý trong phẩm lấy hòa nhã ký thượng đẳng nhất linh trà, dương dương tự đắc. Lần này nàng không phải đến mua sắm tài liệu đích, mà là tới bắt, hiếu kính, đối với nàng khách hàng lớn như vậy, hòa nhã ký hàng năm đều có không ít lệ kính. Đây cũng là phường thị gian quy định bất thành văn, tất cả mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt đích. Bằng không thì, Khanh Vân thành cửa hàng nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn tại ngươi tại đây nhập hàng. Hai người cười cười nói nói đích, cực kỳ thoải mái tự tại. Và nha, một tiếng, phòng khách quý phòng cửa bị đẩy ra. Và trưởng quầy, ồ, ngươi là ai? Thân tính nữ tu đặt chén trà xuống, đắn đo lấy rất yêu nhã mà đánh cho cái bắt chuyện, bỗng nhiên biến sắc, ngạc nhiên hỏi. Vào rõ ràng cũng là một nữ tử, không phải tác ngày cùng nàng liên hệ nhiều nhất hô trưởng quầy. Hơn nữa, người này cô gái áo đen nhìn về phía trên rất quen mặt, thực tế vẻ này khí chất, phi thường quen thuộc. Đây là... và chủ, thân tính nữ tu có thể được sư phụ tuyển vì ngoại sự đệ tử, đầu tự nhiên không ngu ngốc, chỉ có điều trong nháy mắt, cũng nhớ tới vị này giống như đã từng quen biết, người quen, rốt cuộc là ai. Trong chốc lát cả kinh trợn mắt há hốc mồm, toàn thân đều nhịn không được lạnh dung mà run rẩy lên, như hoa lúng đồng tiền đảo mắt trở nên so giấy còn tái nhợt. Và là ai? Nàng tên kia bầu bạn trước kia chưa thấy qua thiên hay tiên tử, trong khoảng thời gian ngắn, ở đâu có thể phục hồi tinh thần lại, một nhảy dựng lên, ống tay áo run lên, muốn tế ra bảo vật. Thiên hay tiên tử cũng không nhìn hắn cái nào, theo tay vung lên. Và, cái kia hạo thiên tông nam xây lập tức óc vỡ toang, hừ đều không hừ một tiếng, liền là giống một điều phá bao tải giống nhau, héo đốn trên mặt đất, máu tươi trôi đầy đất. Chính là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng dám ở thiên hay tiên tử trước mặt động thủ, quả thực tự là mình muốn chết. Và chủ tha mạng, vốn là lạnh dung không thôi thân tính nữ tu, rốt cuộc không kiên trì nổi, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống, gấp vội kêu lên. Cung chủ rõ ràng không chết, lại vẫn về tới Khanh Vân Thành. Đây là có chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu loạn thành hỗn loạn, ở đâu có thể bình thường tư duy rồi. Nhưng đại lực dập đầu, cầu khẩn tha mạng, tổng chắc là không biết sai đích. Thiên hay tiên tử không nhúc nhích chút nào, nhấc tay vừa nhấc, Thân tính nữ tu ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có, thân thể cùng một chỗ, liền hướng thiên hay tiên tử bay đi. Và chủ tha mạng, tha mạng a hát ta là bị buộc đích. Thân tính nữ tu sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài, có quan hệ bổn cung các loại đáng sợ tàn khốc hình phạt, nhanh chóng tại nàng trong óc xẹt qua, thiếu một ít liền hạ thể không khống chế. Thiên hay tiên tử tay trái chế trụ thân tính nữ tu, tay phải vừa nhấc, đặt tại nàng trên đỉnh đầu, lập tức thi triển ra siêu hồn phương pháp thân tính nữ tu vùng vẫy vài cái, liền là đã hôn mê, hai tay hai chân mềm nhũn mà rủ xuống xuống dưới, tai mũi khóe mắt miệng chung đô dò dỉ chảy xuôi ra máu đen, vốn là được coi là kiều diễm khuôn mặt, vặn vẹo thành một loại quỷ dị bộ dáng, có thể thấy được thống khổ đến cực điểm. Đối với mấy cái này phản đồ, thiên hai tiên tử không có chút nào thương cảm ý, hai mắt khép hờ, khuôn mặt như nước, không có nửa phần biểu lộ. Sau một lát, thiên hay tiên tử liền đem mềm làm một đoàn thân tính nữ tu vứt trên mặt đất, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, bắn ra hai luồng đậu xanh lớn nhỏ dược hoàn, phân biệt đánh vào thân tính nữ tu trên người cùng cái kia hạo thiên tông nam xây trên thi thể, đối với hai người nhìn cũng không nhìn liếc, trong chớp mắt phiêu nhiên đi ra cửa. Đợi đến chính thức hô trưởng quầy hấp tấp đi tới nơi này gian phòng khách quý lúc, lại phát hiện trong phòng rỗng tuếch, thân tính nữ tu cùng bạn lữ của nàng đều không thấy bóng dáng, không biết là nguyên nhân gì, bỗng nhiên rời đi, ngay lệ kính đều chưa từng nhận lấy. Hồ trưởng quầy không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng không có quá để ý. Có lẽ thiên hay cung xảy ra chuyện gì quan trọng hơn đại sự A, vội vã chạy trở về. Khanh Vân thành Tây Bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, là một mảng lớn không ngớt không rứt dãy núi. Không ít ngọn núi cao vút trong mây. Nhiều năm trước, cái này tấm không ngớt không rứt núi lớn, cũng là yêu thú phổn diễn sinh sống thiên đường, trong đó không thiếu tu vi cường đại yêu thú. Theo các tu sĩ Lạm Bộ Lạm Sát, trong sơn mạch yêu thú rốt cuộc bị bắt giết được sạch bong, chỉ còn lại có một ít sức sinh sản rất mạnh, thân mình lại không nhiều lắm giá trị cấp thấp yêu thú, có thể tại dãy núi ở chỗ sâu trong kéo dài hơi tàn. Từ nay về sau cái này tấm dãy núi là được vì đường bằng phẳng, đại thần thông tu sĩ tại sơn gian khai ra con đường, cung cấp phẩm tục thế nhân đám bọn họ tiến lên. Về phần tu chân giả tự nhiên là tại đám mây phi độn mà đi, ai cũng sẽ không khổ cực như vậy đi đi sơn gian con đường mặt trời lặn, sắc trời hướng muộn. Một đạo năm màu độn quang, tự xa xa đám mây hướng bên này kích xạ mà đến, phút chốc đã đến phụ cận, nhưng lại một ngũ sắc gấm điểu, mở ra hai cánh, chừng ba bốn trượng lớn nhỏ, hai cái thật dài lông đuôi kéo ở sau người, chừng dài bảy tám trượng, ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, diễm lệ đến cực điểm. Cái này gấm điểu chẳng những thân hình cực lớn, hơn nữa trên người tản ra không kém linh lực chấn động, không sai biệt lắm có cửu cấp đỉnh phong khí tức gấm điều trên lưng, song song đứng vững hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nam một thân áo vàng, ước chừng 40 tuổi cao thấp, dáng người cao ngất, mặt trắng vi tu, có thể nói là phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên người ẩn ẩn lộ ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ đáng sợ khí tức, tuy nhiên nhìn về phía trên khó khăn lắm tiến dai không lâu, khí tức so với tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn muốn thoảng qua cường đại vài phần. Khó trách người này mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên nữ tác chính là hắc y váy đen, trên mặt bao phủ một mảnh lụa đen, cùng với nói là che lấp chính mình diện mục, không bằng nói là nào đó vật phẩm trang sức. Thật sự cái này lụa đen quá trong suốt rồi, thông qua lụa đen, có thể rõ ràng mà chứng kiến nữ tử xinh đẹp tuyệt trần dung nhan. Một đôi mắt sách, ngập nước đích, trời sinh lộ ra một cổ mỹ ý. Tuy nhiên cô gái áo đen hết sức giả trang ra một bộ lạnh lùng thần sắc, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được mỹ ý trời sinh làm cho người ta nhìn về phía trên chẳng những không sợ hãi chút nào ý, ngược lại sinh ra vài phần chinh phục sao dấu lớn. Theo cái này trên người cô gái linh lực chấn động đến xem, cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, hơn nữa đã muốn đạt đến tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân trung kỳ cảnh giới. Hai người song song đứng ở gấm điều trên lưng, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một đôi lời, hướng Khanh Vân Thành kích bắn đi, không có chút nào để phòng ý chương 1090 Hạo Dương Lôi Châu. Bỗng nhiên ở phía trong, năm màu gấm điểu ngẩng đầu lên sọ, một tiếng cao vút ngao, hai cánh khẽ vỗ, dừng lại thân thể. Và chuyện gì? Váy đen nữ tử một tiếng quát, hai hàng lông mày dương bắt đầu đứng dậy. Và sao người, dám ám toán tô mỗ, cút ra đây cho ta. Cùng lúc đó, cùng nàng sóng vai mà đứng cái kia tên anh Tuấn Nam tử một tiếng quát lớn, ống tay áo run lên, một mặt trói cổ kính bắn ra, đảo mắt hóa thành hai thước lớn nhỏ, ngăn cản trước người, vốn là chấn định nho nhã sắc mặt, dĩ nhiên trở nên tái nhợt. Váy đen nữ tử nhẹ nhàng hít một hơi, thủ đoạn một phen, trắng noãn trong lòng bàn tay, nhiều hơn một chuôi chật vật trường nguyễn kiếm, mặt mũi tràn đầy tập trung tư tưởng suy nghĩ vẻ đề phòng. Và vị nào đạo hữu ở chỗ này cùng ta hay nói giỡn? Thiếp thân ngô hà, chính là thiên hay cung cung chủ, giá xương hữu lễ rồi. Và hay cung cung chủ, là ai truyền cho ngươi hay sao? Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một thân hắc y váy đen thiên hay tiên tử tại cách đó không xa trong đám mây hiện thân ra, lạnh lùng như băng. Và tỷ, váy đen nữ tử cái này cả kinh không giống tiểu khả, mãnh liệt mà mở to hai mắt nhìn, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Và thiếu thiệt thòi, ngươi còn nhận ra ta. Thiên hay tiên tử ánh mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng ngô hà, thanh âm càng thêm lạnh như băng đích, không mang theo chút nào tình cảm ấm áp đang cùng vui mừng ký bị diệt sát cái kia thân tính như tu, đúng vậy ngô hà đệ tử truyền. Thiên hay tiên tử thủ hạ hào bất xung tình, tự nhiên đối với vị này sư muội cũng sẽ không còn có nửa phần hương khói chi tình. Chỉ ở trong nháy mắt, ngô hà trơn bóng cái chán liền hiện đầy mồ hôi lạnh, trong tay nắm thật chặt nguyễn kiếm, cũng tại nhẹ nhàng run rẩy thậm chí liền thân tử đô tại nhịn không được phát run, xinh đẹp mắt xếch ở bên trong, tràn đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Và tỷ, ta, ta cũng không có phản bội ngươi, không có khi sư diệt tổ, ta, ta làm như vậy, là vì trong nội cung đệ tử, là vì chúng ta, vì chúng ta thiên hay cung có thể tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Tổ sư cũng truyền thừa hương khói, quyết không thể cứ như vậy đoạn tuyệt, người nói có đúng hay không? Có phải là A Hát, sư tỷ? Ngô Hà Jun không ngừng, một bên run một bên không ngừng biện giải cho mình. Cái này ảo thuật như thế nào biến thành, thật sự là làm không rõ ràng bất quá chính là đi bằng hữu cái kia phó cái yến, rất vui sướng một chuyện. Như thế nào trong nháy tự biến thành như vậy? Từ ngồi trên thiên hay cung cung chủ cái này bảo tọa đến nay, Ngô Hà trong mỗi ngày sợ nhất đúng là phát sinh dưới mắt loại tình hình này. Với tư cách thiên hay tiên tử đồng môn sư muội đối với vị sư tỷ này thủ đoạn cùng tàn nhẫn, nàng biết được đắc so bất luận kẻ nào đều càng thêm tinh tường. Thiên hay tiên tử tuyệt sẽ không tha thứ bất luận cái gì một gã phản đồ. Đây là Thiên hay Tiên tử tính cách, cũng là Thiên hay cung quy củ. Thiết quy củ, chỉ có điều tại Thiên hay tiên tử xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Ngô Hà thật sự là khống chế không nổi chính mình, kìm lòng không được đã nghĩ cầu xin tha thứ. T R U E N C U A T U I N E T và rồi. Đồng hành Tô Tính tu sĩ một tiếng quát chói tai. Và nàng làm chi, không có trường người khác trí khí diệt uy phong mình. Thiên hay tiên tử lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên quét tới, đã rơi vào trên mặt của hắn. Lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Và hắc, thiên hay phu nhân thật đúng là quý nhân hay quên sự tình A Hát, tại hạ Tô Thiên Phong, hạo thiên tông ngoại đường trưởng lão. Đã từng đuổi giết qua ngươi, ngươi nhanh như vậy tự quên rồi sao? Tô Thiên Phong nghiêm nghị không sợ, lạnh lùng nói ra. Trước người này mặt cực lớn gương đồng lóng lánh lấy huyễn lệ sáng giỏi, xem xét cũng biết là kiện tốt bảo vật, và, và năm đó đuổi giết qua ta đích, không có một ngàn cũng có tám trăm. Người nhiều nhất chính là trùng trồng núp ở phía sau bên cạnh phất cờ hò gieo tiểu nhân vật mà thôi, nếu không, ngươi làm sao có thể sống đến hôm nay. Thiên hay tiên tử liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, mặt mũi tràn đầy đều đều là vẻ khinh thường. Và, Tô Thiên Phong lập tức chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cứ việc hắn nhìn về phía trên mặt mũi tràn đầy không cam lòng vẻ, lại cũng không khỏi không trong lòng thừa nhận thiên hay tiên tử nói được kỳ thật rất có đạo lý cái gọi là năm đó đã từng đuổi giết hôm khác hay tiên tử quả thật là xa xa núp ở phía sau bên cạnh phất cờ hò reo một phen dùng hắn lúc ấy nguyên anh sơ kỳ tu vi cho dù muốn muốn đuổi kịp đi cùng thiên hay tiên tử thuộc hạ thấy cái thực trương thiên hay tiên tử cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự đuổi không kịp nếu như hắn thật sự đuổi theo rồi chỉ sợ cũng chính như thiên hay tiên tử nói, sớm đã vẫn lạc mà vong, làm sao có thể sống đến hiện tại. Và đám bọn họ hạo thiên tông người, tại ta thiên hay cung làm mưa làm gió, khi nhục ta thiên hay cung đệ tử, cả đám đều đáng chết. Thiên hay tiên tử thanh âm càng thêm lạnh như băng. Và, tô thiên phong lại không trần chờ mãnh liệt một dậm chân, thân thể sau này bay vút mà đi. Cứ việc trước đó không lâu hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ thành công, pháp lực đại tiến, lại vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào không thể nào là một gã thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ đối thủ. Ở chỗ này cứng đối cứng cùng thiên hai tiên tử giao thủ, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tô Thiên Phong một bên phi tốc lui về phía sau, một bên ống tay áo run run, vung ra một ánh vàng rực rỡ ngàn dặm truyền âm phù. Kỳ quái chính là, thiên hai tiên tử cũng không đuổi tới, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, không có nửa điểm muốn truy ý tứ giết hắn. Tô Thiên Phong một lòng ngược lại trầm xuống. Và, truyền âm phù trên không trung bộc phát ra chói mắt sáng bóng, cũng không có như dĩ vãng đồng dạng, trực tiếp hướng xa xa bay đi, ngược lại hào quang lóe lên về sau, liền dần dần dập tắt, lần nữa hóa thành nhất trương phù lục, cũng đã linh khí hao hết, trở nên ảm đạm vô quang. Ngàn dặm truyền âm phù vậy mà phát không xuất ra đi. Và tốt, là ảo trận. Cái này Tô Thiên Phong có thể được hạo thiên tông phái đến thiên hay cung đến cùng Ngô Hà song tu, trên thực tế chủ trì thiên hay cung lớn nhỏ sự vụ, tự nhiên cũng là có bản lĩnh đích. Ít nhất tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tương đối đắc trong tông đại lão coi trọng. Nếu không, hạo thiên tông gần trăm nguyên anh tu sĩ, dựa vào cái gì lại để cho hắn đến nơi đây ngồi ủng sắc đẹp, làm mưa làm gió. Và Tô Thiên Phong hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay ánh vàng rực rỡ cổ kính nhoáng một cái, một đạo kim sắc thiên lôi bỗng nhiên tại cổ trong kính biến ảo thành hình, ẩm ẩm hướng cách đó không xa hư không đánh ra. Đúng vậy hạo thiên tông dựa vào đưa thân chính đạo thập đại tông môn, uy chấn thiên hạ hả hạo dương thần lôi. Và mà một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa mảng lớn mây mù một hồi kịch liệt chấn động, thoảng qua vặn vẹo vài cái, lại tức khôi phục bình tĩnh. Cái này đương lúc, sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, nương tay chân nhũn ra ngô hà cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, bất chấp sợ hãi, chân bữa tiếp theo, trong miệng phát ra một tiếng quát. Và nhi, nàng dưới chân đầu kia năm màu gấm điểu, ngửa mặt lên trời ngao một tiếng, một thân huyến lệ lông vũ bỗng nhiên trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, huyến hóa ra một đoàn năm màu quang mang, muốn xé rách hư không, phá vỡ cái này ảo trận. Liền vào lúc này, một tiếng thâm trầm ngao bỗng nhiên vang lên, cái này thanh âm ngao bên trong tràn đầy uy áp khí, phảng phất bách điểu chi vương bỗng nhiên hàng lâm đang tại xúc thế năm màu gấm điểu một tiếng gào thét, toàn thân hào quang lập tức ảm đạm xuống dưới, trong mắt lộ ra cực độ sợ hãi ý. Trong hư không, một đầu năm sáu trượng chi cự màu trắng cốt điểu, bỗng nhiên hiện thân ra, cốt điểu trên lưng, đứng ở một gã áo trắng áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, dưới cao nhìn xuống nhìn qua của bọn hắn. Và là vật gì? Ngô Hà chấn động, gắt gao nhìn thẳng này đầu màu trắng cốt điểu. Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc cụ thiên cầm khung xương, không cần phân biệt, liếc có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng Ngô Hà cũng liếc có thể nhìn ra được, này đầu thiên cầm khung xương, cảm giác không tầm thường, nàng vậy mà tại đây khung xương trên người cảm nhận được một cổ bừng bừng sinh cơ. Này là khung xương hay sống đích? Đây là một đầu sống sờ sờ cốt điểu. Hơn nữa từ nơi này cốt thân chim thượng linh lực chấn động có thể cảm ứng được đến, cái này cốt điểu thậm chí có nguyên anh kỳ tu vi cảnh giới, thậm chí so bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn muốn hơn một chút bộ dạng dù là Ngô Hà Thân là nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, như vậy vật cổ quái, cũng có lẽ hay là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, này đầu cốt điều năm đó nhất định không thể tầm thường so sánh, chính là thiên cầm chi vương. Nếu không, Ngô Hà năm màu gấm điều coi như là dị chủng rồi, làm sao có thể bị cái này cốt điều ngạnh xanh xanh sợ tới mức gân xốp giòn cốt mềm, động cũng không dám động. Lại càng không nói thì triển hắn xé rách hư không, phá giải ảo trận thiên phú thần thông liễu tương đương. Chỉ có điều cái này đương lúc, Ngô Hà tự nhiên không rảnh đi nghiên cứu đây là quái thú gì, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn trời hay tiên tử, kêu lên, sư tỷ người muốn như thế nào? Ta, ta trên danh nghĩa là thiên hay cung cung chủ, trên thực tế trong nội cung sự tình đều là hắn tại làm chủ đích, ta chính là cái khôi lỗi. Nói xong, thân thủ chỉ hướng cách đó không xa Tô Thiên Phong. Và đàn bà, Tô Thiên Phong một tiếng gầm lên, ống tay áo run lên, một khỏa kim chói nắm đấm lớn trâu bắn ra, ở giữa không trung quay tròn chuyển động, biểu hiện ra kim quang chói mắt chói mắt. Và ngàn phong, người muốn làm gì? Vừa thấy được cái này khỏa màu vàng trâu, ngô hà sắc mặt đột biến, phảng phất đã gặp quỷ giống nhau, hét dầm lên, trên cổ gân xanh bạo khiêu, dường như so nhìn thấy thiên hay tiên tử thời điểm càng thêm sợ hãi, dưới chân vừa chợt liền hướng xa xa kích bắn đi, một lát đều không dám dừng lại. Và nữ, cho người kiến thức kiến thức ta hạo thiên tông hạo dương lôi châu lợi hại. Tô Thiên Phong cũng không để ý tới hội ngô hà, gắt gao nhìn thẳng thiên hay tiên tử, nhe răng cười lấy kêu lên. Về phần đột ngột hiện thân tiêu phàm cùng cái kia đầu cổ quái cốt điểu, Tô Thiên Phong cũng chỉ là một chút nhìn quét, liền không hề để ở trong lòng. Chính là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tung tính toán có một đầu đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cổ quái cốt điều tương trợ, cũng không đáng để lo thiên hay tiên tử mới là sinh tử đại địch. Chỉ có đánh lui cái này yêu nữ, mình mới có một tuyến sinh cơ. Lập tức Tô Thiên Phong không chút do dự thả ra chính mình mạnh nhất đòn sát thủ, Hạo Dương Lôi Châu. Cái này Hạo Dương Lôi Châu là Hạo Thiên Tông năm gần đây mới nghiên chế ra đích, tham khảo ly hỏa tông ly hỏa luyện chế phương pháp. Nam Châu đại lục thế lực lớn nhất chính đạo Tông Môn, trước sau như một có nhiều chủng trồng, bài danh, nếu như sắp xếp chính đạo thập đại Tông Lời mà nói, ly hỏa tông thân mình công pháp cũng không xuất sắc, không nhất định có thể xếp đắc đi vào. Nếu như là sắp xếp 12 đại tông môn, ly hỏa tông lại có thể trên bảng nổi danh. Thì ra là, ly hỏa tông tung tính toán không phải mạnh nhất chính đạo thập đại tông một trong, ít nhất cũng là chính đạo thập đại tông bên ngoài thực lực mạnh nhất tông môn liễu tương đương. Ly hỏa lại càng nổi tiếng xa gần siêu cấp lớn sát khí. Nhiều năm qua, Hạo Thiên Tông một mực đều đang bí mật phỏng chế ly hỏa. Đương nhiên, ly hỏa luyện chế tài liệu là ly hỏa tinh viêm, mà hạo dương lôi châu luyện chế tài liệu thì là hạo dương thần lôi. Hai người hơi có khác nhau, uy năng thượng cũng rất là bất đồng. Hạo dương thần lôi tự nhiên vẫn không thể cùng ly hỏa đánh đồng, nhưng cũng là rất khó lường đòn sát thủ liếu tương đương. Mắt thấy tình hình nguy cấp, Tô Thiên Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, vừa ra tay liền đem cái này mạnh nhất pháp bảo thanh toán đi ra. Trường 1091 bắt, và ngàn phong, người muốn hại chết chính người sao? Ngô Hà vẫn còn thét lên. Và hắc, ta chỉ là muốn xử lý yêu nữ này, còn ngươi nữa cái này sợ chết đồ đê tiện. Tô Thiên Phong giữ tợn vừa cười vừa nói, tay trái niết quyết, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết hướng ánh vàng rực rỡ Hạo Dương Lôi Châu ở phía trong bay đi. Hạo Dương Lôi Châu trở nên càng thêm chói mắt sáng chói, làm cho người hoàn toàn không dám nhìn gần. Thiên hay tiên tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có động tác khác, phảng phất trước mắt Tô Thiên Phong cùng ánh vàng rực rỡ hạo dương lôi châu đều là hư vô đích. Thậm chí, tại trói mắt kim dưới ánh sáng, mấy ngày liền hai tiên tử bản thân đều có vẻ loáng thoáng, tựa hồ cũng là hư vô đích. Tô Thiên Phong sớm được Hạo Dương Lôi Châu huyễn hóa ra kim quang mê hoặc hai mắt, ở đâu còn có thể chú ý tới những chi tiết này. Và, Tô Thiên Phong một tiếng quát lớn, Hạo Dương Lôi Châu lượn vòng lấy, hướng lên trời hai tiên tử kích bắn đi lôi Châu mặt ngoài phát ra sáng bóng, thậm chí so bầu trời mặt trời còn muốn sáng ngời. Và ngàn phong, coi chừng nàng ảo thuật, Ngô Hà lần nữa hét dầm lên. Thân là thiên hay tiên tử đồng môn sư muội Ngô Hà tuy nhiên tu vi xa không bằng thiên hay tiên ử, n in trời hay tiên tử nhiều loại thủ đoạn, vẫn có chỗ hiểu rõ đích. Đối mặt hạo dương lôi Châu, thiên hay tiên tử thức sự quá chấn định liếu tương đương. Tung tính toán nàng là hậu kỳ đại tu sĩ, đối mặt một gã trung kỳ tu sĩ tế ra đòn sát thủ, cũng không nên như thế nắm đại. trong lúc này khẳng định có lừa dối. chỉ tiếc lúc này nhắc nhở đã muốn quá muộn. ngay tại hạo dương lôi châu bắn tới thiên hai tiên tử trước mắt thời điểm, hắc y váy đen thiên hai tiên tử bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi tung tích, tại trong hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. trong hư không một hồi vần nước loại vặn vẹo, thậm chí ngay kích xả tới hạo dương lôi châu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. thật giống như hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không tồn tại tựa như và khả năng bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy loại này kỳ quái tình hình dù là tô thiên phong kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đắc ngây dại há to miệng sau nửa ngày trở lại thẫn thờ ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh hướng mọi nơi thoáng nhìn thậm chí ngay cả ngô hà cùng nàng năm màu gấm điều cùng với tiêu phàm cùng hắn ngồi xuống cốt điều đều không thấy bóng dáng chẳng lẽ vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác lập tức Tô Thiên Phong trong nội tâm xuất hiện như vậy nghi kỵ. Bất quá lập tức, hắn tự chính mình không nhận, chối bỏ cái này ngờ vực vô căn cứ, ít nhất Ngô Hà không phải là ảo giác, cái kia là chân thật tồn tại đích. Hơn nữa, hoàn toàn ảo giác không có khả năng giấu giếm được hắn thần niệm chi lực. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng điều tra đến thiên hay tiên tử hóa tiêu phàm thậm chí đầu kia cổ quái cốt thân chim thượng tản mát ra linh lực chấn động. Ảo thuật lại thần kỳ, có thể giấu giếm được mắt của hắn con mắt lại như thế nào giấu giếm được hắn thần niệm chi lực điều đó không có khả năng nhưng mà dưới mắt lại cũng không phải truy cứu những điều này thời điểm sau một khắc tô thiên phong bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức hơn nữa cổ hơi thở này là quen thuộc như vậy tô thiên phong mãnh liệt xoay người lại bỗng dưng chừng lớn hai mắt lộ ra tuyệt đối không dám in tê ẩn sắc dĩ nhiên là hạo dương lôi châu cái này mạnh nhất đòn sát thủ không biết tại sao lại nhớ tới trước người của hắn hơn nữa vầng sáng trương mắt và gian thần thông tô thiên phong trong tiếng thét chói tai chỉ tới kịp đêm này mặt phong cách cổ xưa gương đồng dựng thẳng trước người liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiếng sét đánh chung vô số kim lóng lánh lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo liệt mà mở trong khoảng khắc tô thiên phong liền bị ngàn vạn lôi điện cái bọc trong đó hãm thân vu lôi trong nước bốn phía hư không một hồi kịch liệt chấn động, rốt cục ngăn cản không nổi, từng mảnh vỡ vụn. Cái này ảo trận bị hạo dương lôi châu ngạnh xanh xanh phá vỡ liễu tương đương. Và, lôi trong nước bắn ra một đạo đen nhánh bóng người, đúng vậy Tô Thiên Phong. Chỉ có điều giờ phút này Tô Thiên Phong, sớm đã không còn là vừa rồi Ngọc Thụ Lăng Phong. Khí vũ hiên ngang một cung đứng đầu, mà là toàn thân ngăm đen, mùi cháy khét lẹt bốn phía, trên người rách ngước, thủ đoạn một cước đã muốn biến mất không thấy gì nữa, trong tay này mặt gương đồng lại càng chia năm xẻ bảy cũng trở thành tối như mực một mảnh, không tiếp tục nửa phần linh khí. Điều này cũng làm cho bởi vì Tô Thiên Phong vốn là hạo thiên tông trưởng lão, tu luyện hạo dương thần lôi mấy trăm năm, đối với hạo dương thần lôi chống cự chi lực rất mạnh, đổi lại bất luận cái gì một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại hạo dương lôi châu khoảng cách gần như vậy oanh kích phía dưới, sớm đã hóa thành cho bụi, hài cốt không còn liếu tương đương. Hạo Thiên Tông nghiên cứu mấy trăm năm lâu mới làm ra tới đòn sát thủ, há lại bình thường. Nếu như không phải Tô Thiên Phong hào không phòng bị chui vào thiên hay tiên tử trước đó bố trí tốt huyễn trong trận, tung tính toán thiên hay tiên tử là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể như hế tê oải mái mà đánh bại Tô Thiên Phong. Tô Thiên Phong từ khi lôi trong nước bắn ra, nửa phần đều không ngừng lưu, kêu to một tiếng, không trọn vẹn không được đầy đủ thân hình hóa thành một đạo hắc mang, tự hướng tây bắc phương hướng kích xạ mà đi và muốn đi. Hừ lạnh một tiếng, thiên hay tiên tử đột nhiên từ trong hư không hiện thân ra, nhấc tay vừa nhấc, một cổ kỳ hàn thấu xương đóng băng chi lực, đập vào mặt. Cái này đương lúc, Tô Thiên Phong thân chịu trọng thương, bổn mạng pháp bảo lại càng hủy đắc không thể lại hủy, đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ ra tay một kích, thật sự là đã không có kháng cự chi lực. Và nữ, khinh người quá đáng. Tô Thiên Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, trong mắt tuyệt vọng thoáng qua biến thành cực độ hung lệ khí. Và, lại là một tiếng vang thật lớn. Xét đánh ngàn vạn, Tô Thiên Phong không chọn vẹn không được đầy đủ thân hình lăng không nổ nát bấy, vang khắp nơi nếu không phải huyết nhục, mà là từng đạo vừa thô vừa to màu vàng hồ quang điện. Trong nháy mắt này, Tô Thiên Phong tự bảo thân hình, đem khổng lồ tinh khí bản nguyên đều hóa thành lôi điện chi lực, hướng lên trời hay tiên tử đón đánh mà đi một đạo vài tắc cao màu và nguyên anh theo nổ nát bấy thân thể bên trong bắn ra, một chút vặn vẹo, liền đã ở mấy trượng bên ngoài. Cái này Tô Thiên Phong cũng có thể nói là cái hung ác nhân vật, tự bạo thân thể không chút do dự, nguyên anh cũng đã sớm nghĩ kỹ đường lui, hào không kinh hoàng vừa vừa ly khai thân thể liền là thi triển ra thuấn di chi thuật. Và chút tài mọn, thiên hay tiên tử trong mắt sạch bong lóe lên, miệng anh đào nhỏ mãnh liệt một cổ trắng xóa xương mù thẳng bắn ra. Trong khoảnh khắc, cái này khẩu xương mù liền hóa thành đầy trời băng xương, hướng cấp cấp bỏ chạy Tô Thiên Phong Nguyên Anh bao phủ mà xuống. Vốn là chính đang thi triển thuấn di chi thuật Nguyên Anh tiểu nhân, phảng phất thoáng cái đưa thân vào lầy lội trong ao đầm, động tác lập tức trở nên kỳ chậm vô cùng. Và, đầy trời băng xương phô thiên cái địa loại cháo xuống dưới, Nguyên Anh trong mắt sốt cục lộ ra sợ hãi gần chết thần sắc. Há mồm kêu to lên. Và tử tha mạng, tha mạng, tại hạ nguyện ý đầu hàng mắt thấy không may mắn, Tô Thiên Phong Nguyên Anh rốt cuộc bất chấp rụt rè. Gấp vội kêu lên, trong nháy tiếng kêu thảm thiết kiết nhiên nhi chỉ, vài tấc cao màu vàng Nguyên Anh liền bị đống kết tại băng xương bên trong, hóa thành một tòa cực kỳ tinh xảo băng điêu, vẫn nghẹn họng nhìn chân chối, kinh sợ nảy ra. Thiên hay tiên tử cử động tay khẽ vẫy, lập tức đem cái kia đông lại Nguyên Anh thu trở về, tố tay vừa lột, băng điêu, liền không thấy bóng dáng. Đường đường một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão. Thiên hay cùng chính thức một cung đứng đầu, cứ như vậy bị tiêu diệt. Đây hết thảy, Ngô Hà đều không đi chú ý. Nàng không có thời gian. Tại ảo trận bị Hạo Dương lôi châu anh mở lập tức, Ngô Hà không hề nghĩ ngợi, dưới chân pháp lực mãnh liệt rót vào năm màu gấm điểu trong cơ thể, cái kia gấm điểu lập tức trong mắt sạch bong đại phóng, toàn thân khí tức bỗng nhiên mãnh liệt trướng, hai cánh mở ra, ngao một tiếng. Liền hướng Khanh Vân thành phương hướng bỏ chạy cái này đương lúc, tự nhiên là trốn về Khanh Vân Thành đi bảo đảm nhất. Thiên hay cùng rất không dừng lại nàng cùng Tô Thiên Phong hai gã nguyên anh tu sĩ tỏa chấn. Nàng hôm nay cô đơn chiếc bóng, hướng mặt khác bất luận cái gì phương hướng đào tẩu, đều là tự tìm đường chết. Không xuất ra một lát, cũng sẽ bị thiên hay tiên tử đuổi theo. Duy chỉ có hướng khanh vân thành đào tẩu, thiên hay tiên tử cố kỵ phía dưới. Có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Chỉ có điều ngô hà lại quên, còn có một tiêu phàm, năm màu gấm điểu vừa mới vỗ cánh, lại mãnh liệt dừng lại thân hình, sợ hãi nảy ra mà tiêm minh một tiếng. Đầu kia cổ quái cốt điểu, không biết lúc nào bỗng nhiên lại ra hiện ở trước mặt nàng, đen nhánh hốc mắt ở chỗ sâu trong, hai luồng lam u u ngọn lửa, không ngừng nhảy lên lóe ra, có vẻ quỷ dị phi thường. Và, ngô hà khẩn trương, thủ đoạn một phen, một khỏa màu đen viên châu di động hiện ra, trong chốc lát một cổ cực kỳ nguy hiểm hỏa hệ khí tức, đập vào mặt và hòa đạn, một mực gợn sóng không sợ hãi Tiêu Phàm, trong mắt rốt cục hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thật sự không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Ly Hỏa. Lại không biết trừ chín nhưng vẫn mạnh khỏe. Tô Thiên Phong cùng Ngô Hà Đảo không hổ là một đôi đồng mệnh nguyên ương, hai người cứu mạng lợi khí, rõ ràng cũng như lần này tương tự, một người là tông môn luyện chế Hạo Dương Lôi Châu, cái khác trực tiếp móc ra Ly Hỏa, tuy nhiên trừ chín đã sớm cùng Tiêu Phàm nói qua không phải ly hỏa tông nguyên anh trưởng lão, mọi. Khác ngoại nhân đều khó có khả năng có được chính phẩm ly hỏa nhưng phỏng chế phẩm ly hỏa uy lực, tiêu phàm cũng thấy tận mắt thức qua. Ngô Hà Thân là thiên hay cung cung chủ, đường đường nguyên anh tu sĩ, trong lúc nguy cấp móc ra ly hỏa, tung xem như phỏng chế phẩm, uy lực cũng có thể so trừ chín phỏng chế phẩm càng tốt hơn mới đúng. Và nhưng nhận ra đây là ly hỏa, còn không mau mau mở ra. Ngô Hà âm thanh kêu lên, trên cổ gân xanh nổi lên nếu như không phải nàng cùng tiêu phàm khoảng cách thân cận quá, sợ hãi ly hỏa bạo tạc nổ tung về sau uy lực quá lớn, đem mình cũng liên quan đến đi vào, ngô hà sớm đã không chút do so dự đem cái này đòn sát thủ phóng ra. Cái này đương làm khẩu, bất luận cái gì một lát trì hoán, cũng có thể sinh tử cách. Tiêu phàm tự nở nụ cười, nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy ngô hà lời này cười đã. Bên kia mái hiên, Tô Thiên Phong đã muốn tự bạo thân thể. Và tử, Ngô Hà trong mắt tàn khốc lóe lên, rốt cuộc bất chấp gì khác, nghiến răng nghiến lợi mà mắng một tiếng, thủ đoạn run lên, muốn đem ly hỏa tế ra. Ai ngờ vừa lúc đó, nàng lại đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt, tựa hồ bị cái gì đó trói trói lại, lập tức liền mất đi hoạt động năng lực. Cái này cả kinh thật sao không giống tiểu khả. Ngô Hà vội vàng dùng sức một giấy kiếm được nhưng lại không chút sức mẻ. Ngay vội cúi đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đầu một số gần như trong suốt giây thường chăm chú quấn quanh tại trên người mình, như ẩn như hiện, không nhìn kỹ lời mà nói thật đúng là cái gì đều nhìn không tới. Dây thừng mặc dù mảnh, lại sự dẻo dai mười phần, đem nàng buộc chặt đắc nghiêm nghiêm thực thực, nửa phần đều dẫy ruộng không mở. Và đây là cái gì quỷ gì đó? Ngô Hà sợ tới mức hồn phi phách tán, khàn giọng kêu to lên, ngay vận mấy lần pháp lực, muốn giải khai cái này dây thường trói chặt, lại huyền như thạch chìm đại hải nhất loại, không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khốn tiên tác, và là điền long tác, tiêu phàm nhàn nhạt đáp, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh ra, lập tức phong bế ngô hà toàn thân chỗ hiểm huyệt đạo, rốt cuộc dẫy dụa không được. chương 1092 há nhưng lạm sát. Và là ai? Và chính là Kim Châu thành cái kia họ tiêu lang chung sao. Trong chốc lát, ngô hà mặt xám như cho, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, âm thanh kêu lên tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ra xem ra mô đạo hữu thật sự quyết tâm cùng với hạo thiên tông đồng xanh cộng tử rồi liền tại ở dưới danh tự cũng đã được nghe nói và nghe nói qua tên của ngươi có cái gì kỳ lạ quý hiếm hiện tại chỉ sợ cả nam châu đại lục chưa nghe nói qua ngươi danh tự người thật đúng là không nhiều lắm liễu tương đương lời này hơi có chút khoa trương hạo thiên tông treo giải thưởng tuy mê người nhưng nam châu đại lục thật sự quá lớn tung tính toán đêm tối đem huyền thưởng lệnh phát hướng các nơi, cho tới bây giờ, rơi vào tay địa phương cũng cực nhỏ. Hơn nữa treo giải thưởng một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cái này huyền thưởng lệnh đối tượng cũng nhất định là nguyên anh tu sĩ, nguyên anh phía dưới, biết rồi cũng vô dụng. Hơn nữa cho dù biết được cái này huyền thưởng lệnh, thực đương làm hồi sự tu sĩ đúng là vẫn còn số ít. Dù sao nhiều năm qua, cùng loại huyền thưởng lệnh thật sự quá nhiều, nhiều đến ký không đến chính thức tìm được treo giải thưởng người ít càng thêm ít giống nhau nguyên anh tu sĩ ai dám đi đánh thiên hay tiên tử chủ ý chỉ sợ cũng tính toán trên đường gặp cũng là có rất xa bỏ chạy rất xa tuyệt sẽ không thật sự nổi điên đi bắt nàng và hà người để cho ta rất thất vọng cái này đương lúc thiên hay tiên tử đã muốn thu tô thiên phong nguyên anh thân hình lóe lên đến ngô hà trước mặt lạnh lùng nói ra và không có biện pháp ngô hà gọi quát lên sắc mặt dữ tợn tựa hồ bất cứ giá nào liễu tương đương và không có phản bội ngươi cũng không có thực xin lỗi liệt tổ liệt tông ta chỉ là muốn lại để cho bọn tỉ muội nhiều sống sót mấy cái cái này có cái gì sai ngươi không tại chúng ta tìm ai đi ngô hà không quan tâm hướng về phía thiên hay thiên tử la to mặt mũi tràn đầy nước mắt và là lý do sao thiên hay tiên tử lạnh lùng hỏi và đương nhiên là lý do ta chỉ là muốn sống sót mà thôi cái này có cái gì sai bọn hắn chỉ cấp ta hai lựa chọn hoặc là sống hoặc là tử ta lựa chọn sống có cái gì sai ta lại không có hại người không có giết qua nhà mình tỉ muội ta chỉ là lại để cho tất cả mọi người sống sót chẳng lẽ sai lầm rồi sao và mà lại sống tạm bỡ khi sư diệt tổ người cãi lại cứng rắn ngạnh thiên hay tiên tử hư lạnh một tiếng tay phải vừa nhấc một trường hướng ngô hà đỉnh đầu đánh rơi ngô hà lớn tiếng thét lên nhắm mắt lại liền vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống trong khoảnh khắc đằng vân giá vụ hướng hơi nghiêng bay đi đồng thời người trước mắt ảnh lóe lên phanh một tiếng tiêu phàm duỗi ra tay phải cùng thiên hay tiên tử chạm nhau một trường một tiếng kêu đau đớn thân thể liền lùi lại bảy tám bước toàn thân lập tức hiện đầy băng xương sau một khắc tiêu phàm trên người lam mang lóe lên một cổ nóng bỏng tinh viêm chi lực bắn ra ra đem toàn thân băng xương hóa thành vô hình. Ngô Hà không khỏi ngây dại, nhất thời trở lại thẫn thờ. Và làm gì? Thiên hay tiên tử xinh đẹp mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói. Và nói đúng, nàng chỉ là muốn mạng sống, cũng không sai. Chỉ cần nàng không có sát hại nhà mình tỉ muội, không thể xem như khi sư diệt tổ, không thể dùng như vậy đắc tội tên lạm sát. Tiêu phàm quay mắt về phía thiên hay tiên tử, trầm giọng nói ra. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa ý. Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra, ta là Thiên hay cung chủ. Nàng là Thiên hay cung đệ tử, nàng phản bội ta, ta có thể giết nàng. Và ngươi không thể. Tiêu Phàm không chút do dự nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Và không có phản bội ngươi, nếu như nàng giết Thiên hay cung đệ tử, nàng trợ giúp Hạo Thiên Tông người đuổi giết ngươi, cái kia có thể nói là phản bội, ngươi xử tử nàng, nàng cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng nàng không có nàng chỉ là muốn sống sót lại để cho càng nhiều là thiên hay cung đệ tử sống sót đây tuyệt đối không tính sai và là ta thiên hay cung việc nhà không cần ngươi quan tâm tiêu phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi nói ra ta không phát hiện có thể mặc kệ nhưng là ta nhìn thấy rồi ta không thể mặc kệ đây chính là ta vì sao lại lý do của ngươi bởi vì ta cảm thấy ngươi đúng vậy thiên hay tiên tử hơi sững sờ cùng tiêu phàm cùng một chỗ lâu như vậy nàng sớm đã đem đây hết thảy coi như là đương nhiên, cảm thấy tiêu phàm giúp nàng là thiên kinh địa nghĩa đích, không còn có xâm nhập nghĩ tới tiêu phàm vì cái gì giúp nàng. Và là nguyên tắc của ta, nếu như về sau chúng ta muốn tiếp tục làm bằng hiếu, vậy thì mời ngươi tôn trọng nguyên tắc của ta. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, từng cái lời nói được rất rõ ràng, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Ngô Hà quả thực nghe ngây người. Nàng thật sự không nghĩ tới, tiêu phàm sẽ nói ra như vậy một phen đến. Tại nhận được Hạo Thiên Tông huyền thưởng lệnh thời điểm, Ngô Hà hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không như thế nào đem tiêu phàm để ở trong lòng. Cái kia huyền thưởng lệnh nhân vật chủ yếu, vẫn là thiên hay tiên tử. Hạo Thiên Tông hạo ngày môn mục tiêu trước sau như một, không có chút nào thay đổi. Tại tất cả mọi người trong mắt, tiêu phàm đều chỉ là một ngoài ý muốn. Cái này bỗng nhiên tại thiên hay tiên tử bên người xuất hiện chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ, Hạo Thiên Tông hạo ngày môn những kia đại nhân vật, không có người đưa hắn đương làm hồi sự. Quyền thưởng lệnh nâng lên đến hắn, đơn giản là nói cho mọi người, thiên hay tiên tử nhiều hơn như vậy một cái giúp đỡ. Nhưng tiêu phàm không có tiền thưởng. Vô luận là bắt được hắn có lẽ hay là giết chết hắn, hạo thiên tông hạo ngày môn không biết vì hắn tiền trả một khỏa linh thạch khen thưởng. Người này, bị triệt để trở thành thiên hay tiên tử nước phụ thuộc, nhiều nhất là một trung tâm sáng, có chút khó giải quyết tiểu người hầu. Thiên hay phu nhân quốc sắc thiên hương, lại tinh thông các loại mị hoặc chi thuật, cái này hậu sinh huyết khí phương cương, bị yêu nữ câu dẫn, rơi vào tầm bắn tên không thể tự thoát ra được, thật sự quá bình thường. Và những người khác đồng dạng, Ngô Hà cũng là như thế này đối đãi tiêu phàm đích. Cho dù nàng bị tiêu phàm xuất kỳ bất ý mà bắt, cũng không có thay đổi đối với tiêu phàm cách nhìn. Đây bất quá là chứng minh, thiên hay phu nhân chọn chúng cái này, nhân tình tiểu người hầu, còn có chút bổn sự. Cái này không kỳ quái, một chút cũng không kỳ quái. Nếu thật là cái cái gì cũng sai phế vật, thiên hay phu nhân như thế nào lại vừa ý hắn? Thẳng đến Tiêu Phàm nói ra vừa rồi cái kia đoạn lời nói, Ngô Hà mới biết mình 10 phần sai liếu tương đương. Người này tuyệt đối không phải thiên hay tiên tử tiểu người hầu, thậm chí còn bọn hắn chân thật quan hệ, cũng rất có thể không phải, nhân tình, chỉ ít có này trùng chồng quan hệ hai người, không có thể như vậy đối thoại. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là thiên hay tiên tử bằng hiếu? bởi vì cảm thấy thiên hay tiên tử đúng vậy cho nên mới giúp nàng nhưng điều này sao có thể ngay sau đó lại để cho ngô hà càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra thiên hay tiên tử rõ ràng không có lại phản bác tiêu phàm tựa hồ bị hắn thuyết phục đây quả thực là không thể tưởng tượng và hà ta có thể không giết ngươi hơi khoảnh ngô hà nghe được thiên hay tiên tử thanh âm lại cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm cái kia người trẻ tuổi nam nhân nói lời nói thật sự nổi lên tác dụng, mấy ngày liền hai tiên tử lạnh như vậy mặt lạnh tâm tính tình. Rõ ràng cũng hướng hắn, khuất phục, ngạnh xanh xanh tha nàng một đầu cánh mạng. Và là, người phải thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Nếu không, ta muốn đối với người siêu hồn. Thiên hay tiên tử thanh âm như trước lạnh như băng đích, không mang theo nửa điểm cảm tình, đối với mới vừa rồi bị tiêu phàm, chống đối, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ở trong lòng. Ngô Hà lại dùng mình một cái. Liên tục gật đầu, nói ra, "Sư tỷ, ngươi cứ việc hỏi, ta chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Ta nói rồi, ta không có phản bội ngươi, không có phản bội liệt tổ liệt tông." Thiên hay tiên tử sắc mặt nhàn nhạt đích, phảng phất không có nghe được tựa như bình tĩnh mà hỏi thăm, "Hạo Thiên Tông rốt cuộc mai phục bao nhiêu người trong cung?" Và biết rõ. Ngô Hà trả lời rất nhanh, nhìn về phía trên giống như cũng không có giả bộ. Và tỷ, Ta nói rất đúng nói thật, đừng nhìn ta biểu hiện ra có lẽ hay là thiên hay cung cung chủ, nhưng chính thức quản sự đích là Tô Thiên Phong. Không đúng, nhưng có thể chân tránh quản sự cũng không phải hắn. Ta chỉ biết là, thiên cơ các bên kia, bây giờ là cấm khu, không có Tô Thiên Phong tự tay ban phát lệnh bài. Bất luận kẻ nào đều không cho tới gần, lại càng không cho phép vào nhập. Kẻ trái lệnh, xiết không tha, nói đến đây, Ngô Hà cười khổ một tiếng. Và quát ta ở bên trong và ngàn phong trên danh nghĩa là ta song tu bầu bạn. Trên thực tế hắn rất ít cùng ta ở cùng một chỗ, ngày bình thường đa số thời điểm là ở tại thiên cơ các bên kia đích. Thiên cơ các bên kia đã bị bọn hắn bố trí pháp trận hoàn toàn che đậy, chẳng những không người có thể tới gần, coi như là thần niệm chi lực cũng bị hoàn toàn ngăn cách, nửa điểm tin tức đều điều tra không đến. Ngô Hà lời nói nhanh chóng rất nhanh, không chút do so dự trì trệ, đủ thấy những lời này không phải nàng biên ra tới nói rất có thể chính là tình hình thực tế và tỷ nếu như bọn hắn biết rõ ngươi sẽ trở lại lời nói tô thiên phong chắc chắn sẽ không là bọn hắn duy nhất phái tới người hắn chỉ là bên ngoài suốt đầu lộ diện mà thôi thiên cơ các bên kia tất nhiên còn mai phục những người khác tay ta hoài nghi khả năng thực sự hậu kỳ đại tu sĩ tỏa trấn ngô hà thậm chí bắt đầu rồi phân tích suy luận thiên hay tiên tử chỉ là lẳng lặng nghe sắc mặt gợn sóng không sợ hãi không có nửa phần biến hóa và tỷ người nếu không việc gì lời mà nói nghe ta một câu khích lệ có lẽ hay là tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi a à, đi được càng xa càng tốt không bao giờ nữa muốn trở về liễu tương đương chúng ta đấu bất quá bọn hắn đích hạo thiên tông quá cường đại trừ phi vô cực môn vẫn còn chúng ta không là đối thủ ngô hà cấp cấp nói ra nhìn về phía thiên hay tiên tử thần sắc rất thản nhiên và đám bọn họ muốn bắt ngươi ta muốn nhất định là vì bí điện bảo vật. Đó là chúng ta lịch đại tổ sư truyền thừa đích, quyết không thể giao cho bọn họ. Và nên làm như thế nào, ta trong lòng mình đều biết. Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra. Ngô Hà nuốt ngụm nước miếng, ngậm miệng lại. Và, thiên hay tiên tử lại từ trong miệng tué ra như vậy một chữ. Và ở đâu? Ngô Hà liền vội vàng hỏi. Và thiên hay cung? Ngô Hà chấn động, kêu lên, hồi thiên hay cung? sư tỷ, người hay nói giỡn sao, người không biết có bao nhiêu người chờ ngươi chui đầu vô lưới. Hiện tại Tô Thiên Phong đã chết rồi, chuyện này giấu giếm không được bao lâu đích. Các người có lẽ hay là lập tức đi thôi, ngàn vạn không nên ở chỗ này trì hoãn, quá nguy hiểm. Thiên hay tiên tử lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, ai nói Tô Thiên Phong chết. Rồi, Tô Thiên Phong chỉ là hủy thân thể, nguyên thần vẫn còn. Và có cái gì khác nhau sao? Ngô Hà ăn ăn mà hỏi thăm và nhưng có, chỉ cần hắn nguyên thần còn sống, hắn tự còn sống. Một người chết, không thể thực hành được nữa sự tình đích. Thiên hay tiên tử cười lạnh nói. Ngô Hà không khỏi lại ngây ngẩn cả người, không biết thiên hay tiên tử lời này rốt cuộc là loại ý tứ nào. Thiên hay tiên tử lại không để ý tới nàng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hắc y bay múa, tóc đen tung bay, trực tiếp hướng khanh vân thành phương hướng phi độn mà đi. Tiêu phàm thu cốt điểu, bỗng nhiên đi vào bên cạnh của nàng, nhàn nhạt, nói ra, ngô đạo hiếu, đi thôi, tóm lại là muốn tận mắt đi xem thiên cơ các đích, trừ 952 tỷ 493 triệu 468 nghìn 128. Trường 1093 giả mạo, thiên hay cùng với tư cách khanh vân thành lớn nhất tu chân tông môn, cùng nơi khác đồng giảng, độc chiếm thành nam mảng lớn núi rừng. Không ít đình đài lầu các, rất thưa thất mà tán lạc tại sơn gian bên rừng, nhà thủy tạ ven hồ. Tu chân tông môn tụ cư chỗ, cùng phàm tục thế giới dù sao có chỗ bất đồng, mỗi một vị cùng bậc tương đối cao tu sĩ, đều chiếm cứ một mảnh đại khái qua loa địa bàn tiến hành tu luyện. Phạm vi hơn 10 dặm trong địa mạch linh khí, đều đều cung cấp thứ nhất người sử dụng. Thiên cơ các là thiên hay cung trọng địa. Lúc trước chính là dấu kinh trải qua chỗ, thiên hay cung trọng yếu điển tịch, đều chứa đựng lúc này. Từ hạo thiên tông nhập chủ về sau, thiên cơ các liền bị chia làm cấm khu, tất cả nguyên ở nơi này thiên hay cung đệ tử, đều rời đi ra ngoài, từ nay về sau cấm bất luận kẻ nào tới gần. Ngoại trừ Tô Thiên Phong cùng hắn tự mình dẫn dắt tu sĩ, những người khác có dám tới gần người, giết không tha. Ngay trên danh nghĩa thiên hay cung chủ Ngô Hà, cũng không đắc lại bước vào thiên cơ các nửa bước. Ngô Hà đã từng âm thầm phỏng đoán qua rất nhiều lần, nhận định thì phải là thiên hay cung bí điện cửa vào. Lúc trước nàng mặc dù quý vì thiên hay cung nguyên anh trưởng lão, lại cũng chỉ biết rõ trong nội cung có như vậy một chỗ bí điện, cửa vào rốt cuộc ở nơi nào, nhưng lại không được biết. Ngô Hà đã từng thử thăm dò hỏi qua Tô Thiên Phong, ai ngờ Tô Thiên Phong đi đại phát lôi đình, nghiêm khắc cảnh cáo nàng, quyết không hứa lại nghe ngóng cùng thiên cơ các có quan hệ bất cứ chuyện gì, nếu không muốn đối với nàng không khách khí. Đem Ngô Hà đến mức, đây là song tu bầu bạn. Trải qua chuyện này hậu, Ngô Hà cuối cùng vu minh bạch, Hạo Thiên Tông sở dĩ còn làm cho các nàng bảo lưu lấy thiên hay cung danh nghĩa, còn lại để cho một ít cấp thấp nữ đệ tử tiếp tục ở đây ở phía trong cuộc sống tu luyện, đơn giản là vì một ngày kia, dụ dỗ thiên hay tiên tử tới đây mà thôi. Nếu như thiên hay cung thật sao triệt để hủy diệt, tại tu chân giới xóa tên, thiên hay tiên tử tuyệt vọng ngoài. Chỉ sợ từ nay về sau viễn độn vực bên ngoài, mai danh ẩn tích. Nếu không hiện thân liễu tương đương, nếu thật là nói như vậy, đã có thể lỗ lớn liễu tương đương, được không bù mất. Quả nhiên, hiện tại thiên hay tiên tử không sẽ trở lại đến sao? Chỉ có điều, giống như cùng hạo thiên tông tính toán có chút xuất nhập. Vào đêm thời gian, hai cái bóng người từ từ hướng thiên cơ các phi độn mà đi, một nam một nữ. Nam ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, mặt trắng, phong thần tuấn lãng. Diện mạo bất phàm, thình lình đúng vậy hạo thiên tông ngoại đường trưởng lão, thiên hay cung trên thực tế cung chủ tô thiên phong, đi theo ở bên cạnh hắn, thoảng qua rất lại phía sau nửa bước cô gái áo đen, khoác màu đen cái khăn che mặt, tựa hồ là thiên hay cung chủ Ngô Hà. Vừa mới phi gần thiên cơ các, liền lập tức cảm ứng được một cổ cấm chế chi lực, đập vào mặt. Đây là hạo thiên tông trận pháp chi lực. Theo sát ở bên cô gái áo đen truyền âm nói ra. Lãnh lãnh đạm đạm đích, nhưng lại thiên hay tiên tử thanh âm. Không hề nghi ngờ, vị này ngô cung chủ chính là thiên hay tiên tử dịch dung giả dạng đích. Nàng vốn là thiên hay cung chủ, ngô hà là đồng môn của nàng sư muội Thiên hay cung dịch dung thuật hay tuyệt thiên hạ muốn giả dạng thành Ngô Hà bộ dáng lại bắt trước nàng lời nói cử chỉ hòa khí tức thật sự quá dễ dàng cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Đi ở phía trước cái vị kia Tô Thiên Phong trưởng lão dĩ nhiên là là Tiêu Phàm giả dạng liễu tương đương Tiêu Phàm mặc dù không có thiên hay tiên tử như vậy tuyệt diệu dịch dung thuật đã có thiên huyễn tướng mạo trợ tăng thêm thiên hay tiên tử theo bên cạnh nghiệp trợ bóng đêm lờ mờ bên trong không phải đặc biệt người thân cận cũng rất khó phân biệt ra được thiệt giả đến. Huống chi tầm thường đệ tử, ai dám gắt gao nhìn thẳng tô trưởng lão xem cái không ngớt. Về phần hạo thiên tông trưởng lão khí tức, bản không dễ giả trang, nhưng có tô thiên phong. Nguyên Anh, cái kia lại khác đương làm đừng luận, đây cũng là thiên hay tiên tử lúc ấy chế trụ tô thiên phong Nguyên Anh hậu, không có tiện tay diệt sát nguyên nhân thực sự. Giết hắn dễ dàng, muốn thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào thiên cơ các, đã có thể khó khăn hạo thiên tông pháp trận, làm sao sẽ lộ ra ti ti tả khí. Tiêu phàm lông mày nhân bắt đầu đứng dậy. Hạo thiên tông sở tác sở vi, tuy lại để cho tiêu phàm thập phần phản cảm, nhưng được xưng chính đạo thập đại tông môn một trong, cái này nếu không phải tự phong đích, mà là nhận được rồi đại đa số tu chân đồng đạo công nhận. Huệ thiên hào hạo thần mặt trời lôi chỉ là hạo dương thần lôi bàng chi truyền thừa, thực sự đường hoàng chính đại, không mang theo chút nào tả khí. tà khí. Ta chỉ là huệ thiên hào bản thân mà thôi hạo thiên tông tại chính đạo thập đại trong tông vốn là dùng tâm ngoan thủ lạt chứ danh năm đó cùng vô cực môn cũng nhiều không hề hòa thuận ngày xưa hạo thiên tông âu dương tông chủ thậm chí còn thua ở long tượng chân nhân thủ hạ đối với cái này một mực canh cánh trong lòng chỉ bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy biết rõ song phương thiên tư bất đồng tung tính toán cuối cùng lần này cả đời cũng khó có thể là long tượng chân nhân đối thủ từ đó về sau đối với long tượng chân nhân nhượng bộ lui binh thiên hay tiên tử nhàn nhạt, nhạt nói ra. Tiêu phàm ám ăn cả kinh. Lại vẫn có loại này bí mật. Âu Dương Tông Chủ, đúng vậy dưới mắt hạo thiên tông Tông Chủ, cũng là tính Âu Dương, chẳng lẽ bọn họ là nhất mạch tương thừa. Thiên hay tiên tử gật gật đầu, nói ra từ ngày xưa Âu Dương Hùng chấp trưởng hạo thiên tông về sau, liên tiếp bốn đời, hạo thiên tông Tông Chủ đều tính Âu Dương, là Âu Dương Hùng hệ tử tôn. Có loại sự tình này. Tiêu phàm hai hàng lông mày trao càng chặt hơn tu chân tông môn không phải tu chân thế gia không nói cứu nhiều thế hệ tương truyền độc chiếm thiên hạ thủ lĩnh vị bình thường đều là tài đức vẹn toàn người cư chi ví dụ như vô cực môn trưởng giáo chức cũng rất ít xuất hiện phụ tử tương truyền đích nhất là hạo thiên tông như vậy uy trấn thiên hạ môn nhân đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn siêu cấp lớn tông môn thiên tài xuất hiện lớp lớp sao có thể có thể liên tục bốn đời tông chủ đều là phụ tử tương truyền chẳng lẽ cái này âu dương một nhà thật sao như vậy nghịch thiên đại đại đều có thể xuất hiện tu chân thiên tài. Cần biết hạo thiên tông tông chủ, tất nhiên rất đúng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ, không biết bao nhiêu tu chân giả bên trong mới có thể ra hiện một cái. Cái này Âu Dương gia tộc rõ ràng liên tiếp bốn đời đều có người đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá loại này nghi hoặc cũng chỉ là tại tiêu phàm trong óc chợt lóe lên, liền bị vứt chư sau đầu. Cái này đương lúc, cũng không phải là mảnh cứu những chuyện này thời điểm. Tiêu phàm trên người tản ra, thuần khiết, tô thiên phong khí tức, mang theo ti ti tà khí chính là pháp trận cấm chế không có bất kỳ ngăn trở, hai người liền bước vào thiên cơ các đại môn. Sư phụ, chỗ tối một gã 50 tuổi khoảng chừng gì đó kim đan hậu kỳ tu sĩ lách mình ra, kho mình hành lễ, thần thái kính cẩn, ánh mắt lại sẽ cực kỳ nhanh tại thiên hay tiên tử trên người đảo qua, mang theo hết sức rõ ràng vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm chỉ là khoát tay áo, một câu cũng không nhiều nói. Cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ lại khẽ khom người, lại ẩn vào hòn non bộ về sau. Tuy nhiên trước đó, tựa hồ chưa bao giờ dẫn ngoại nhân tiến vào qua thiên cơ các, Kim Đan tu sĩ cuối cùng là một không có dám mở miệng nghi vấn. Bất kể thế nào nói, Ngô Hà cũng là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa là sư phụ song tu bầu bạn, mảnh bàn về đến, bọn hắn gặp được đều muốn tôn sưng một tiếng, sư mẫu, đích. Sư phụ làm như vậy tự có đạo lý, chính mình có lẽ hay là không cần phải tự đòi mất mặt tốt. Rất nhanh, hai người liền xâm nhập đến Thiên Cơ Các Hạch Tâm Địa Vực. Pháp trận cấm chế chi lực rõ ràng cường đại hơn nhiều. Bọn hắn biết rõ Thiên Cơ Các là tiến vào bí điện duy nhất thông đạo, xem ra là theo sư muội chỗ đó biết được đích. Thiên hay tiên tử bỗng nhiên nói ra. Trong miệng nàng nói sư muội, Tiêu Phàm biết rõ, chỉ chính là Huệ Thiên Hào ngày xưa song tu bầu bạn, thiên hay tiên tử đắc lực nhất giúp đỡ một trong, năm đó cũng coi như rất đúng thiên hay cung nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên không biết bí điện cụ thể tiến vào phương pháp, lại biết đi thông bí điện cửa vào là ở thiên cơ các. Huệ thiên hào chẳng những hại chết bạn lữ của mình, tựa hồ còn đối với nàng thi triển cực kỳ tàn khốc siêu hồn thuật. Nếu không, hạo thiên tông không biết đem thiên cơ các liệt vào cấm địa. Rất nhanh, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử liền đi tới thiên cơ các trọng yếu nhất khu vực, một cái tinh xảo to lớn pháp trận, Thình lình xuất hiện hai người bọn họ trước mắt. Cái này pháp trận đường kính mấy trượng, bố trí được cực kỳ tinh diệu, các loại ký hiệu tầng tầng lớp lớp, thêm vào cùng một chỗ, không biết tăng thêm bao nhiêu cấm chế. Dù là tiêu phàm như vậy tạo nghệ trận pháp đại sư, trong khoảng thời gian ngắn cũng thấy có chút hoa mắt. Lập tức vận khởi Thiên Nhãn thần thông, đáy mắt lục mang lóng lánh, cẩn thận xem xét thoạt nhìn. Thiên hay tiên tử nói được minh bạch, cái này pháp trận là Hạo Thiên Tông bố trí ở chỗ này đích đem đi thông bí điện duy nhất thông đạo triệt để chặt đứt. Muốn đi vào bí điện, trước hết phá giải cái này pháp trận. Chọn vẹn khác chung đi qua tiêu phàm nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói ra, không được, muốn phá giải cái này pháp trận, tuyệt không phải sớm chiều chi công. Muốn lập tức thông qua, nhất định phải có lệnh bài. Muốn không phải là cưỡng ép hiếp công phá, nhưng bởi như vậy, nhất định sẽ gây ra rất lớn động tính. Chỉ cần một gây ra đại động tính, vậy trước tiên cơ mất hết rồi, hạo thiên tông chấn thủ nơi đây cao thủ đảo mắt sẽ gặp chen chúc tới. Tô sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao dẫn ngoại nhân tới đây? Chẳng lẽ đã quên nơi đây quy củ sao? Liền vào lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, ông ông tác hưởng, phảng phất gần ngay trước mắt. Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi, vội vàng khom người tử, kính cần nói, cùng sư huynh, không phải sư đệ đã quên nơi đây quy củ, ta chỉ là muốn dẫn nàng đến xem cái này bí điện thông đạo, xem nàng là có phải có tiến vào phương pháp. Bất kể thế nào nói, ngô sư muội cũng là thiên hay cung ngày xưa trưởng lão, có lẽ biết được một ít đặc biệt những vật khác. Tới đây trước kia, vì không đánh rắn động cỏ, thiên hay tiên tử không chút khách khí, đối với tô thiên phong nguyên anh thi triển siêu hồn thuật. Hạo thiên tông quả nhiên còn phái mặt khác nguyên anh tu sĩ tại thiên cơ các chấn thủ, trong đó thậm chí còn kể cả một vị hậu kỳ đại tu sĩ, chính là tiêu phàm trong miệng chỗ xưng cùng sư huynh, cùng sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói ra, tô sư đệ nói đùa gì vậy? Đại trưởng lão đã sớm đã phân phó, nơi này nghiêm cấm ngoại nhân đến đây. Người thân là bổn tông ngoại đường trưởng lão, chẳng lẽ đã quên đại trưởng lão phân phó sao? Nhanh chóng thối lui, không được ở lâu. Vâng, cùng sư huynh bất giật, sư đệ cái này rời đi. Tiêu phàm bắt trước tô thiên phong ngữ khí, kính cẩn nói, lập tức xoay người rời đi. Thiên hay tiên tử không nói một lời, theo sát ở phía sau. Tô sư đệ, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không, đừng trách ngu huynh không khách khí. Cùng sư huynh lạnh như băng thanh âm lần nữa vang lên, không mang theo chút nào cảm tình, đối với vị này nguyên anh trung kỳ tô sư đệ, vậy mà nửa phần mặt tử đô không để cho. Hạo thiên tông nguyên anh tu sĩ thật sự nhiều lắm, tựa hồ xa không bằng mặt khác tiểu tông môn nguyên anh lão tổ như vậy, quý giá bất quá vắt ngang tại bí điện thông đạo thượng pháp trận sớm đã thật sâu khắc sâu tại tiêu. Phàm trong óc, mục của chuyến này dĩ nhiên đạt tới. Cũng có thể rời đi nơi đây về sau lại chậm rãi nghiên cứu cách phá giải không muộn, cũng không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, tránh khỏi khiến cho cùng sư huynh hoài nghi. chương 1094 lỗ thủng Tiêu phàm cùng thiên hai tiên tử lập tức rời đi Khanh Vân Thành, hướng Nam mà đi. Khanh Vân Thành phía Nam là đại đủ quốc thổ, Hạo Thiên Tông Hạo Ngày Môn đều ở Tề Quốc thành lập Sơn Môn. Tề Quốc Đô Thành tên viết Hạo Dương. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên Tông cường thế, ngay một quốc gia chi đô, đều dùng Hạo Dương vì danh. Hạo Dương Thành cùng rất nhiều thành phố lớn cũng không cùng, ví dụ như Kim Châu Thành, đều xa thành những này thành trì, điểm mạch linh khí rồi rào nhất chỗ, thường thường đều ở thành thị chính trung ương khu vực, thành thị vây quanh cái này khối khu vực, từng vòng ra bên ngoài xây dựng thêm, quy mô càng lúc càng lớn, trong thành bên ngoài phàm nhân tụ cư bên ngoài thành, cũng đi theo không ngừng hướng quanh thân mở rộng. Hạo Dương thành linh khí nồng nặc nhất khu, tại thành chỉ đông nam bộ. Nghiêm chỉnh tấm không ngớt không dứt dãy núi, trong đó chẳng chịt lấy hồ nước dòng sông đợi phong cảnh danh thắng nơi đi, đều đều bị Hạo Thiên Tông làm của riêng. Hạo Dương thành đông nam, ước chừng chiếm cứ toàn thành một phần năm địa vực, là Hạo Thiên Tông một nhà độc hữu chính là. Đối với một cái có được nguyên anh tu sĩ gần trăm tên, đệ tử cấp thấp sổ dĩ 10 vạn kế siêu cấp lớn tông môn mà nói, cái này tựa hồ rất hợp lý, không có gì quá kỳ quái đích. Tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử một lắp phi độn mà đến, mục chính là chính là hạo dương thành. Tiêu phàm cẩn thận nghiên cứu qua, muốn không kinh động bất luận kẻ nào, phá giải cái kia pháp trận, duy nhất nhất có nắm chắc phương pháp xử lý chính là tìm được lệnh bài. Đương nhiên, nếu như cho tiêu phàm cũng đủ thời gian, hắn cũng có thể tìm tới vô thanh vô tức phá trận phương pháp, đáng tiếc chính là thời gian của bọn hắn không lớn đủ. Thiên hay tiên tử trong cơ thể thần hồn ấn ký, đã muốn càng ngày càng khó dùng áp chế. Dùng hạo nhiên chính khí cưỡng ép hiếp chân áp, đã là cuối cùng đánh cược một lần, ai cũng khó có thể dự kiến, loại này chân áp sẽ ở khi nào mất đi hiệu lực. Theo Tô Thiên Phong Nguyên Thần cung cấp tình báo, mở ra cái kia pháp trận lệnh bài chỉ có hai mặt, cũng không tại thiên hay cung, mà là bảo tồn tại hạo thiên tông hai vị đại nhân vật trong tay. Trong đó một vị, là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Một vị khác thì là thủ Tỏa chấp pháp trưởng lão, bị đệ tử trong tông tôn xưng vì đại chấp pháp. Hai vị này đều là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại Hạo Thiên Tông trong có thể nói cao thủ số 1 số 2. Thực tế Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, thành danh sớm nhất, thậm chí có đồn đãi nói nàng vô cùng có khả năng đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới, trở thành thoi ma giới tầng cao nhất đại cao thủ. Về phần Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ sớm đã nhiều năm không hỏi thế sự, tập trung tinh thần bế quan khổ tu. Có người nói, Âu Dương Tông chủ kỳ thật đã muốn đặt chân ngộ linh kỳ. Nhưng cũng có người nói, vị này danh chấn thiên hạ Âu Dương Tông chủ, sớm đã bởi vì luyện công mà tổ hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Chỉ là bởi vì hạo thiên tông thiếu tông chủ chưa đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lúc này mới tận lực che giấu Âu Dương tông chủ tin người chết, do đại trưởng lão, thủ tọa đại chấp pháp đợi hậu kỳ đại cao thủ liên hợp chấp trưởng tông môn đại sự, chờ đợi thiếu tông chủ thành công tiến giai hậu kỳ cảnh giới. Lại chính thức lại để cho hắn tiếp nhận tông chủ vị. Nghe đồn các loại, chưa kết luận được. Nhưng cái này đều cùng tiêu phàm cùng với thiên hay tiên tử không có sao. Bất kể là hạo thiên tông đại trưởng lão có lẽ hay là thủ tỏa đại chấp pháp, cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Cái kia hai vị thành danh vẫn còn tại thiên hay tiên tử trước kia, công lực so nàng thâm hậu hơn. Thực tế quan trọng hơn chính là, đại trưởng lão đã muốn bế quan nhiều năm chưa từng ra ngoài, thủ tỏa đại chấp pháp hơn phân nửa thời điểm cũng là tỏa chấn tổng đàn, theo không dễ dàng ra ngoài. Xâm nhập hạo thiên tông tổng đàn, đánh bại hai vị này bên trong một vị, cướp được lệnh bài. Lại bình yên vô sự mà rời đi. Như vậy mộng tưởng hảo huyền, ngay làm cũng không muốn làm. Tung tính toán thiên hay tiên tử trước sau như một tâm cao khí ngạo. Cũng không phục người, cũng không có như thế điên cuồng ý niệm trong đầu cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Bất luận cái gì nhìn về phía trên hoàn mỹ vô khuyết xếp đặt thiết kế hoặc là bố trí, kỳ thật đều có sơ hở, chỉ cần dùng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm được lỗ thủng. Hạo Thiên Tông lỗ thủng là bọn hắn trận pháp đại sư. Hạo Thiên Tông tinh thông nhất trận pháp chi đạo triệu trưởng lão, cũng không phải hậu kỳ đại tu sĩ. Với tư cách Hạo Thiên Tông kỳ môn các thủ tỏa, triệu trưởng lão hiểu được không ít tạp học, chẳng những tinh thông trận pháp bố trí, kỳ hoàng chi thuật tạo nghệ khá cao, thậm chí đối với linh vu chi thuật đều có đọc lướt qua. Nhiều như vậy tạp học, không hề nghi ngờ sẽ chiếm dùng hắn quá nhiều lúc tu luyện gian, vì vậy triệu trưởng lão tại hạo thiên tông địa vị mặc dù cao, danh vọng mặc dù long, chân thật tu vi cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa cùng tô thiên phong đồng giảng, vừa mới tiến dài không lâu, nghe nói là vì kéo dài hắn thọ nguyên, tông môn không tiếc bất cứ giá nào, thỉnh hai vị hậu kỳ đại tu sĩ đồng loạt ra tay đem cảnh giới của hắn cưỡng ép hiếp cất cao, cuối cùng miễn cưỡng nhai qua rồi lôi kiếp. Đặt chân nguyên anh trung kỳ, thiên hay cung thiên cơ các cái kia tinh diệu pháp trận, chính là do triệu trưởng lão tự mình chủ trì bố trí đích. Cái kia hai khối qua cửa lệnh bài, cũng do thân thủ của hắn chế tác. Trên lý luận, triệu trưởng lão có thể chế tác hai khối qua cửa lệnh bài, có thể chế tạo ra đệ tam khối đến. Cái này là cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hạo Thiên Tông không có người ý thức được đó là một lỗ thủng. Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, tại tu chân giới cũng đã là V. Y ngắn, P nhất đính tiêm nhi hảo thủ, phượng mau lân giác. Hơn nữa là tại Hạo Thiên Tông Tổng Đàn, chẳng lẽ ai còn dám to gan lớn mật, xông đến Hạo Thiên Tông Tổng Đàn đến dương oai không được. Cái kia quả nhiên là chán sống. Nếu như không phải bức tại bất đắc dĩ, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử cũng không muốn bốc lên như vậy phong hiểm bọn hắn xác thực một điểm nắm chắc đều không có. Tại Hạo Thiên Tông ban xuống lớn treo giải thưởng đuổi bắt hai người bọn họ thời điểm, không xa chạy xa trốn đi, ngược lại thẳng không xứng sờ trèo lên mà xông vào Hạo Thiên Tông tổng đàn, ngoại trừ tự tìm đường chết bên ngoài, không. Nữa mặt khác rất tốt giải thích. Đây là một chuyến điên cuồng, lữ trình, không gì sánh kịp phong hiểm ý nghĩa, tại cả trong cả quá trình bọn hắn không thể có mảy may sơ hở, không thể có nửa bước đi sai bước nhầm, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Theo Khanh Vân thành đến Hạo Dương thành trăm vạn dặm xa. Tiêu Phàm cùng Thiên Hay tiên tử không có sử dụng truyền tống trận, mà là một lắp phi độn mà đến. Đương nhiên, đem tu vi của mình áp chế đến Kim Đan hậu kỳ, độn nhanh chóng cũng là bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ độn nhanh chóng. Tiến vào đại tế quốc về sau, chẳng khác gì là vào Hạo Thiên tông phạm vi thế lực, chỗ kinh trải qua chỗ bất luận cái gì một cái thành nhỏ thành phố đều có thân cận Hạo Thiên Tông Trung Tiểu Tông môn tồn tại, khắp nơi đều là Hạo Thiên Tông tai mắt thám tử. Hai gã lạ lẫm nguyên anh tu sĩ, một nam một nữ, tự như vậy nghênh ngang hướng phía Hạo Dương thành phi độn mà đi, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi. Trên thực tế, tại tiếp cận Hạo Dương thành thời điểm, Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên tử còn cố ý tha một cái không lớn không nhỏ vòng tròn luẩn quẩn, theo Hạo Dương thành bên ngoài trải qua, vây quanh Hạo Dương thành phía nam, đón thêm gần tường thành. Tuy nhiên nhỏ như vậy kỹ xảo không tạo nên quá lớn tác dụng, nhưng tất cả tiểu kỹ xảo gia tăng cùng một chỗ, có đôi khi có thể giấu giếm được đại địch. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiêu phàm tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng chính là vì cái này một vòng cuốn đi, lại để cho tiêu chân nhân tất cả kế hoạch đều phá hư hết. Rất xa, hạo dương thành cực lớn hình dáng, xa xa đang nhìn. Đó là một tòa đại thành, quy mô không thua đều xa thành. Dùng tiêu phàm hai người dưới mắt độn nhanh chóng, ước chừng còn có hơn một canh giờ, có thể trước khi mặt trời lặn đuổi tới trong thành liễu tương đương. Theo Tô Thiên Phong Nguyên Thần đã lấy được không thiếu Hạo Thiên Tông bí mật, tuy nhiên muốn bằng lần này tiếp cận Hạo Thiên Tông những kia trọng yếu nhất cấm khu có chút khó khăn, nhưng muốn tiếp cận kỳ môn các, bái phỏng thoáng một tí triệu trưởng lão, có lẽ hay là có thể đích. Đương nhiên, bọn hắn còn muốn trước chờ một chút cơ hội, nhìn xem triệu trưởng lão sắp tới sẽ hay không ra ngoài, có thể ở ngoài thành động thủ, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Tại Hạo Thiên Tông tổng đàn trực tiếp động thủ bắt người, tất nhiên là bị buộc bất đắc dĩ một chiêu cuối cùng. Liền vào lúc này, rất xa một con thuyền tàu cao tốc chính hướng bên này kích xạ mà đến, tàu cao tốc về sau, tác chính là có hai chiếc càng lớn chiến thuyền hàm đuôi đuổi sát. Dung Tiêu Phàm cùng Thiên hai tiên tử ánh mắt đến xem, cái này ba chiếc tàu cao tốc độn nhanh chóng đều không coi là nhiều nhanh, xem chừng tàu cao tốc cùng bậc cũng không phải rất cao. Thiên hay tiên tử liếc qua, liền là lãnh đạm nói, phía sau chính là Hạo Thiên Tông tuần tra chiến thuyền. Đối với Hạo Thiên Tông tình hình, Thiên hay tiên tử biết không ít. Tiêu Phàm sắc mặt lại hơi đổi. Hắn để ý không phải Hạo Thiên Tông tuần tra chiến thuyền, loại này cùng bậc chiến thuyền, có thể khẳng định chính là người điều khiển tu vi cũng sẽ không rất cao. Một ít kim đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, đối với bọn họ hoàn toàn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì hắn để ý chính là phía trước đào tàu cái kia chiếc tàu cao tốc. Tàu cao tốc thượng phát ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Dĩ nhiên là hạo nhiên chính khí. Lúc trước cái kia chiếc chạy trốn tàu cao tốc, bên trong tu sĩ vô cùng có khả năng cùng vô cực môn có chút liên quan. Đến thoi ma giới mấy chục năm, ít nhất cho tới bây giờ, tiêu phàm chưa đụng phải qua bất luận cái gì một vị tu luyện hạo nhiên chính khí đồng môn. Lại không nghĩ tới, sẽ ở cách hạo dương thành không xa địa phương gặp được tình hình như vậy làm minh bạch nói sau. Thiên hay tiên tử nhẹ nói đạo, thon dài tố vung tay lên, trong hư không một hồi vần nước loại chấn động hiện lên, nàng cùng tiêu phàm thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liễu tương đương. Loại này tiện tay thi triển đi ra ảo thuật, muốn giấu giếm được cùng giai cao thủ thần niệm điều tra, tự nhiên không có khả năng. Nhưng muốn giấu giếm ở kim đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, nhưng lại hào không làm khó dễ. Phía sau hai chiếc chiến thuyền đột nhanh chóng rõ ràng so phía trước tàu cao tốc nhanh một bậc, trong nháy đã đến gần không ít khoảng cách. Phía trước tàu cao tốc cứ việc cực tốc phi đột, như trước không thể tránh khỏi bị hai chiếc chiến thuyền càng đuổi càng gần. Mắt thấy chiến thuyền cùng tàu cao tốc khoảng cách đã muốn gần hơn đến hai trong vòng 10 trượng, chiến thuyền đầu thuyền bỗng nhiên đứng ra một gã người mặc màu vàng chiến giáp tu sĩ, vung trong tay màu vàng lôi chùy, nặng nề đập vào đồng dạng là màu vàng lôi chùy phía trên. Oanh, mà nhất thanh muộn hưởng lôi chùy phía trên lóng lánh ra một cổ màu vàng lôi điện, thô hơn cánh tay, lóe lên ra. Chỉ thấy đằng trước ngọc thuyền khoang thuyền đỉnh bốc lên một cổ khói đặc, đang tại phi độn ngọc thuyền một hồi gấp gáp lay động, tốc độ lập tức chậm lại, trái dao động phải bầy xuống phía dưới rơi đi. Hai chiếc chiến trong đò truyền đến lớn tiếng hoan hô, lập tức tách ra hai bên, một trái một phải đuổi theo. Thật vất vả, hơi nước tàu cao tốc mới một lần nữa ổn định thân thuyền, nhẹ nhàng run lên, tựa hồ vừa muốn phi độn mà đi. Hai chiếc chiến trên thuyền đồng thời toát ra tính ra đạo kim sắc lôi điện, tiếng sét đánh ở bên trong, hào bất dung tình mà ảo ảo bổ chúng tàu cao tốc. Trong nháy mắt, tàu cao tốc đã bị màu vàng lôi điện bao phủ liễu tương đương. Âm âm một tiếng, tàu cao tốc cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt nổ ra. Mấy đạo nhân ảnh theo tàn phá tàu cao tốc chung kích xạ ra, đều bạc trắng quần áo bồng bềnh, giờ này khắc này, thân sắc lại chật vật dị thường, nguyên một đám vừa sợ vừa giận mà lớn tiếng chửi bậy, nhìn về phía hai chiếc chiến thuyền trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ, lo nghĩ thậm chí vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc, tiếp tục chạy, xem các người có thể chạy đi nơi đâu. Hạo Thiên Tông, các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một gã áo trắng tu sĩ giống giận bắt đầu đứng dậy. R5273 tháng ác chiến. Ác chiến. Hai chữ này, đối với mặt khác viết lách mà nói, đại biểu cho nhiệt huyết, đại biểu cho tình cảm mãnh liệt. Đối với rơi xuống mà nói, lại đại biểu cho gian nan. Càng nhiều là thì là đại biểu cho một loại thái độ. Một loại cố gắng hướng lên thái độ. Ta hy vọng đại hào môn giàu sang quyền thế có thể được càng nhiều là người chứng kiến, hy vọng cái này bản nửa đường sửa tiên hiệp sách có thể được càng nhiều là người tiếp nhận. Tuy nhiên đô thị đại cương bị vô tình phá hủy, bị buộc trên đường chuyển hướng, nhưng coi như là tiên hiệp, viết xong cũng đồng dạng có người ưa thích. Ta chính là nghĩ như vậy. Cho nên, ta cố gắng xếp đặt thiết kế tình tiết, cố gắng viết chữ, tung tính toán tại Tết âm lịch cũng không nghỉ ngơi, đồng dạng bộc phát đổi mới. Không có hắn, chỉ là muốn muốn chứng minh thoáng một tí. Rơi xuống mặc dù lão, vẫn còn có thể dốc sức liều mạng. Lại là canh bốn dâng, cầu vé tháng ủng hộ. Chúng ta tái chiến một hồi. Chương 1095 vô cực đệ tử. Cái này đương lúc hai chiếc chiến trong đỏ đã muốn dũng mãnh tiến ra hơn 10 người người mặc áo giáp tu sĩ, đem mấy tên áo trắng tu sĩ vây vào giữa, nguyên một đám cầm trong tay các loại lôi điện binh khí, nhìn qua có thể biết ngay, đều đều là hạo thiên tông đệ tử, sáu gã là kim đan kỳ tu vi, trong đó hai gã là kim đan hậu kỳ. Còn lại loại người, tắc chính là đều đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vừa ra chiến thuyền, liền là bố trí xuống trận thế, đem áo trắng các tu sĩ bao quanh vây khốn bắt đầu đứng dậy, cho thấy đắc cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trái lại bị vây ở mấy tên áo bào trắng tu sĩ, tình huống tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì tàu cao tốc nổ nguyên nhân, cả đám đều thập phần chật vật. Tổng cộng 7 người, đều có kim đan kỳ tu vi, bất quá đa số đều là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ có một người là kim đan trung kỳ. Nhưng cái này 7 tên kim đan tu sĩ khí thức đều rất không ổn định, chợt mạnh chợt yếu, làm cho người ta cảm giác bọn hắn tựa hồ là phục dụng nào đó dược vật bị cưỡng ép hiếp nâng lên dưới mắt như vậy cảnh giới. Lăng đạo hiếu, thức thời lời mà nói, tự ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chúng ta có thể coi như việc này không có phát sinh, cũng không truy cứu. Nếu không, đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc trước xét đánh tàu cao tốc cái kia tên kim đan hậu kỳ tu sĩ cười hắc hắc, nói ra. Người này ước chừng 30 năm tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo sắc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Hồ chính mình nói ra được mỗi câu lời nói đều là vương pháp, người khác ngoại trừ Tuân thủ, quyết không thể dẫn ra ra bất kỳ dị nghị gì. Với các ngươi trở về, đó là muốn cũng không muốn suy nghĩ. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng sẽ không với các ngươi lại trở về đương làm lô đỉnh đích. Cầm đầu vị kia Kim Đan chung kỳ áo trắng tu sĩ phẫn nộ quát, cái cổ gian gân xanh bạo khiêu, phẫn nộ tới cực điểm. Hắc hắc, coi như là đương làm lô đỉnh, cũng so diệt môn cường a. Ngươi đúng vậy, vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chẳng lẽ sẽ không cho các ngươi vô cực môn truyền thừa suy nghĩ một chút sao? A à hát, Lăng trưởng giáo. Ha 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 ha. ha. Ngạo khí Kim Đan hậu kỳ tu sĩ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lập tức hai bên chiến trên thuyền Hạo Thiên tông tu sĩ đều cười vang không thôi, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hạo Thiên tông cầu tặc, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Họ Lăng tu sĩ sau lưng một gã hai mươi mấy tuổi dáng người khỏe mạnh nam xây, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trường kiếm trong tay, hướng ngạo khí kim đan hậu kỳ tu sĩ thẳng phát qua. Người này tu vi ngược lại miễn cưỡng bước chân vào kim đan sơ kỳ cảnh giới, trong tay cái này khẩu trường kiếm chất liệu nhưng bây giờ thấp kém, cũng chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí mà thôi. Bình thường mà nói, kim đan kỳ đã ngoài tu vi, có thể đem ra sử dụng pháp bảo liễu tương đương. Trúc cơ kỳ phía dưới cảnh giới, chỉ có thể đem ra sử dụng pháp khí đa số tông môn dòng chính tu sĩ, chỉ cần vừa tiến vào kim đan kỳ, sư môn tổng hội ban cho một kiện pháp bảo phòng thân, sau đó mình cũng hội trăm phương ngàn kế lại siêu tập vài món pháp bảo, lớn mạnh thực lực bản thân. Chỉ có những kia đặc biệt nghèo túng tán tu hoặc là tiểu tông môn xuất thân kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong túi ngượng ngùng, mới có thể mua không dậy nổi pháp bảo, chỉ có thể dùng pháp khí hộ thân. Bất quá đa số cũng là phẩm tương thật tốt thượng phẩm pháp khí trung phẩm trở xuống pháp khí bình thường chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới sẽ sử dụng. Cái này tuổi trẻ tu sĩ cảnh giới đã muốn bước vào kim đan kỳ, cũng tại sử dụng một kiện ngay bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều không để vào mắt thấp kém trung phẩm pháp khí, có thể thấy được ngày bình thường là bực nào quẫn bách. Dùng hắn tu vi như vậy, như vậy pháp khí, không chỉ nói cùng ngạo khí tu sĩ phóng đúng, cho dù ngay dốc sức liều mạng tư cách đều không có. Ngạo khí tu sĩ cười ha ha trong tiếng, trong tay lôi chùy vung lên, một đạo kim quang lòe lòe hồ quang điện vạch phá bầu trời, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tai oanh tại tuổi trẻ tu sĩ trường trên thân kiếm. Răng rác, một tiếng, trường kiếm nứt làm mảnh nhỏ. Tứ tán vẩy ra, tuổi trẻ tu sĩ kêu rên một tiếng, một cái lảo đảo ngã trở về, cánh tay phải ống tay áo bị lôi điện thiêu rồi nửa thanh, cánh tay trước đắc đen nhánh, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Chỉ bằng chút bổn sự ấy, cũng dám theo ta Âu Dương Thanh đổ chắn gió, quả thực tự là muốn chết ngạo khí tu sĩ vừa thu lại lôi trùy, cười lạnh liên tục. Nếu không phải bởi vì muốn tụi bay đương làm lô đỉnh, chỉ bằng các người cái này mấy khối phế liệu, cũng có thể ngưng kết kim đan thành công. Nằm mơ đi thôi. Âu Dương Sư Huynh, làm gì theo chân bọn họ nói nhảm. Tranh thủ thời gian động thủ đem những này hỗn đắn đều trảo trở về đi, nếu chết mất một hai cái, các trưởng lão trách tội xuống, nhưng cũng bất hảo bàn giao. Một tòa khác chiến trên thuyền cái kia tên Kim Đan Hậu kỳ tu sĩ kêu lên. Tốt, động thủ đi. Ta chính là nghĩ không thông, chỉ bằng cái này đáng thương vô cực truyền thừa, năm đó rõ ràng thì ra xưng chính đạo đệ nhất tông, quả nhiên là thiên đại chê cười. Lại là một hồi cười vang. Động thủ. Âu Dương Thanh Phong vung trong tay màu vàng lôi chùy, muốn đập ra. Chỉ bằng ngươi như vậy điểm bổn sự, cũng dám xem thường vô cực truyền thừa, quả nhiên là thiên đại chê cười. Liền vào lúc này, trong hư không vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Ai âu dương thanh phong một tiếng gầm lên mãnh liệt dừng lại thân thể ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại là ai trốn tại đó cho lão tử lăn ra đây oanh một lời không tất trời xanh phía trên nhấp nhoáng một đạo tinh xảo ngân hình cung vào đầu hướng âu dương thanh phong bổ xuống cái này một đạo xét đánh tới kỳ quặc vô cùng một hai mươi người một hai chục hai mắt trâu sửng sốt không thấy được nửa cái bóng người không biết cái này xét đánh từ đâu mà đến Âu Dương Thanh Phong căn bản là không có thời gian đi truy cứu cái này. Mắt thấy ngân hình cung đảo mắt đã đến đỉnh đầu của mình, vị này hạo thiên tông đệ tử truyền, kim đan hậu kỳ tu sĩ không kịp làm ra cái khác bất kỳ phản ứng nào, chỉ phải vội vã cầm trong tay lôi chùy trên lên nhất cử, đón nhận đạo kia nhìn như hết sức nhỏ, cũng không có bao nhiêu uy danh ngân sắc tia chớp. Nếu như là mặt khác công kích, hắn có lẽ còn có thể do dự thoáng một tí, muốn hay không dùng bổn mạng của mình pháp khí đi đón đỡ, nhưng cái này lôi điện công kích, nhưng lại không cần nghĩ, tự nhiên mà vậy liền đem lôi trùy dơ lên. Hạo Thiên Tông Hạo Dương Thần Lôi, được xưng trí Dương Thần Lôi, uy chấn Nam Châu Đại Lục vài ngàn năm, cũng không phải hư danh nói chơi. Xoẹt! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngân sắc hồ quang điện mãnh liệt đánh trúng màu vàng lôi trùy. Tất cả mọi người bỗng nhiên đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được muôn vàn khó khăn tin một màn. Chỉ nghe, răng giác, một tiếng, thật giống như một kiện đồ sứ bỗng nhiên bị đánh nát rồi kim chói lôi chùy mặt ngoài bỗng nhiên nổ tung một đường vết rách rất nhanh đạo này lỗ hổng liền nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn trong nháy cả chuôi lôi chùy đều xuất hiện vô số vết rách tượng một kiện phá toái đồ sứ giống nhau liệt thành một chút cũng không có số mảnh nhỏ đây là nhất làm cho người rung động đích ngay sau đó đạo kia ngân sắc hồ quang điện thông qua phá toái lôi chùy đem xé rách lỗ hổng lan tràn đến Âu Dương Thanh Phong trên cánh tay Kể cả Âu Dương Thanh Phong ở bên trong, mọi người trơ mắt nhìn xem, cánh tay của hắn cũng tượng phá toái đồ sứ như vậy, khoảng cách bể vô số mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra. Lại sau một khắc, Âu Dương Thanh Phong cả người cũng giống như đồ sứ loại vỡ vụn mà mở, biến thành một đoàn huyết vụ. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, không ai bị nổi hạo thiên tông dòng chính truyền nhân, đào mắt tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, người trong nguồn ói. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Ai dám đánh lén chúng ta hạo thiên tông đệ tử? Chọn vẹn chố mắt nửa thời gian uống cạn chung trà, hạo thiên tông hơn 10 người tu sĩ mới ảo ảo hô kêu lên, loạn cả một đoàn. Tiêu phàm thân hình, tại trong hư không di động hiện ra, áo trắng tung bay, diện mạo phi phàm. Ngươi là ai? Rõ ràng dám giết chúng ta hạo thiên tông đệ tử, lá gan không nhỏ. Lại là một hồi ào ào chửi bậy xét đánh một tiếng. Lại là một đạo ngân sắc hồ quang điện theo tiêu phàm giữa ngón tay kích xạ ra. Một danh khác kim đan hậu kỳ giáp sĩ, chấp liên tục tránh cũng không kịp, cùng với Âu Dương Thanh như gió, trong khoảnh khắc bị lôi điện trẻ thành một đoàn huyết vụ. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, Hạo Thiên Tông hai chiếc chiến thuyền thủ lĩnh liền bị diệt sát đắc không còn một mảnh liếu tương đương. Không tốt, là Nguyên Anh tu sĩ. Là Nguyên Anh lão quái, mọi người chạy mau. Còn lại hạo thiên tông đệ tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, đã nhận ra tiêu phàm cảnh giới, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, phát một tiếng hô, liền hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà chạy. Ý thế hiếp người, vẽ đường cho hưu chạy, đáng chết. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không chút do so dự mà song giơ tay lên, hơn 10 đạo lôi điện bắn ra. Lập tức đầy trời ngân xà loạn vũ, lôi quang trói mắt, đảo mắt hơn 10 đạo xét đánh liền đuổi theo bốn phía chạy trốn hạo thiên tông đệ tử, chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có đầy trời huyết vụ. Dùng tiêu phàm năng lực, vẫn còn kim đan kỳ thời điểm, cũng đã quét ngang tất cả cùng giai vô địch thủ, hôm nay tiến giai nguyên anh, pháp lực đại tăng, những này tầm thường kim đan tu sĩ, ở đâu có thể ngăn cản được hắn một chiêu nửa thức. Tự nhiên nhất cử tay gian tự bị diệt sát đắc sạch sẽ, liền một cái đều không có thể chạy trốn. Tiêu phàm ống tay áo lại là run lên, một cổ vòi rồng mang tất cả mà qua, đầy trời huyết vụ bị hễ quét là sạch. Vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ áo trắng tu sĩ ngốc ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, tựa hồ bị cái này khủng bố giết chóc chấn nhiếp rồi, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Các ngươi đều là vô cực môn đệ tử sao? Thẳng đến tiêu phàm ôn hòa thanh âm khi bọn hắn vang lên bên tai, mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Là, chúng ta đều là vô cực môn đệ tử, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lại không biết tiền bối tôn tính đại danh, cùng chúng ta vô cực môn. Cùng chúng ta vô cực môn tiền bối tổ sư, có cái gì giao tình sao? Họ lăng tu sĩ vội vàng hấp tấp về phía lấy tiêu phàm vái chào đến mà, kết cả lăm ba nói. Bất quá trong giọng nói, tràn đầy nghi hoặc, ngay nửa điểm tự tin đều không có. Mặt khác áo trắng tu sĩ cũng đi theo phía sau liên tục không ngừng mà thở dài tuân lệnh, nguyên một đám tâm trung đô là nghi hoặc, không biết vị này cứu mạng tiền bối cao nhân, rốt cuộc cùng bổn môn có những thứ gì sâu xa, vậy mà không tiếc đắc tội cường đại về phần cực điểm hạo thiên tông, ra tay đưa bọn chúng đều cứu đến. Hoàn toàn bất minh sở dĩ. Tiêu phàm mỉm cười, bỗng nhiên giơ tay lên, hư không xuống phía dưới một trường theo như ra. Áo trắng tu sĩ không khỏi quá sợ hãi, trong nội tâm thầm kêu không tốt, kiệt lực muốn né tránh, lại ở đâu lẫn mất mở tâm niệm vừa mới vừa động, bàng nhiên sức lực tự lấy trước mắt, lập tức đưa bọn chúng mấy người đều bao phủ tại tràn trề hạo nhiên chính khí phía dưới, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có, hạo nhiên chính khí liền chui vào trong cơ thể của bọn hắn, thẳng thấu kinh mạch tạng phủ. Họ lăng tu sĩ vốn là sợ tới mức sắc mặt như màu đất, nhưng lập tức liền cảm nhận được này cổ bàng nhiên sức lực không giống người thường, trong chốc lát lại lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, cuồng hỉ mà kêu to lên. Đúng, Đúng hạo nhiên chính khí, là hạo nhiên chính khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1095.